chương 21 Ta gọi triệu học danh Nhà ở tại tương Tây một cái rất xa xôi tiểu sơn thôn Mấy năm trước trong thôn vừa mới tu thông một đầu xi si măng đường cái Huyện trưởng nói đây là quốc gia xuất tiền tại cả nước giúp đỡ nghèo khó sơn thôn Ta khi còn bé hội thường xuyên nhiễm gia gia cho ta kể chuyện xưa Nghe gia gia kể, tại cải cách giải phóng trước cổ nhân Tất cả tư hình, tàn khốc hình pháp hiện tượng hết sức phổ biến Bên trong có mấy loại kiểu chết lớn nhất tà môn, sau khi chết quán khí cũng nặng nhất, hội thường xuyên phát sinh một chút quái sự. Giống đều ngũ hình, hải, hờ SSI, hình, cưa cắt, pháo lạc, sái, MC hà SSI, bồn, nhân trệ, giác hì đun nấu, lột da, rút ra ruột, chém ngang lưng, ngũ mã phân thay, ngũ mã phân thay, chôn sống, mổ bụng, cưỡi mọc mã con lừa, nhét vào lòng heo nằm xuống nước, đều là tại da da trong miệng, cổ đại thường thấy nhất đến cực hình kiểu chết. Đều ngũ hình là đem người chặt ngọc thủ, chặt chân, móc mắt, cắt tai, sau cùng mới là chặt đầu, lại đem thân thể chặt thành ba khối. Cũng là chính mọi người thường nói tháo thành tám khối. Hải hình, tức là thảm tuyệt nhân gian lăng trì chi hình. Mỗi lần lăng trì muốn từ đôi người chấp hành, hành hình trước dùng lưới cá đảo lộn gấp toàn thân, sau đó theo chân bắt đầu cắt, muốn cắt lấy một ngàn phiến thịt mới chuẩn phạm nhân tắt thở. Nghe Gia Gia nói có người hết thảy cắt ba ngày ba đêm mới tắt thở cưa cắt, cũng là đem người dùng sắc cưa tươi sống cưa chết. Những này hình pháp, một cái so với một cái tử trạng thảm liệt, khi đó mới 6-7 tuổi ta, dọa đến liền một tháng không dám một người đơn độc ngủ. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta không khỏi may mắn, may mắn ta không có sinh ở tư hình, cực hình tràn lan cổ đại. Gia Gia nói, những người này trước khi chết quá mức thống khổ, cho nên sau khi chết một thanh oán khí nuốt không được, lại thêm tử trạng quá mức thê thảm, thường xuyên sẽ có quái dị sự kiện phát sinh, đồng dạng không ai dám gần những này thi thể. Thế là liền có đọc thi tượng cái này chuyên môn theo người chết đánh qua lại nghề. Cũng đã có người xưng tương tay cản thi tượng. Mỗi cái hành nghiệp đều có chính mình quy ước ngành nghề, ở lưng thi tượng bên trong, cũng đã có rất nhiều cấm kỵ. Cũng tỉ như Gia Gia từng cùng ta nói tới qua, chém ngang lưng chết thảm người, tuyệt đối không thể đem trên dưới hai đoạn thi thể tán tại một chỗ địa phương bình thường đều là đem trên dưới hai đoạn thân thể, chôn ở có dòng sông hoặc là nước sông, sơn nhai hai bên bờ, ý chỉ một đao cắt đứt, ba hồn bảy vía không được đầy đủ, phòng ngừa sau khi chết kết sát thi thay đổi. Gia Gia nói đây là chém ngang lưng người, đồng dạng cũng là chính tùy tiện tìm nơi dòng sông, nước suối, chôn ở hai bên bờ là được rồi. Có thể trước khi chết càng thảm, càng thống khổ, càng căm hận, càng là lớn thời gian nuốt không làm người tức giận, sau khi chết oán khí càng nặng, loại này thi thể chôn địa phương nhất định phải cực kỳ thận trọng, thường thường đều sẽ tuyển tại cùng người khác không đồng phương, mượn nhờ sông núi phong thủy chặt đứt quán khí. Gia Gia sở dĩ như thế hiểu biết đọc thi tượng cấm kỵ, đó là bởi vì Gia Gia tổ tiên mấy đời đều là đọc thi tượng. Chỉ là về sau cải cách giải phóng, pháp luật khai minh tiến bộ, quốc gia cấm địa cực hình, tất cả tư hình, cùng giao thông tiện lợi phát đạt về sau, chậm rãi, lại không ai trả lại đọc thi tượng đọc thi vì sinh kế, đọc thi tượng nhóm cũng bắt đầu mai danh ẩn tích. Ngay tại lúc ta 9 tuổi năm đó, cha ta vùng trộm giấu giếm ta gia gia, cho người ta đọc một bộ không thể cổng thi, nửa cái tháng sau, cha ta bị lột da đẫm máu thi thể, dán tại cửa thôn trên cây. Đỗ phỉ phỉ tranh thủ thời gian tê cả da đầu rời khỏi điện thoại di động tiểu thuyết, sợ hãi giống như con mèo nhỏ toàn thân lông tơ nổ lên, xem xét thời gian đã là sắc trời toàn trong đêm tối 8 điểm, Toàn công ty cũng chỉ còn lại có nàng một người đơn độc. Lúc này trong văn phòng trống rỗng, phá lệ giam cầm yên tĩnh, ngoài cửa sổ bầu trời đêm đen sì. Cái này 20 tuổi vừa tốt nghiệp đại học ra đến trả lại công tác, trước mắt còn chưa đầy thực tập kỳ 3 tháng, hôm nay là nhân sinh lần thứ nhất trực ca đêm dịu dàng nữ hài, bắt đầu nghi thần nghi quỷ nhanh chóng quay đầu nhìn xem phía sau, vừa nhìn xem bên ngoài phòng làm việc hành lang phương hướng cũng cảm giác trống rỗng văn phòng hoặc ngoài hành lang trên thủy chung ẩn nấp một người đơn độc, chỉ lộ ra hai cái băng lãnh con mắt đang trộm nhìn nàng. Đỗ phỉ phỉ tê cả da đầu, nhịp tim đập xem như tại đánh trống, thực nàng rất rõ ràng, đây hết thảy đều là nàng chính mình nhất kinh nhất xạ, đều là nàng quá sợ hãi bỗng dưng tưởng tượng ra đến. Có biết về biết rõ, trong đầu vẫn là không nhìn được sẽ nghĩ tới một chút đáng sợ. Đỗ phỉ phỉ trong lòng hối hận, sớm biết nàng liền không cưỡi một điểm cuối cùng đóng máy tính thời gian xuất ra hoa quả điện thoại di động nhìn tiểu thuyết lạch cạch lạch cạch đột nhiên vốn nên trống rỗng hành lang ngoại truyền đến năm nhân tiếng bước chân đổ phỉ phỉ mãnh liệt cứng đờ thân thể thần sắc hiện lên hoảng một cái cùng sợ hãi lạch cạch lạch cạch tiếng bước chân mang không nhanh không chậm rất có tiết tấu tiếng đánh một chút một chút đánh tại trên trái tim càng đi càng gần là tại hướng nàng bên này gần. Người nào, là ai ở bên ngoài? Là tuần lầu cao ốc bảo an sao? Có phải hay không các ngươi tại ngoài hành lang trên? Đỗ phỉ phỉ toàn thân mồ hôi lạnh, cảm giác chính mình thanh âm đang phát trung. Ngoài hành lang nam nhân tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, lập tức không có thanh âm. Đỗ phỉ phỉ tự như một cái chim sợ cành công, thân thể lập tức như rớt vào hầm băng lạnh lẽo, nàng dựng thẳng lên lỗ tai qua nghe, lại cái gì đều nghe không được hành lang cùng văn phòng phản phất ngăn cách hai cái thế giới, lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Chỉ có máy tính tắt máy hô hô phong phiến âm thanh, còn tại tốc độ cao chuyển động. Thời gian chậm rãi trôi qua, đơn giản tốc độ dây như năm giày vò, ngay tại đổ phỉ phỉ sắp không thể thừa nhận tâm lý áp lực thời điểm, lạch cạch, lạch cạch, ngoài hành lang vang lên lần nữa tiếng bước chân. Nhưng lần này tiếng bước chân, giống như đang lặp lại lần trước tuần hoàng, cũng không phải là tại văn phòng phụ cận vang lên, mà chính là giống lần thứ nhất như thế từ xa đến gần, dẫm cố định tiếng bước chân tiết tấu, không nhanh không chậm, vẫn như cũ hướng đây là một tầng duy nhất còn sáng ánh đèn văn phòng phương hướng đến gần. Đổ Phỉ Phỉ tóc gáy dựng lên, dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhãn thần hoảng sợ bất an. Lạch cạch, lạch cạch. Nam nhân tiếng bước chân càng ngày càng gần, cũng như tiếng bước chân đến gần văn phòng phụ cận lúc, bỗng nhiên lại một lần nữa biến mất. Sau đó không lâu, tiếng bước chân lần thứ ba lặp lại tuần hoàn theo khởi điểm lần nữa từ xa mà đến gần dẫm cố định tiết tấu tiếng bước chân đến gần hướng văn phòng tại đêm khuya trống rỗng hoàn cảnh xuống phá lệ chói tai như một quyển băng cát xét không ngừng lặp lại phát ra đổ phỉ phỉ tâm lý sắp sụp đổ sợ hãi đến thanh âm có chút giọng nghẹn ngào ngươi đến ai chẳng cần biết ngươi là ai dạng này trò đùa một chút cũng không buồn cười bên ngoài diện nhân có phải hay không tuần lậu bảo an Ngươi còn như vậy dọa người, ta thật muốn sinh khí đánh ra điện thoại báo động. Lạch cạch, lạch cạch, ngoài hành lang tiếng bước chân lần thứ tư tuần hoàng, tự hồ căn bản là không có nghe được nàng thanh âm. Đổ phỉ phỉ trên mặt huyết sắc càng ngày càng tái nhợt, cảm giác thân thể rét trung, cổ sau không khí lạnh sưu sưu, âm phong trận trận, nàng hoảng sợ quay người, sau lưng lại cái gì đều không, chỉ có đen xì một mảnh cửa sổ thủy tinh. Lạch cạch, lạch cạch, tiếng bước chân như trước đang lặp đi lặp lại tuần hoàng, tiếp tục vang. Đỗ phỉ phỉ thân thể phát run, sợ hãi đến muốn khóc ra đến, cũng như tiếng bước chân lại một lần lặp lại mới tuần hoàn, đi đến một nửa thời điểm, đỗ phỉ phỉ lại cũng không chịu nổi tâm lý áp lực, sinh khí xông ra văn phòng, muốn đem trò đùa quái đảng người bắt cái chính. Tiếng bước chân bỗng nhiên im bặt mà dừng. Trong hành lang trống rỗng, thanh lãnh tĩnh mịch, như là một cái giam cầm không gian, căn bản liền không có một người đơn độc, chỉ có hành lang đỉnh đầu mấy cái ngọn đèn huỳnh quang miễn cưỡng sung làm chiếu sáng. Phản phất trước đó tiếng bước chân cũng chỉ là nghe nhầm. Trong hành lang nhiệt độ rất thấp. Trừ thỉnh thoảng theo cuối hành lang có một cổ gió lạnh chảy ngược tiến đến, trong hành lang tĩnh lặng lẽ, không có nó thanh âm. Đổ phỉ phỉ trên mặt lập tức không có huyết sắc. Đêm nay kinh lịch, sớm đã vượt qua chính thường nhân tâm lý tiếp nhận năng lực, huống chi còn là một người một mình đêm khuya tăng ca nữ hài, đổ phỉ phỉ thân thể phát trung, căng thẳng cao độ tinh thần đã ở vào muốn bên bờ biên giới sắp sụp đổ. 8 giờ tối thương vụ cao ốc, không tịch thanh lãnh vô cùng, phản phất cả tòa cao ốc bị xa lánh tại thế giới bên ngoài, mà toàn bộ đây là lầu một tầng chỉ có đổ phỉ phỉ đi tại văn phòng còn tại đèn sáng ánh sáng. Đổ phỉ phỉ vạn phần hoảng sợ, tay chân đã toàn bộ rét lạnh, nàng rốt cuộc không dám ở nơi này dừng lại một giây đồng hồ. Quay người xong về văn phòng, chuẩn bị cầm lấy món đồ riêng tư, lập tức chạy khỏi nơi này nhưng ngay tại đổ phỉ phỉ vừa xoay người trong nháy mắt lạch cạch lạch cạch tiếng bước chân lần nữa truyền đến như trước vẫn là một dạng tiết tấu là theo đổ phỉ phỉ sau lưng hành lang truyền đến phản phất liền gần trong gan tất liền đứng tại sau lưng nàng a à, trong hành lang truyền ra đổ phỉ phỉ hoảng sợ thét lên nàng tinh thần rốt cục hoàn toàn sụp đổ dọa đến hồn phi phách tán hướng một chỗ khác cuối hành lang hoảng sợ chạy xa cũng không tiếp tục quản trong văn phòng cái gì điện thoại di động món đồ riêng tư, đèn không có đóng tan ca ngày thứ hai hội sẽ không bị chủ quản trách phạt, trừ tiền lương. Nàng cũng căn bản không dám quay đầu nhìn liếc một chút sau lưng tiếng bước chân đến tột cùng là ai. Có lẽ là đổ phỉ phỉ tiếng thét chói tai, tại thanh lãnh dạ sắc mặt dưới 10 phần chói tai, rất nhanh liền có hai tên tuần lầu bảo an tìm theo tiếng chạy tới, tìm tới đã sợ mất mật đổ phỉ phỉ. Rốt cục nhìn thấy người, đổ phỉ phỉ kích động đến một chút khóc lớn tiếng ra. Cũng như đổ phỉ phỉ sau khi bình tĩnh lại, nàng mới muốn phía sau trong hành lang tiếng bước chân, nhưng lúc này trong hành lang cũng không có tiếng bước chân. Sau đó, hai tên bảo an mang sau lưng thần sắc khẩn trương đổ phỉ phỉ, bắt đầu hướng văn phòng đi đến, tìm kiếm đổ phỉ phỉ trong miệng trò đùa quái đảng người, nhưng mà cũng không có tìm được cái gọi là trò đùa quái đảng người. Hai tên bảo an bắt đầu cho rằng là đổ phỉ phỉ nữ hài tử nhát gan, ban đêm một người đơn độc tăng ca có chút nghi thần nghi quỷ cũng liền không hề coi là chuyện đáng kể. Mang đổ phỉ phỉ thu thập xong món đồ riêng tư, tiện tay đóng lại văn phòng đèn về sau, một đường bất đắc dĩ hộ tống đã sợ mất mật đổ phỉ phỉ lấy dưới thang máy đến lầu một đại đường, cũng chủ động vì nàng gọi tới một chiếc taxi. Lông mi hơi hơi chấp động mấy lần, khóe mắt còn lưu lại chưa khô thấu nước mắt, đổ phỉ phỉ quay đầu trong xe cửa sổ ngoại thành thành phố cảnh đêm, tận lực đem chính mình thân thể, gói lại tiếng taxi trong ghế, nỗ lực từ đó lùi lại một tia bị ông trọn ở được cảm giác an toàn đêm nay không thể tưởng tượng kinh lịch làm cho nàng toàn thân băng lãnh một mực đang phát run đỗ phỉ phỉ trụ sở có chút hẻo lánh là một người đơn độc thuê lại lão công ngụ lầu nàng tốt nghiệp đại học sau trực tiếp lưu tại thành phố tòa duyên hải thành thị dốc sức làm sự nghiệp đỗ phỉ phỉ vừa về tới nhà trọ chuyện thứ nhất cũng là mở ra trong phòng sở hữu đen tận đến giờ phút này về đến nhà hơi ấm cho nàng một phần an toàn an tâm cảm giác, đổ phỉ phỉ cho tự mình ngã một chén nước nóng. Lạch cạch, lạch cạch, đột nhiên. Theo trong phòng ngủ truyền ra một người nam nhân tiếng bước chân, một bước một bước chính đến gần hướng phòng ngủ cửa. Trong tay chén nước ngã xuống trên, đổ phỉ phỉ tuyệt vọng nhìn về phía phòng ngủ phương hướng, nàng muốn thét lên, khả tâm bẩn phản phất áp khối tảng đá lớn, cái gì cũng gọi không ra đến. Hắn, ngay tại trong nhà. Vì cái gì? Vì cái gì? Băng lãnh như như thủy triều lập tức thôn phệ đổ phỉ phỉ toàn thân, hoảng sợ trừng to mắt. Cầu vấn trong đám các vị các đại lão, có không có cái gì trừ tà khu ma đại sát khí giới thiệu sao? Yêu cầu có thế chặt quỷ trấn tà. Phương Chính xuất ra điện thoại di động, ấn mở group bạn học. Hiện tại hay là 9 giờ tối, chính là trong một ngày đánh ra máu gà lớn nhất vui chơi lúc đó. Rất nhanh, điện thoại di động truyền đến chấn động, có người hồi phục chủ nhóm tu tiên trở về vũ em tha mạng hướng đô thị không thần hư luyện yêu hồ, đồng hoàng chung, xạ nhật cung, khai thiên phủ, bàn cổ phiên, hỗn độn chung, hỗn nguyên truy, phiên thiên ấn, kim giao tiễn, âm dương kính, kính chiếu yêu, đinh đầu thất tiếng thư, hóa huyết thần đao, trảm yêu kiếm, kim cương trác, tử dĩnh kiếm, a nan kiếm, nam minh ly hòa kiếm, thần anh kiếm. T. Phương Chính hít vào ngùng khí lạnh, thật đúng là khủng bố như vậy đây này. Thế là hắn tiếp tục cầm lấy hàng nội địa trí năng cơ, khóa nhập ký tự. Quy cầu, có hay không bình dân điểm? Tỉ như, khắp nơi có thể thấy được. Dễ như trở bàn tay. Xã hội ta aka, chó sợ lời nói còn nhiều thối tao châm. Xã hội ta aka, chó sợ lời nói còn nhiều gặp được nữ yêu tinh, không có cái gì là một chi thối tao châm giải quyết không? Nếu có, vậy liền đến đôi châm. Con dâu vừa sửa đổi wifi mật mã mật mã 58436 đây không phải qua nhà trẻ xe trường học, tài xế ta muốn xuống xe. Một chuỗi biểu lộ cường lực qua ô tề cường lực qua ô tề cường lực qua ô tề. Khảo nghiệm ôn tập đề ổ chăn nuôi đến vạch trần đào mộc kiếm. Tiền tài kiếm. Mổ bảo bối thượng cửu khối chính bao bưu, còn có thể mua một tặng một. Đây là còn muốn đến xem khai quan A. Nghe nói đào mộc kiếm đào mộc, nhất định phải là lôi kích mộc mới có khả năng trừ tà còn giống như đối thủ linh cũng đã có yêu cầu nghiêm khắc tiền tài kiếm cũng phải nếu là cổ đại đồng tiền niên đại càng lâu xa đi qua nhân thủ càng nhiều nhiễm khí vận càng nhiều trừ tà cản sát quy lực càng mạnh nghe nói tối thiểu phải muốn vĩnh lịch thông báo trước đó mới tránh thức đáng tiền quy cầu các đại lão có không có càng thêm bình dị gần gũi chút trừ tà sát khí có thế chặt quỷ có thế tiếp giao sát sát khí cũng không phải là phật châu ngọc thạch những thứ này Chủ nhóm tu tiên trở về vũ em tha mạng hướng đô thị không thần hư nếu như là đã muốn trừ tà sát khí, lại muốn khắp nơi có thể thấy được, đề cử trả lại những sát nghiệp đó rất nặng đồ tể đao. Những này đồ tẩy đao sát lục quá nặng, nhiễm vạn thiên sinh linh oán khí, tuyệt đối là đại hung khí. Hiệu quả công dụng cùng loại với một tỷ tôn hồn cờ. Nếu như đồ tẩy tràn quy mô đủ lớn, hoặc đồng ý lấy may mắn tìm tới đem giết qua một vạn sinh linh đồ tể đao. Nếu như càng mơ hồ điểm, có lẽ còn có thể tìm tới một thanh vết qua mười vạn sinh linh đồ tể đao chủ nhóm tu tiên trở về Vũ em tha mạng hướng đô thị không thận hư nếu có năng lực đề nghị trả lại một thanh cổ nhân đồ ăn thị khẩu chặt qua mấy trăm khỏa đầu quỷ đầu đao có thể nhất trừ tà phương chính hai mắt tỏa sáng hắn làm sao không có nghĩ tới những thứ này quả nhiên không hổ là chủ nhóm lão đại phương chính cảm ơn mọi người sau vội vàng lo gút người làm vạn vật linh trưởng đao phủ nhóm chặt qua người đầu quỷ đầu đau tuyệt đối so với độ tể đao uy lực còn mạnh hơn. Quỷ đầu đau lại được xưng ma quỷ đao, cổ nhân quỷ đầu đau bình thường đều là đợi đợi truyền lại, sát nghiệp càng nặng, chặt qua đầu càng nhiều, nhụn dần máu tươi càng nhiều, quỷ đầu đau đối tà mị uy hiếp lực càng mạnh. Chặt qua mấy trăm khỏa đầu quỷ đầu đau, đây là phía trên sát khí, quán khí, sát niệm, tuyệt đối so với đào một kiếm, tiền tài kiếm trừ tà cản sát hiệu quả còn mạnh hơn như loại này đại sát khí ma quỷ đao tại hiện nay cái này hòa bình niên đại đã rốt cuộc xem trùng lập không ra đến cho nên trên đời quỷ đầu đao tổn hại một thanh liền thiếu đi một thanh mà theo cải cách giải phóng bài trừ tứ cựu về sau năm đó đao phủ cũng đều tập thể thất nghiệp hiện nay cải cách giải phóng đều đã mấy chục năm đoán chừng quỷ đầu đao sớm đã diệt tuyệt ánh sáng hiện tại là hòa bình niên đại đao cụ đã thành quản chế phẩm quỷ đầu đao mục tiêu quá lớn không hiện thực lại thêm hiện nay quỷ đầu đao số lượng sớm đã thưa thất diệt tuyệt, cho nên tại một bắt đầu, Phương Chính căn bản không có ý định trả lại quỷ đầu đao cũng như vũ khí. Hắn đem mục tiêu, đánh lên đồ tể đao. Đồ tể đao bản thân cũng là mục tiêu nhỏ, tùy tiện hướng trên thân một chút, chỉ cần khác chính mình tìm đường chết khắp nơi hiện, tính bí mật tuyệt đối có thể. Phương Chính lập tức đi ra ngoài, hắn muốn đi trước giao lộ sôi trào sòng mạc trượt, trả lại lão bản lão vương, hiệp đàm một khoản liên quan tới giá trị 100 triệu đại mua bán. 9 giờ tối, chính là sòng mạc trượt sinh ý lớn nhất nóng nảy lúc đó. Rất nhiều năm người tuổi trẻ đều tại điểm ấy, theo Internet Coffee ra đến, hoặc là ca đêm kết thúc, trên đường về nhà đi qua sòng mạc trượt thuận tiện liên hoan khoác lác giải quyết một hồi ăn tối. Cũng như Phương Chính tìm tới Lão Vương lúc, chính là sinh ý bận rộn nhất lúc, khói dầu vị, hỗn hợp than nướng vị, dày đặc bay ra nửa cái đường phố bên ngoài đều có thể xa xa nghe được. Sôi trào sòng mạc trượt mở đã có tầm 10 năm, bởi vậy ngưng tụ xung quanh hứa quá và khách hàng, mỗi ngày chợ đêm sinh ý đều là vị trí đông nghẹt. Làm liền ở tại xung quanh một vùng hộ gia đình, phương chính cùng lão vương quan hệ, giống như có khi hắn ra đến ăn một hồi ăn tối, ngẫu nhiên gặp sòng mạc trượt bận biểu bất quá, hắn sẽ chủ động tiến lên hỗ trợ xào vài món thức ăn chia sẻ chút. Hôm nay sôi trào sòng mạc trượt, sinh ý so sánh dĩ vãng, lại càng thêm dị thường nóng nảy. Cho dù đến chợ đêm 11 điểm, chỉ gặp như trước vẫn là có đại lượng người, vây xem tại bếp nấu trước, phát ra từng tiếng sợ hãi tháng phục. Cộc cộc cộc, một người 20 tuổi người trẻ tuổi, trong tay đào pháp nhanh chóng, mắt thường của mọi người còn không có theo lên thời khắc, một đoạn dưa leo đã bị cắt thành độ dày, lớn nhỏ đều đều dưa chuột băm, mỗi nhất đao cùng mỗi nhất đao khoảng cách nhất trí, chỉ gặp mỗi một phiến đều mỏng theo giấy một dạng trong suốt. Vây xem người qua đường trận mắt hốc mồm, đây là đao công, đơn giản tuyệt. Bạo phát ra từng đợt bạo động âm thanh. Sau đó bọn họ lại gặp được trong truyền thuyết điên rồi thần kỹ. Bạo phát trống canh một đại bạo động. Người có gặp qua một người đơn độc có thể đem nặng ba, bốn cân nồi, trong tay 72 linh xoay chuyển rau xào sao? Người có gặp qua tràn đầy một nồi cơm chiên trứng điên nồi lúc, một hạt hạt gạo đều không có vậy xuống đi ra không? mà cuối cùng xào ra đến cơm chiên trứng, vàng rực đều đều, hạt gạo khỏa khỏa bóng loáng trong suốt. Người qua đường hiện lên vẻ kinh sợ. Đây là kinh người lực cánh tay, sức eo, còn có thể lực, đơn giản để nam nhân hâm mộ phải chảy nước miếng. Thế là hấp dẫn đến càng nhiều sinh ý, trong nhất thời tự giao thông đều hỗn loạn. Lão Vương, ngươi chừng nào thì mời lợi hại như vậy mới đầu bếp. Nhanh đến 2 giờ sáng lúc, nóng nảy chợ đêm lúc này mới dần dần nhân khí quạng cu ẻ mọi người tất cả về các nhà, tất cả trả lại tất cả con dâu nhiệt kháng đầu, ngày mai ban ngày vẫn phải sáng sớm có việc. Phương Chính, hôm nay ngươi thế nhưng là giúp ta không việc nhỏ, rốt cục rảnh rỗi, lão vương xào chút thức ăn, cùng Phương Chính uống rượu mấy chén. Phương Chính đang định nói rõ ý đồ đến, sòng mạc trượt nhập hàng mương phổ biến, Phương Chính muốn hỏi một chút lão vương, có không có nhận biết đồ phu hoặc là đồ tể tràng, hắn muốn nhập ngọc thủ một thanh đồ tể đao, muốn sát khí trọng loại kia. A. Phương Chính bỗng nhiên một tiếng nhẹ kêu. Hắn thế mà nhìn thấy lão vương, chính đem một trương tiền tất cả đều rót vào một thùng nước bên trong, sau đó để nhân viên từng cái cẩn thận thanh tẩy. T. Khó, đây chính là trong truyền thuyết, tẩy hắc tiền. Phương Chính nghẹn họng nhìn trân trối. Hai ngày này phát sinh một kiện quái sự, có chút khuyên náo lòng người bàn hoàng. Có người thu đến tiền sau, rút cuộc kiếm tiền đến tới ngọc thủ chảy máu. Lão Vương uống nói rượu buồn, có chút lo lắng cau mày. Quắc! Kiếm tiền đến tới tay ra máu. Chẳng lẽ không phải là đếm tiền đến bông gân sao? Phương Chính kinh ngạc. Hai ngày này tại chợ đêm thương hộ ở giữa, lặng yên lưu truyền ra một thì làm cho người rụng mình chuyện quỷ dị. Có ít người tại kiếm tiền lúc, tay thế mà lại không hiểu nhiễm phải máu tươi. Nhưng trên tay rõ ràng không có vết thương, mà lại tiền cũng đã làm chỉ toàn. Đã có hai nhà thương hộ gặp tà có lão nhân xưng đây là dính người chết máu tiền, là hàm oan tiền, ý chỉ hàm oan được máu. Khẳng định là có người chết về sau, còn không yên tĩnh, có thiên đại oan khuất chưa giải tội. Phương chính phản ứng đầu tiên là, lại cùng nhau sự kiện linh dị. Đây coi như là trong năm ngày gặp phải thứ ba khiên linh cửu đi dị sự kiện, cái này tấp nập sát suất khiến phương chính suy nghĩ tỉ mỉ sau có chút phía sau phát lạnh. Giống như lão vương bọn hắn dạng này người bình thường, không cẩn thận đụng vào những này về sau, ngoại trừ thấp thỏm lo âu, nơm nớp lo sợ, bị động tiếp nhận bên ngoài, cơ hội không có bất kỳ cái gì phản kháng biện pháp. Muốn tránh cũng không có chỗ có thể trốn. Phương Chính, ngươi, có tin hay không trên thế giới này, thực sẽ có loại kia đồ vật tồn tại sao? Lão Vương cầm bia lên một ngụm buồn bực, tâm tình có chút bực bội. Lão Vương trong lòng mang sự kiên kỵ, cũng không có nói thẳng là quỷ. Ban đêm giảng quỷ, người đang nghe quỷ cũng đang nghe. Ngươi cũng nhìn thấy, bởi vì máu chuyện tiền, huyên náo cái này một vòng thương hộ đều lòng người bàn hoàng, liền ngay cả ta cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ, liền sợ hãi thật dính vào loại kia đồ vật. Thật hy vọng tiền bên trên chỉ là không cẩn thận dính vào vết bẩn hoặc thuốc màu, tẩy một chút liền có thể rửa đi, bất kể có phải hay không là thật gặp tà, tốt nhất là cả một đời đều đừng để ta thu được loại kia đồ chơi, ngẫm lại cũng làm người ta khó coi lão vương con mắt nhìn về phía còn tại vùi đầu ra sức rửa tiền tiểu nhị ánh mắt rất là kiên kỵ phương chính im lặng cường lực đi ô thuốc phiện phối hợp bàn chải ngươi vẫn tin đây không phải tại xoa giặt quần áo phương chính hỏi thăm có quan hệ máu tiền chi tiết bất quá đáng tiếc lão vương bao quát cái khác thương hộ đều là không có đầu mối dù sao tiền bên trên cũng không phải mỗi tấm đều có ghi danh tự trương này tiền thuộc về ai nhà ở chỗ nào bản số phòng nhiều ít, số điện thoại bao nhiêu. Được rồi, không nói ta cái này chuyện phiền lòng, ta còn có ngay tại học đại học sinh nhị tử một nữ muốn cung cấp, sau khi tốt nghiệp đại học còn muốn cho bọn hắn tiền tiết kiệm mua nhà, kết hôn, đời này đều cách không được cái này quán bán hàng. Người mới vừa nói tìm ta có việc, là chuyện gì, lão vương nhìn về phía phương chính. Phương chính nói ra mục đích chuyến đi này. Giống lão vương dạng này thương hộ, đúng là có thuộc về mình phương pháp. Biết được tất phương chính mục đích về sau, lão vương từ ký sổ sổ sách bên trên kéo xuống một trương giấy trắng, cầm lấy bút bi viết một cái địa chỉ cho phương chính. Để hắn đến tụ phát chợ nông dân, tìm một cái tên là Trương Khải Võ Trương Đồ Tể. Nghe lão vương giảng, cái này Trương Đồ Tể mấy đời người đều là mổ heo, bán thịt heo, vừa cải cách giải phóng lúc, Trương Đồ Tể gia gia liền đã tại thay công xã giết sống súc. Phương Chính lại cùng Lão Vương uống rượu mấy chén, ôn chuyện một chút làm rời đi sôi trào quán bán hàng lúc, đã là không sai biệt lắm rạng sáng 2 giờ rưỡi trái phải. Đêm lúc này thì tất cả thương hộ cũng đều đã thu quán, đường đi một lần nữa biến trở về đêm khuya vắng vẻ, tiêu lạnh, chỉ có đèn đường như hoàng hôn cô quạng, yên lặng theo gió chui vào đêm. Phương Chính hiểu rõ đến, tụ phát chợ nông dân tại rạng sáng một hai điểm liền đã mở cửa, hắn hiện tại chạy tới, không sai biệt lắm 3 giờ sáng trái phải, 3 giờ sáng đối với sáng sớm đến chợ nông dân nhập hàng tiệm cơm, quán rượu, hàng rau nhóm mà nói, đã là phi thường trễ thời gian. Bởi vì tốt trái cây rau quả, chỉ còn lại bị tiệm cơm, quán rượu chọn còn lại hàng hàng hai. Làm phương chính tìm tới trương đồ tể chỗ quầy hàng lúc, trương đồ tể đã bày quầy bán hàng kinh doanh, bởi vì truy cầu cảm giác bữa sáng cửa hàng, mỗi ngày đều là dùng mới mẻ thịt heo làm bánh nhân thịt. Lần đầu tiên nhìn thấy trương đồ tể lúc, không hề giống đồ tể. Trương đồ tể cũng không phải là mọi người trong ấn tượng phiêu phì thể tráng, thể trọng 200, cánh tay tráng kiện giống thùng nước. Trên thực tế, trương đồ tể thân cao chỉ có 170 trái phải, nói hắn giống cơ bắp cân xứng huấn luyện viên thể hình, trên thân sạch sẽ, càng nhiều hơn hơn giống đồ tể. Trương đồ tể đại khái chừng 30 tuổi khoảng chừng. Nghe nói vẫn còn độc thân. Lúc này, trương đồ tể trước gian hàng, đang có mấy tên nhà hàng nhỏ, sớm một chút bánh bao cửa hàng người, ngay tại mua sắm mới mẻ giết thịt heo. Phương Chính một mực tĩnh tâm chờ đợi, lễ phép chờ những người này mua sắm hoàn tất, hắn lúc này mới chuẩn bị tiến lên. Đại ca ca có thể để cho ta mua trước sao? Muộn muộn ngã bệnh, từ nãy nãy nói ăn thịt thịt có thể bổ thân thể, có thể để cho muộn mụ, mụ bệnh nhanh lên tốt. Thần thần muốn cho mụ muộn nhanh lên tốt, thần thần không muốn nhìn thấy mụ mụ khổ sở, van cầu ngươi, đại ca ca. Đúng lúc này, một dáng dấp phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài đứng tại thịt heo trước sạp khẩn trương sợ hãi cúi đầu tự như là cảm giác được tự mình làm sai sự tình không dám ngẩng đầu nhìn phương chính phương chính nhìn trước mắt tiểu nữ hài trong mắt hơi nghi hoặc một chút biểu lộ tựa hồ kinh ngạc tiểu nữ hài đầu thấp đủ cho thấp hơn sợ hãi rút lui một bước cúi đầu giống làm sai sự tình hài tử không ngừng cúc cung xin lỗi thật xin lỗi có lỗi với đại ca ca đại ca ca ngươi mua trước Mụ mụ nói xong hài tử không thể chen ngang, không thể cho người khác thêm phiền phức. Tiểu nữ hài rụt rè, chỉ dám cúi đầu nhìn chân, không dám nhìn một chút phương chính. Phương chính cái mũi chua chua, thở dài một tiếng, đưa tay hung hăng vuốt vuốt mỏi như cái mũi, tìm trương đồ tể đánh mềm nhất thịt sườn, trong tay dẫn theo chứa thịt heo cái túi, sau đó ngồi sổng người xuống, nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu nữ hài đầu, ánh mắt ôn hòa nói, thần thần thật ngoan, nhỏ như vậy liền đã như thế hiểu chuyện hiểu được chiếu cố mù mù, là một cái hiểu chuyện nhu thuận hảo hài tử đâu. Hảo hài tử nên ban thưởng tiểu hồng hoa, những này thịt heo, coi như là đại ca ca ban thưởng cho thần thần. Phương Chính đưa ra trong tay cái túi. Tiểu nữ hài thuần chân, sạch sẽ sáng tỏ mắt to, mừng rỡ nhìn xem Phương Chính, sau đó tay bận biểu chân loạn từ trên thân móc ra một trương chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề mười nguyên tiền giấy, tiểu đại nhân bộ dáng chân thành nói, cảm ơn đại ca ca. Đại ca ca, Thần thần cho ngươi tiền Phương Chính Triều Mến sờ sờ tiểu nữ hai đầu Nói Đại ca ca miễn phí đưa cho thần thần Hy vọng thần thần mụn mụ mau sớm khỏe Tiểu nữ hai lại lắc đầu nói Đại ca ca Mụn mụn nói thần thần là hảo hài tử Hảo hài tử muốn thiện lương Muốn nghe lời của mẹ Không thể trộm đồ Thần thần có tiền Tiểu nữ hai cố gắng dơ lên trong tay 10 nguyên tiền giấy Tốt, tốt Thần thần dùng tiền mua đại ca ca thịt heo Thần thần, thần thật đáng yêu Nhớ kỹ, muốn vĩnh viễn thiện lương, ngoan ngoãn nghe mẹ nói, Phương Chính cười cười. Gặp Phương Chính tiếp nhận tiền trong tay của mình, tiểu nữ hài lúc này mới mở hưng tiếp nhận Phương Chính trong tay cái túi. Cần đại ca ca đưa thần thần về nhà sao, Phương Chính nói. Cảm ơn đại ca ca, thần thần liền ở tại phụ cận, không phiền phức đến đại ca ca. Tiểu nữ hài hai mắt thuần chân, sạch sẽ, tiếu dung ngọt ngào, thiện lương, hướng Phương Chính cuối người chào nói tạ sau đó ngọt ngào nói câu đại ca ca gặp lại, chỉ thấy nàng hai tay cật lực đem cái túi nâng ở trong ngực, giống như là bưng lấy thế gian vật trân quý nhất, thật cao hứng một đường lanh lợi rời đi, dần dần biến mất tại chợ nông dân bên ngoài u sương mù đêm tối. Phương Chính cúi đầu nhìn một chút bàn tay. Hắn cầm mười nguyên tiền tay phải, không biết lúc nào dính máu tươi, tinh hồng tinh hồng, tại rực sáng băng lạnh dưới ánh đèn, là như vậy gai lạnh. Nhũng máu tiền. Có lão nhân nói, đây là dính người chết máu tiền là hàm oan tiền ý chỉ hàm oan được máu cũng có nói pháp là làm một người sau khi chết lòng có một ngụm không cách nào nuốt chấp niệm lão bản ta lát nữa lại tới phương chính vừa đối trương đồ tể nói xong người đã vội vã đuổi theo ra chợ nông dân tiểu nữ hài rời đi chợ nông dân về sau trước tờ mờ sáng hát ám nhất dưới bóng đêm nhỏ gầy thân thể chính nải thanh nải khí phí sức ông thật chặt trong ngực cái túi đi đến chợ nông dân bên ngoài đường cái lúc, tiểu nữ hài tự hồ dự định muốn băng qua đường. Nàng đứng tại người đi hoành đạo về sau, nhìn xem từng chiếc lao vùng vụt mà qua xe nhỏ, xe ngựa, tiểu nữ hài sợ hãi lui lại mấy bước, tự như một con bị kinh sợ cuộn rút thành một đoàn con mèo nhỏ, đáng thương đến làm cho người có chút lòng chua xót. Đợi một hồi lâu, thanh lãnh như đen trắng màn sân khấu dưới bóng đêm, cổ xe dần dần thưa thớt, tiểu nữ hài trái phải nhìn quanh gặp nhất thời không có cổ xe, phí sức ông lấy có chút trượt cái túi, vụng về, nải thanh nải khí muốn băng qua đường. Đúng lúc này, tư. Khẩn cấp phanh lại lốp xe chạm đất chói tai tiếng vang. Một cổ nội thành hạng nhanh 50 lại siêu tốc đến 80 xe cá nhân, phanh lại ấn trọn vẹn sát ra mười mấy mét, cuối cùng tại cách tiểu nữ hài không đến 3 mét địa phương mới phanh lại, tiểu nữ hài bị kinh hãi đến, quảng ngồi dưới đất, trong ngực một mực ông thật chặt cái túi cũng cùng nhau ngã xuống mặt đất. Người muốn chết a à? đi đường không có mắt sao lái xe hạ xuống cửa sổ xe gầm thét sau đó một cước chân ga trực tiếp lái đi thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi tiểu nữ hài dọa đến sợ hãi xin lỗi một bên ủy khuất bôi khóe mắt nước mắt phí sức ôm lấy rớt xuống đất cái túi rụt trè một lần nữa lui trở về bên lề đường tiểu nữ hài nhận lấy kinh hãi không còn dám băng qua đường nhỏ gầy cô độc bất lực thân thể nho nhỏ tại đêm tối trong gió lạnh run lẩy bẩy không ngừng quỷ khuất lau nước mắt. Nàng rất sợ hãi, đứng tại bên lề đường, cô độc, bất lực, giống như là bị đại thụ thất lạc ở nho nhỏ nơi hẻo lánh bên trong một mảnh non nớt lá rụng, đầu đều nhanh thấp đến ngực, quỷ khuất gạt lệ, không còn dám băng qua đường, chỉ có trong ngực một mực ông thật chặt cái túi. Phương Chính nhìn không được, đóng lại đã vỗ xuống chiếc kia gây chuyện cổ xe thẻ số điện thoại, dự định ra ngoài giúp đỡ tiểu nữ hai. Coi như Phương Chính muốn xuất hiện lúc, như một con bị kinh sợ con mèo nhỏ tiểu nữ hài, bắt đầu lần nữa cẩn thận từng ly từng tí thăm dò thế giới này. Nàng trái phải quan sát mấy phút, sau đó sợ hãi, nhát gan, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí băng qua đường. Một vệt sáng từ trong màn đêm xuất hiện, có xe đang từ xa tới gần lái tới, tiểu nữ hài như chim sợ cành công, lập tức dọa đến đường của cuốn quyết chạy về bên lề đường. Xe nhỏ chậm rãi sát dừng ở vằn vài mét bên ngoài, yên lặng chờ tiểu nữ hài trước băng qua đường. Tiểu nữ hài trên mặt lộ ra cảm kích tiếu dung, khi đi đến vặn đối diện giao lộ về sau, tiểu nữ hài hướng xe nhỏ cuối người chào nói tạ. Phương chính một đường xa xa đi theo, khi hắn tiến vào một tòa không có vật nghiệp lão công ngụ lâu lúc, lầu trọ bên trong lại hết sức náo nhiệt. Từng vị hàng xóm, tập hợp một chỗ trò chuyện chuyện nhà, quê nhà quan hệ hòa thuận. Phương chính cũng nhìn được tiểu nữ hài trong miệng từ nãy nãy, từ ái dễ thân, khen lấy tiểu nữ hài hiểu chuyện nhu thuận. Nhưng kỳ quái là, những người này đối với phương chính người ngoài này đến, nhìn như không thấy, không có người đi lên hỏi thăm, cũng không có người đưa ánh mắt chuyển hướng phương chính, thật giống như phương chính là bị ngăn cách bởi thế giới này bên ngoài người ngoài cuộc. Phương chính bắt đầu nhíu mày, hắn tiếp tục đi theo tiểu nữ hài, cuối cùng tiểu nữ hài đi vào một gia đình cổng, chỉ gặp nàng xuất ra dùng màu đỏ dây nhỏ đeo trên cổ một cái chìa khóa. Cố gắng nhón chân lên, dơ lên chìa khóa, cắm vào nhìn đã có chút năm tháng rỉ xét lỗ khóa. Chỉ là làm chìa khóa cùng trong lỗ khóa viên thứ nhất hòn đạn đụng chạm lúc, phản phất phá vỡ u sương mù tịch lạnh, cạch. Ngột ngạt, nặng nề tiếng kim loại va chạm, vang vọng phi thường, tự hồ ngay cả lâu bên ngoài đều có thể nghe được, như là một cái từ hiện đại văn minh xuyên qua đến hắc ám thanh đồng văn minh, trầm muộn kim loại tiếng va chạm, phản phất tại trong đầu phát họa ra một màn mảnh vụn màu xanh đồng va chạm vẫy ra hình tượng, trùng điệp đánh ở trong lòng phía trên giống như mở ra địa ngục thanh âm cạch lần nữa truyền ra ngột ngạt nặng nề tiếng kim loại va chạm chìa khóa đụng chạm lấy viên thứ hai hòn đạn cạch viên thứ ba hòn đạn cạch viên thứ tư hòn đạn một mực liên tục phát ra bảy vang trong lỗ khóa tất cả hòn đạn hoàn toàn bắn lên sau đó theo cửa lái chậm chậm khải một cổ âm trầm băng lãnh máu tanh âm khí âm u khí tức thuận khe cửa phun ra ngoài phương chính ngừng thở hết sức chăm chú nhìn xem phía sau cửa u ám thế giới muốn cực lực thấy rõ phía sau cửa đến tột cùng cất giấu cái gì đồng thời trong ánh mắt của hắn đang có lửa giận đang thiêu đốt chỉ là chính mục không chuyển con ngươi chuyên chú phương chính cũng không phát giác được phía sau hắn đang có một cái tay từ trong bóng tối nhô ra vô thành vô tức vương hướng hắn ba bàn tay nhẹ nhàng khoát lên phương chính đầu vai đầu vai đột nhiên trầm xuống phương chính dọa đến toàn thân lông tơ như cương châm nổ lên hối hận mình chủ quan còn không đợi hắn phấn khởi phản kháng trước mắt thế giới một hoa phương chính phát hiện mình bị kéo về đến hiện thực trong hành lang người mở cửa tiểu nữ hài, phía sau cửa huyết tinh thế giới tất cả đều biến mất không thấy gì nữa bên người từng người từng người bận rộn cảnh sát đang từ một hộ gia đình bên trong khiêng ra một bộ lại một bộ bị băng lãnh vải trắng bao trùm thi thể lầu trọ bên ngoài tràn đầy xe cảnh sát chói tai tiếng còi cảnh sát. Chung quanh một mảnh tiếng ầm ĩ âm, lầu trọ bên trong nguyên bản đang ngủ say các gia đình đều bị còi cảnh sát đánh thức, muốn tới xem xét tình huống, bị cảnh sát ngăn lại. Trong hành lang cũng đã kéo cảnh giới tuyến, không cho phép có người tới gần phụ cận. Lúc này, từng cổ thi thể vẫn như cũ liên tục không ngừng được mang ra tới. Đã là thứ 8 cổ, thứ 9 cổ, thứ 10 cổ có ít người là một nhà bốn miệng, cả nhà tuyệt hậu duy chỉ có trước mắt hắn tiểu nữ hài gia cửa một mực động thật chặt ta là từ lúc nào không có chút nào phòng bị bị quỷ phủ mắt lâm vào quỷ đã tường là khi tiến vào lầu trọ một khắc này sao phương chính phía sau lưng kinh ra mồ hôi lạnh đồng thời mờ mịt nhìn trước mắt cảnh tượng vì cái gì đột nhiên sẽ xuất hiện nhiều như vậy cảnh sát trần cảnh sát ngươi mang những người bình thường này về trước cục cảnh sát tình huống nơi này cứ giao cho chúng ta nhân sĩ chuyên nghiệp đến xử lý người nói chuyện là vừa rồi đem phương chính từ quỷ đã tường kéo về đến thế giới hiện thực kính trăm lãnh khốc nam đúng lúc này phương chính đột nhiên mở to hai mắt trên mặt kinh ngạc còn có chút không biết làm sao một sợi xám trắng chi khí từ tên này kính trăm lãnh khốc nam trên thân dân lên sau đó bị kinh văn gia người thôn phệ nhưng nhìn đối phương bộ đáng một chút cũng không có phát giác được dị thường vừa đúng lúc này thang lầu truyền đến tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống một tên tạ đỉnh trung niên nam nhân chỉ gặp lúc trước tên kia kính râm lãnh khốc nam nói đầu lĩnh người trên lầu cũng không có phát hiện ta dưới lầu cũng không có phát hiện xem ra hẳn là tại tầng này nhưng mà phương chính đã vô tâm chú ý ngoại giới bởi vì hắn mở to hai mắt nhìn thấy từ tạ đỉnh trung niên nam nhân trên thân lại dâng lên hai sợi xám trắng chi khí một trước một sau một phút không đến Hắn từ trên người hai người này Nhổ lông cừu được ba sợi xám trắng chi khí Không sai Chính là nhổ lông cừu Ngoại trừ nhổ lông cừu bên ngoài Phương Chính tìm khắp trong đầu từ ngữ Nhất thời tìm không ra càng thích hợp hình dung từ Hắn chưa hề nghĩ tới có một ngày như vậy Xám trắng chi khí có được thế mà dễ dàng như vậy Một phút bên trong liền nhổ lông cừu đến ba sợi xám trắng chi khí Phương Chính còn tại cố gắng biết rõ trước mắt tình trạng Lúc này, một cái kinh hoảng sợ hãi thanh âm vang lên. Cảnh sát đồng chí, chính là chỗ này. Chính là chỗ này. Hôm qua ta đi theo tên kia đáng thương tiểu nữ hài, nàng chính là tiến vào nhà này cửa. Ngón tay hướng phương chính trước mặt tiểu nữ hài da đóng chặt đại môn. Đây là tên chừng 50 tuổi bác gái, trên mặt che kính gian nàng vất vả khe rảnh, quần áo trên người, trên chân giày, mang theo một chút giống gió bùng đất. Thông qua đối phương cùng cảnh sát đôi câu và lời trò chuyện, Phương Chính rốt cục hiểu rõ trước mắt sự tình đại khái. Nguyên lai là vị này bác gái báo cảnh. Vị này bác gái là chợ nông dân bên trong một tên bán buôn mới mẻ rau quả bán hàng rong, hôm qua nàng kinh lịch cùng Phương Chính đồng dạng tao ngộ. Bất quá nàng sau Phương Chính may mắn, tại trong hành lang gặp được những hành vi kia cử chỉ cổ quái người lúc, hoảng sợ phát hiện những người này thế mà giống người trong suốt, có thể từ trên người nàng sâu vào, nàng tại chỗ liền bị dọa đến kêu sợ hãi chạy ra lầu trọ lại sau đó chính là làm kinh sợ hai ngày hôm nay mới nhớ tới báo cảnh lại về sau kịch bản phương chính cũng đã có thế đại khái đoán ra được nơi này phát sinh sự kiện linh dị tất nhiên sẽ gây nên chính thức độ cao chú ý sau đó khẩn cấp xuất cảnh lại phát hiện người chết kéo cảnh giới tuyến phong tỏa lầu trọ tiếp lấy từng cái loại bỏ từng nhà tình huống cho đến tất cả tiêu điểm đều trực chỉ hướng tiểu nữ hai nhà nhìn xem một mực đại môn đóng chặt tiểu nữ hài gia, Phương Chính không đành lòng khẽ thở dài một cái, kỳ thật sáng sớm ngay từ đầu, Phương Chính liền đã nhìn ra, tiểu nữ hài chết rồi. Hắn nhìn thấy chỉ là một cái quỷ hồn. Đồng thời hắn cũng nghĩ thông hắn tại lầu trọ bên trong nhìn thấy hết thảy, những cái kia đều là tiểu nữ hài khi còn sống một khắc cuối cùng hạnh phúc ký ức, hòa thuận hàng xóm thúc thúc a di từ ái thân thiết từ nải nải, nải thanh nải khí muốn cố gắng chiếu cố sinh bệnh bên trong mụ mụ. Chỉ là, vì cái gì lần này, ta lại có loại là thường phẫn nộ, còn có không cam tâm. Phương Chính nhớ tới đường không gặp thứ nhất cầu đảo từ. Trên thế giới có vô số đảo từ, cũng không bằng. Ta bốn tuổi nữ nhi đảo từ. Như vậy vô tư, thiện lương. Nàng quỳ xuống, đối kia tại khói mù lượng lờ bên trong. Khép hờ lấy hai mắt quan thế âm nói. Bồ Tát, chúc thân thể ngươi khỏe mạnh. Phương Chính hai tay gắt gao nắm quyền. Hắn không cách nào tưởng tượng, cũng căn bản không dám xâm nhập suy nghĩ. Cái này rụt rè, nhát gan, để cho người ta thương tiếc, đau lòng, nhưng lại nhỏ tiểu niên kỹ liền đã hiểu được cho mỗi một vị hảo tâm người trợ giúp cúi đầu cảm ơn thiện lương tiểu nữ hài. Tại khi còn sống thời khắc cuối cùng, đến tột cùng kinh lịch như thế nào một cái thống khổ? Nàng thiện lương như vậy, như vậy thuần chân ngây thơ lửa giận giống như sôi trào hỏa diễm đổ bê tông bên trên phương chính toàn thân huyết dịch từng khỏa nóng hổi cực nóng như nham tương ta đi mẹ nhà hắn phương chính phẫn nộ nhìn xem từng cổ được mang ra thi thể có thể suy ra từng cái gia đình đem chìm vào bi thống người bình thường tại những này linh dị trước mặt mệnh như cỏ dại làm phương chính đi theo cái khác bị sơ tán các gia đình bị cảnh sát mang ra lầu trọ về sau âm âm hắn tu luyện sau nhảy cảm giác quan lập tức cảm giác được sau lưng lầu trọ bên trong như đêm tối nóng bỏng ngọn đuốc vọt lên mấy cổ mảnh liệt năng lượng ba động là linh dị cục điều tra người phương chính lập tức nghĩ đến tên kia kính trăm lãnh khốc nam còn có trong miệng cái kia tên tuổi phương chính cũng không rõ ràng trận chiến kia kết quả đến tột cùng như thế nào hắn vừa bị cảnh sát mang ra lầu trọ an vị lên xe cảnh sát trực tiếp bị mang đi cục cảnh sát làm cái ghi chép bất quá ở trên xe cảnh sát thời điểm tại cảnh giới tuyến bên ngoài xem trong đám người, Phương Chính vô ý thoáng nhìn một đạo thân ảnh quen thuộc, lại là chợ nông dân tên kia Trương Đồ Tể. Phương Chính cũng không phải là phạm nhân, mà là hiệp trợ điều tra, cho nên cảnh sát đối với hắn thiện ý tràn đầy, còn miễn phí vì hắn điểm phần ô đông mặt thức ăn ngoài, sợ Phương Chính buổi sáng đói bụng. Làm cũng nhanh muốn làm xong ghi chép thời điểm, hỏi thăm bên ngoài đi tới một tên nữ cảnh sát. Tiếng bước chân âm vang hữu lực, trên thân khí khái anh hùng hừng hực, nhưng khi lẫn nhau nhìn thấy đối phương, hai người đều rõ ràng sững sờ. Là ngươi? Thế nào lại là ngươi? Lại là phương chính vị kia vừa chuyển đến nửa tháng mới nữ hàng xóm, bất quá nói đến, phương chính đến nay còn không biết vị này hàng xóm mới tên gọi cái gì. Từ khi đem đến sát vách về sau, tự hồ cục cảnh sát mỗi ngày đều có rất nhiều vụ án, vẫn bận lục tăng ca, rất ít tại cư xá gặp phải. Nghĩ không ra sẽ ở nơi này đụng phải ngươi Phương Chính cảm thấy có chút không được tự nhiên Giới trò chuyện nói Ở cục cảnh sát phòng thẩm vấn bên trong gặp phải người quen Để hắn luôn cảm giác chỗ nào hòa phong không thích hợp Ngươi không ở nơi này đụng phải ta Chẳng lẽ còn tại địa phương khác đụng phải ta Đối phương chỉ chỉ trên người đồng phục cảnh sát Ý ngụ rõ ràng Chỉ là biểu lộ có chút lạnh Mang theo cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc Đồng thời trên ánh mắt hạ xem kỹ ánh mắt sắc bén giống như có thể đem người tất cả bí mật xem thấu. Sau đó, phương chính cũng rốt cục lần thứ nhất biết tên của đối phương, ngụy du nhiên rất thư hương khí tức, nhưng vì cái gì lại cảm thấy chỗ nào hòa phong không thích hợp. Lần thứ nhất biết mình nữ hàng xóm danh tự, lại là tại trong cục cảnh sát phòng thẩm vấn. Tê răng sau rảnh thật đúng là lạnh đây này. Ngụy du nhiên ý đồ đến rất đơn giản, trong tay nàng mang theo mấy phần vật chứng, muốn để phương chính phân biệt hạ làm ngụy du nhiên cầm trong tay vật chứng bỏ lên trên bàn lúc phương chính biến sắc một phần hai phần hết thảy năm phần chứa ở trong túi nhựa thịt có thịt heo cũng có thịt bò thịt dê nếu như dựa theo một ngày một phần sớm nhất một phần thịt vừa lúc đối ứng đến màu lam huyết nguyệt phát sinh sau ngày thứ hai sớm nhất mấy phần thịt đã có chút biến thành đen mất đi lượng nước bắt đầu mốc meo tản mát ra một cổ huyết thủy mùi hôi thối dựa theo mới mẻ trình độ theo thứ tự sắp xếp túi nhựa mới nhất kia một phần chính là phương chính mua cho tiểu nữ hài kia phần thịt heo chỉ là đi cái bình thường quá trình mời ngươi phân biệt dưới cái nào một phần là ngươi mua để chúng ta thành lập hồ sơ đưa đi vật chứng khoa ngụy du nhiên nói phương chính cuốn họng đáng chát tiểu nữ hài kia về sau vụ án điều tra và giải quyết trong lúc đó không liền đối với bên ngoài lộ ra chi tiết ngụy du nhiên cẩn thận tỉ mỉ trực tiếp cự tuyệt hy vọng ngươi đừng để ta khó xử làm làm tốt tất cả thủ tục ngụy Dung nhiên đưa phương chính xuất cảnh cục lúc đã sắp tiếp cận giữa trưa ngươi thích xem quỷ hồ chí quái loại tiểu thuyết sao cửa cảnh cục lâm trước khi chia tay ngụy Dung nhiên bỗng nhiên hướng phương chính hỏi cái cổ quái vấn đề phương chính ánh mắt nghi hoặc không hiểu ta gần nhất đang truy tra một kiện liên hoàn mất tích án ta phát hiện những người mất tích này đều có một cái cộng đồng đặc điểm thông qua kỹ thuật thủ đoạn xem xét những người này điện thoại sử dụng ghi chép biểu hiện các nàng trước khi mất tích cũng đã có xem những này tiểu thuyết ghi chép phương chính suy nghĩ một chút nói trả có thể chứ ngụy du nhiên trầm ngâm dưới nói ra có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta chỉnh lý phần những này tiểu thuyết danh sách có lẽ ta có thế từ đó tra tìm đến manh mối phương chính không có cự tuyệt thế thì không có vấn đề cảnh dân hợp tác nha nhưng ta không có ngụy cảnh sát uy chát đến lúc đó làm như thế nào gửi đi danh sách ta trước thêm bạn uy chát đi, điện thoại di động của ngươi dạy số nhiều ít, Ngụy Du Nhiên ánh mắt thản nhiên, quang minh lỗi lạc. Ngọc Hồ quản trận đến, xuống xe hành khách mời mang theo tốt hành lý của ngài vật phẩm, từ cửa sau xuống xe. Trạm tiếp theo, tụ phát chợ nông dân, mời đỡ tốt ngồi vững vàng. 142 đường trên xe buýt, phương chính một đường nhíu mày, nhìn chăm chú trong tay một trương minh tệ. Từ khi lầu trọ sự tình kết thúc về sau, hắn liền phát hiện, trong tay mười nguyên tiền giấy lại biến thành một trương minh tệ tại hồ quỷ chí quái hương giả quái đàm ma nạp trật trong điển tịch cũng đã có giải thích âm phủ cũng không lưu thông tiền âm phủ chân chính lưu thông tiền tệ là âm đức âm đức đối với quỷ tới nói chính là tiền tu hành đưa đò qua cầu nại hà đến luân hồi đại hối lộ khó chơi tiểu quỷ đều cần đến dùng tiền chuẩn bị âm đức tiền tại dương gian lại được xưng làm minh tệ không phải dương gian đốt ám toán ở giữa cái chủng loại kia mấy trăm vạn, một trăm triệu mệnh giá minh tệ, loại kia cũng chỗ vô dụng, không phải âm tàu địa phủ đã sớm làm phát, mà là làm việc thiện tích đức cả đời để giành được tới âm đức tiền. Kỳ thật âm phủ quỷ cùng quỷ ở giữa, so thế tục còn thế tục. Âm đức chỗ tốt vô cùng vô tận, tại âm phủ so tiền còn có tác dụng, có thể lên thông quỷ thần, chuyến về tu luyện. Những này quá mức huyền chi lại huyền truyền thuyết, như trước kia, Phương Chính bình thường là cười một tiếng mà qua, cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, thế giới như bình hồ đầu nhập một tảng đá lớn, khắp nơi đều tại quỷ dị kịch biến, Phương Chính không biết những này một mực cổ lão tương truyền truyền thuyết, đến tột cùng mấy phần thật mấy phần nghỉ ngơi. Hắn cũng nhìn không ra trong tay minh tệ là âm đức tiền. Vẫn là dương gian phổ thông minh tệ. Được rồi, quản nó là thật là giả, Phương Chính tiện tay thu hồi minh tệ, một đêm này, phát sinh rất rất nhiều sự tình cho tới bây giờ hắn mới có thời gian chỉnh lý một lần đầu mối phương chính nghĩ đến đem hắn từ quỷ đã tường bên trong lôi ra tới tên kia kính trăm lãnh khốc nam cùng kính trăm lãnh khốc nam trong miệng được xưng đầu tạ đỉnh trung niên nam nhân phương chính quan tâm hơn là hắn tại một phút không đến bên trong từ trên người hai người này thu tập được ba sợi xám trắng chi khí sự tình phương chính nhấp nhẹ lấy bờ môi hai đầu lông mày nhăn lại đây là hắn đang chuyên tâm suy nghĩ thói quen Xám trắng chi khí nơi phát ra là diệt sát quỷ sau mới có, điểm ấy đã chứng minh qua, không hề nghi ngờ. Cho nên xám trắng chi khí đầu nguồn hẳn là cùng oán khí, sát khí, quỷ khí, tà quế chi khí chờ tương quan. Chỉ là phương chính còn không có hiểu rõ, đến cùng là thuộc về trong này loại kia. Nhưng có một chút rất khẳng định. Thường nhân không nhìn thấy xám trắng chi khí, thậm chí không cách nào lợi dụng đến xám trắng chi khí trước mắt chỉ có người mang kinh văn gia người hắn một người mới có thể nhìn thấy quỷ sau khi chết xám trắng chi khí như thế vừa suy đoán máu chốt manh mối đã nổi lên mặt nước kính trăm lãnh khốc nam cùng trong miệng hắn đầu là chuyên môn phụ trách xử lý dân gian sự kiện linh dị nhân sĩ chuyên nghiệp làm hai người diệt sát quỷ về sau trên thân bị oán khí sát khí quỷ khí tà khí chờ những này huyền chi lại huyền đồ vật cuốn lên thế là hắn vừa tiếp cận kinh văn gia người lập tức sinh ra phản ứng chỉ là hắn còn không có nghiên cứu triệt để cái này oán khí quỷ khí cuốn thân đến cùng là nhất thời ngắn ngủi sẽ từ từ tự hành tiêu tán vẫn là một khi cuốn lên chính là cả một đời nghĩ tới đây phương chính bắt đầu hai mắt tỏa ánh sáng hắn cảm giác mình phát hiện từng đầu lớn dê béo nếu quả thật cùng phỏng đoán kính trăm lãnh khốc nam bọn hắn không phải liền là từng đầu lớn dê béo sao mỗi qua một đoạn thời gian hắn liền có thể hao đến một thanh long dê cái này nhưng so sánh đã sinh đã tử mạnh hơn nhiều. Ngô. Phương Chính nhíu mày, hắn cảm thấy hiện tại ý nghĩ có chút nguy hiểm. Kính trăm lãnh khốc nam bọn hắn, nói thế nào cũng là công chức, tại sao có thể cầm dê béo để hình dung bọn hắn. Thế mà còn băng khoăn muốn từ công chức trên thân nhổ lông cừu. Ý tưởng này quá nguy hiểm. Ngô. Thay cái hình dung từ, để cho người ta dân công bọc nhóm đang phát sáng phát nhiệt thời điểm, lại tích cực phát huy nhiệt lượng thừa vì chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan kiến thiết góp một viên gạch. Phương Chính lấy quyền kích trưởng. Hắn quyết định, chờ lần này giải quyết xong vũ khí sau đó, lập tức bắt đầu tìm kiếm kính trăm lãnh khốc nam bọn hắn căn cứ, trụ thị tổng bộ thiết lập tại chỗ nào. Tụ phát chợ nông dân đến, xuống xe hành khách mời mang theo tốt hành lý của ngài vật phẩm, từ cửa sau xuống xe. Lúc này xe buýt cũng đã đến đứng. Phương Chính đối trương đồ tể thân phận có chút hiếu kỳ, lúc ấy tại lầu trọ bên ngoài vây xem trong đám người, hắn liếc về qua một chút trương đồ tể thân ảnh. Ngay lúc đó trương đồ tể, con mắt một mực nhìn chăm chú lên lầu trọ, tại lúc ấy loại kia đặc thù tình hình dưới, trương đồ tể tự hồ là nhìn ra cái gì. Hiển nhiên tại trương đồ tể trên thân cũng có được bí mật. Chợ nông dân bên trong, ban ngày cùng rạng sáng lại là hai cái khác biệt cảnh tượng. Ban ngày lúc, còn không có tiếng thị trường đại môn, bên ngoài đã người người nhốn nháo, tiếng người ồn ào gào to thanh âm liên tiếp mục tiêu minh xác phương chính trực tiếp tìm tới trương đồ tể thịt heo bày làm phương chính đến lúc đó liền thấy trương đồ tể thịt heo trước sạp đang đứng một tên năm đạo đòn khiên tiểu học tăng thịt hồ hồ béo y tiểu nam hài lần này phương chính đặc địa cẩn thận nhìn lâu thêm vài lần ân đồng tử dương hỏa hừng hực như hỏa lô lần này là người cũng không phải là quỷ tiểu học tăng đứng tại thịt heo trước sạp đột nhiên đem áo cởi một cái, trên thân dùng màu nước bút họa ra rất nhiều vòng vòng, tiểu học tăng chỉ vào vòng vòng, ngẩng đầu ứng ngực chống nạnh nói ra, lão bản. Mẹ ta nói, nàng chỉ cần heo mấy cái này bộ vị thịt. than buồn a à, Thật cây con mắt. Phương Chính trận mắt khóc mồm. Luận, như thế nào để nhi tử mua thịt thời điểm có thể chuẩn xác mua được heo từng cái bộ vị thịt? Trương Đồ tẩy nhàn nhạt nhìn một chút Phương Chính, đối mặt tiểu học tăng, trên mặt mây trôi nước chảy. Lão bản, cha ta nói cái này vòng ra thịt cũng muốn, tiểu học tăng lại đem quần cởi một cái. A à Phốc. Phương Chính một ngụm lão huyết phun ra. Ồ. À. Sắc đến không ngừng ho khan, hiện tại tiểu học tăng đều như thế ngay sao? Một mực một mặt vân đạm phong khinh trương đồ tể, lần này cũng rốt cục không còn bình tĩnh. Âm. Trong tay hai cân đa trọng hậu bối đau mổ heo, trùng điệp chặt tại gỗ tròn cái thất gỗ bên trên, con lợn này là nái. Lấy lòng thịt heo, đã một lần nữa mặc quần áo tử tế cùng quần tiểu học tăng, dùng năm đạo đòn khiên bể nghệ ánh mắt, biểu môi nhìn một chút phương chính, thiểu năng. Phương chính Emma Ca hôm nay thế mà bị một cái ác miệng tiểu học tăng cho dễu cợt, thúc có thể nhẫn thẩm thẩm không thể nhìn. Phương chính ngồi sổng người xuống, trên mặt tươi cười nói, tiểu bằng hữu, bị con dơi cắn biến Batman, bị tri chu cắn biến Spider-Man, bị sét đánh chính là tho, nhiễm xanh lục chính là hút, ăn bánh tráng là siêu nhân bánh tráng, ăn trái ác quỷ là năng lực giả, như vậy ăn thịt heo lại biến thành cái gì đâu. Tiểu học tăng hai mắt tỏa ánh sáng, tiếp papi. Phương Chính đưa tay tuốt một thanh tiểu học tăng đầu, lộ ra trẻ con là dễ dạy mê chi tiếu dung, thật là một cái thông minh lanh lợi hảo hài tử. Nhìn xem tiểu học tăng ngao ngao kêu hưng phấn chạy về nhà, Phương Chính đắc ý đứng dậy, cái trắm lớn một chút tiểu học tăng học cái gì không dễ học người ác miệng đến nha lẫn nhau tổn thương a à. sau đó phương chính lần nữa tới đến trương đồ tể thịt heo trước sạp còn không đợi phương chính mở miệng phanh một thanh phủ lấy vỏ đao đoạn đau bị trương đồ tể ném ở thịt heo bày ra chuyện của ngươi lão vương đã tìm ta nói qua nếu như muốn chặt quỷ trừ tà thanh này quỷ đầu đau càng thích hợp ngươi lúc này trương đồ tể đã lần nữa khôi phục về mặt không thay đổi lạnh nhạt Quỷ đầu đau, Phương chính ăn kinh Người có chút kích động Vội vàng cầm lên Rút đao ra vỏ xem xét Rút đao ra vỏ về sau Đã thấy chỉ là một thanh thường thường không có gì là đoạn đao Nói ngắn đao không giống đoạn đao Nói đau bổ củi không giống đau bổ củi Thân đao tổng trưởng khoảng 30-40cm Nhưng không có đồng dạng đau bổ củi miệng chim Có thể nói nó là đoạn đao đi lại sau so nào đó bảo bên trên tràn lan đoạn đau kích thước mặc kệ là lưỡi đau vẫn là sóng đau kích thước đều muốn khoan hậu một chút cái này giống như là một thanh không làm việc đàng hoàng tứ bất tượng đốn củi đau bất quá có thể thấy được cây đau này chủ nhân rất yêu quý làm rút đau ra vỏ lúc một cổ nồng đậm chống gỉ khí đốt vị xông vào mũi lại cũng không gây mũi nghe rất dễ chịu có cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát đau bị được bảo dưỡng rất tốt Trương Đồ tẩy giải đáp Phương Chính nghi hoặc, cái này đích xác là đem quỷ đầu đao, tại Thái Thị Khẩu, chặt qua 73 cái đầu, đều là tội ác tày trời đại ác nhân. Bất quá thời gian quá lâu, kinh lịch mấy lần hư hao, cuối cùng chỉ còn lại một nửa không đến thân đao, chỉ có thể coi là tàn thứ phẩm cũ kỹ đồ cổ, bớt cho ngươi chụp, 6 vạn khối tiền liền có thể bán ngươi. Phương Chính Lão Bản, ngươi có phải hay không cùng Tôn Ngọc Thụ nhận biết? Bằng không làm sao ngươi biết, trên người của ta vừa vặn có một trương sáu vạn khối tiền tiền tiết kiệm thẻ ngân hàng. Trương đồ tể. Lão bản, ta còn tưởng rằng ngươi không chút do dự lấy ra, nói thanh này quỷ đầu đao càng thích hợp ta, chúng ta cũng đều nhận biết sát vách lão vương, lão bản là dự định muốn đem thanh này không trọng vẹn phẩm quỷ đầu đao trực tiếp đưa cho ta đâu, phương chính một tay sờ lấy lương tâm nói. Đã nói xong giữa người với người tình cảm so với vàng kiên cố đâu. Chúng ta đều có sát vách lão vương cái tầng quan hệ này tại, Liền không thể không dết quen Phương chính bản ý là muốn chặt trả giá Nhìn có thể hay không giảm cái một vạn hoặc mấy ngàn Cái này tiết kiệm tới tiền đã có thể đỉnh phổ thông tiểu bạch lĩnh một tháng tiền lương Kết quả trương đồ tẩy dơ trong tay vừa chặt hơn phân nửa cái đầu heo thịt Còn dính lấy thịt nát tơ máu đau mổ heo Bình thản nói Trong tay của ta thanh này đau mổ heo Có thể một trăm bán ngươi Phương chính đương nhiên sẽ không trả lại quỷ đầu đau Cái này quỷ đầu đau thế nhưng là bảo bối cải cách cởi mở, bài trừ bốn cố đô nhanh một thế kỷ, quỷ đầu đao sớm đã thành khang hiếm bên trong khang hiếm bảo bối, tại cả nước đã sớm là phượng mau lân giác, tính cả tổn hại, di thất, đoán chừng đã sớm không có còn mấy đêm. Hôm nay có thể may mắn gặp được một thanh quỷ đầu đao, Phương Chính tự nhiên là nói cái gì cũng sẽ không buông tay, đến miệng thịt chính. Phương Chính tự như ông một đại mỹ nữ, yêu thích không buông tay liếc nhìn. Phương Chính cũng không hoài nghi thanh này quỷ đầu đao thật giả làm rút đau ra vỏ lần đầu tiên lúc, hắn tu luyện sau thể chất, liền đã nhạy cảm bắt được chung quanh thân thể nhiệt độ không khí, bắt đầu hạ xuống có chút âm lãnh. Phương Chính rốt cuộc minh bạch, cổ nhân dù sao cũng sao dụ đao kiếm là hàng quan lẫm liệt xuất xứ. Ngô Đao khí đặc biệt lớn Chí ít 40 mét Trương này đồ tể trên thân, quả nhiên cất giấu rất nhiều bí mật. Thế mà ngay cả ít ỏi như thế lão cổ động quỷ đầu đao đều có, lại thêm trương độ tể từng tại kia tòa nhà lầu trọ ra ngoài phát hiện tràn cảnh phương chính đã mười phần khẳng định trương độ tể trên người có cố sự bất quá phương chính cũng không truy vấn những thứ này người có thể hiếu kỳ nhưng không muốn muốn đi thăm dò người khác bí mật mỗi người trên thân đều có một hai cái bí mật không muốn người biết không muốn ý đồ đi thăm dò rất có thể huynh đệ bất hòa phụ tử thành thù giống như phương chính trên người kinh văn gia người bí mật này cả một đời duy mình một người biết. Người, quý ở tự biết. Từ xưa họa từ miệng mà ra. Mua xuống quỷ đầu đao, phương chính lại cùng trương đồ tể tùy ý hàng huyên vài câu thường ngày chủ đề, kết quả phát hiện toàn bộ hành trình đều là hắn tại giới trò chuyện, trương đồ tể từ đầu đến cuối, đều là mặt không biểu tình, trầm mặt ít nói. Rất lãnh đạm. Ngoài trừ ngay từ đầu bán quỷ đầu đao lúc, nhiều giới thiệu hai câu nói, cơ hồ không nói nữa. Phương chính rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trương đồ tể có thể gặm 30 năm thức ăn cho chó? Vậy cũng là có nguyên nhân. Cái này nam nhân, có chút lạnh, cấn trong tay ai đều khó chịu. Phương Chính biết, hắn cùng trương đồ tể trò chuyện không đến một khối, mà lại hắn từ lâu trong lòng ngứa, hết sức tò mò vũ khí đến tột cùng có thể hay không bị kinh văn gia người cường hóa, quỷ đầu đao cuối cùng sẽ được cường hóa ra cái gì đến, thế là hắn đem quỷ đầu đao giấu vào áo khoác, thần thái trước khi xuất phát vội vàng trở về trụ sở dù sao trương đồ tể thịt heo bầy vẫn luôn ở chỗ này sẽ không chạy mất về sau có cơ hội lại đến cùng trương đồ tể nhiều hơn rút ngắn quan hệ có thế tiện tay cầm ra được quỷ đầu đao trương đồ tể thân phận cũng không như mặt ngoài đơn giản như vậy một đường đón xe thẳng đến chỗ ở cư xá vừa đến trụ sở phương chính vội vàng xuất ra kinh văn gia người quả nhiên trên đó đã đốt sáng lên bốn cái phù văn phương chính trong lòng kích động một người hát hát hạnh phúc cười ngây ngô. Nhân sinh lần thứ nhất tập hợp đủ bốn cái phù văn, trong nháy mắt cảm giác được thổ hào xa xỉ. Như vậy cũng tốt so trước kia là toàn thân chỉ có 10 đồng tiền tiến quán nét suốt đêm, ngay cả một bình nước cũng mua không nổi, khác đói bụng toàn bộ nhờ nhà vệ sinh miễn phí nước máy uống cái nước no bụng. Mà bây giờ, hắn không chỉ muốn lên lưới, còn có lực lượng đối tuổi trẻ xinh đẹp quản trị mạng mùi tử muốn một bát khang đẹp trai phó, một bình băng hồng trà phương tiện diện bên trong còn nhiều hơn thêm hai khỏa trứng luộc nước trà, một cây lạp xưởng hung khói. Cái gì gọi là thổ hào? Đây chính là thổ hào, xuất thủ xa xỉ. Lên mạng đều có thể điểm nổi một bát khang đẹp trai phó, một bình băng hồng trà. Từ đây đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Phương chính hiện tại chính là cái này cảm giác, cảm giác mình đã bành trướng, em. Nhìn xem kinh văn gia người, nhìn nhìn lại hàng quan lẫm liệt quỷ đầu đao, Phương chính hưng phấn xoa xoa tay, nhưng nghĩ nghĩ, hắn lại chạy vào phòng vệ sinh, bỏ ra rộng đã nửa giờ thành tâm tịnh thân về sau, lúc này mới thành kính vô cùng một tay cầm lên kinh văn gia người, một tay cầm lên quỷ đầu đao. Oanh! Một cổ khiến người sợ hãi thần âm khí âm u rung động, từ quỷ đầu đao bên trên bộc phát. Giờ phút này, quỷ đầu đao bên trên thế mà quỷ khí lượng lờ, màu xám quan diễm đang nghịch nước, cháy hừng hực, tự như... Ngay tại tỉnh lại một thanh ngũ say bên trong ma quỷ đao Phương Chính dọa đến vội vàng buông tay. Cạch. Quỷ đầu đao rơi xuống trên mặt đất về sau, vẫn tại thiêu đốt, trong lúc nhất thời trong phòng âm phong trận trận, vang lên tiếng quỷ khóc sói tru. Ngao. Quỷ đầu đao xông lên ra một đạo màu đen gió lốc, thế mà hình thành một cái toàn thân xiềng xích trói buộc không đầu nam nhân, gian phòng bên trong nhiệt độ không khí lập tức chợt hạ xuống, âm phong trận trận, quỷ khí xâm la, không đầu nam nhân uy vũ mà giữ tận nhiều muốn xé trách gần trong gan tất phương chính cũng muốn chạy trốn, cùng hung cực ác, tàn bạo phi thường. Nhưng không đầu trên thân nam nhân thô thô xiền xích, một mực kéo dài đến quỷ đậu đao bên trong, đem hắn một mực trói buộc chặt. Sau đó lại có một cái không đầu nam nhân hiển hóa, ngẩng đầu hét giận dữ, lại bởi vì không có đầu chỉ còn lại im ắng gào thét, đồng dạng nghĩ bạo khởi xé trách phương chính, nhưng bị toàn thân xiền xích trói buộc. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, nhưng rất nhanh, cũng đều phanh nổ nát vụn, trở thành quỷ diễm càng thêm cháy hừng hực chất dẫn cháy. Những này cũng không phải là âm hồn, mà là quỷ đầu đao sát nghiệp quá nặng. Dù sao cũng là tàn khuyết không đầy đủ quỷ đầu đao, tổn hại đã mười phần nghiêm trọng, hết thảy mới hiển hóa ra chính loại oán khí. Mà dựa theo trương đồ tể nói, thanh này quỷ đầu đao thế nhưng là chặt qua 73 cái đầu. Điều này sẽ đưa đến ảnh hưởng cực lớn đến cường hóa hiệu quả quỷ diễm bừng bừng thiêu đốt chín giây, không nhiều không ít, vừa vặn chín giây, quỷ diễm bắt đầu dần dần dập tắt, như thủy triều cởi tán, cuối cùng hiển lộ ra một cây đao. Phương Chính cảm thấy, hắn phải nghĩ biện pháp tìm một bản đao phổ bí tịch giả. Sau đó cường hóa xuất đao phổ bí tịch thật. Có đao lại không đao hệ bí tịch. Thực sự quá phung phí của trời trong tay quỷ đầu đao, để ngọc quý mê mẩn. Ban đêm quan mang hiện ra một tia u lãnh, lại tai họa sau một nhà tiệc đứng sảnh phương chính, lại lập tức bị một món khác càng phiền lòng sự tình buông rầu. Tại giải quyết tìm đau phổ bí tịch giả trước, hắn nhất định phải trước giải quyết trước mắt một cái lớn nhất nan đề. Hắn tu luyện gặp được bình cảnh. Gần nhất mặc kệ là tu luyện kim cương bất hoại la hán, còn là tu luyện phục ma kim cương ấn, rõ ràng cảm giác được tiến cảnh biến chậm chạp. Chậm chạp không cách nào tiến cảnh đến hậu kỳ, một mực kẹt tại trung kỳ bình cảnh luyện võ như luyện mệnh. Nghèo học văn, giàu luyện võ. Huyết khí phương cương. Cổ nhân mấy ngàn năm trí tuệ đã sớm tổng kết ra khí huyết đối luyện võ người tầm quan trọng. Tại phương chính học được ba môn trong bí tịch, đã từng không chỉ một lần, cường điệu đề cập tới khí huyết đối với người luyện võ tầm quan trọng. Người luyện võ, khí huyết cường thịnh, mới có thể thần quan nội liễm, hoành hành bá đạo, khí huyết không mạnh, thì toàn thân trầm tích, tu luyện liền như là vũng bùng tập tỉnh, thần quan bị long đông. Phương chính hiện tại chính là khí huyết còn chưa đủ mạnh, thân thể bị long đông, tinh nguyên sự sống chi khí không đủ để chèo chống luyện võ cần thiết, lại nghĩ dựa vào ăn phổ thông huyết thực, đến thỏa mãn càng ngày càng khổng lồ luyện võ cần thiết, bồi bổ thâm hụt thân thể, đã không thực tế. Riêng là xuất hiện luyện võ bình cảnh, đã có thể nhìn ra được. Chỉ sợ không cần mấy ngày, ngay cả các đại nhật kim chung tráo đều muốn bắt đầu tiến cảnh trở nên chậm. Phương Chính phát sâu. Từ khi hắn ăn cái kia không biết náo ra cái gì yêu thiêu thân lục vị địa hoàng hoàng, tu luyện mấy tiếng tương đương người khác mấy năm, mười năm khổ tu thành quả, mặc dù tiến cảnh tốc độ nhanh, nhưng đối với gánh nặng của thân thể đồng dạng cũng là tăng lên gấp bội. Từ xưa cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Xem ra cái này ba cái phù văn, đoán chừng là muốn không chứa được, Phương Chính có chút buồn bực. Ta vừa còn muốn lấy khó được trốt cuộc sung túc một lần, còn lại ba cái phù văn lưu lại dùng cho cái khác quan trọng hơn công dụng, có thể tu luyện bình cảnh xuất hiện, lại làm rối loạn kế hoạch của ta. Nói trắng ra là, còn không phải bởi vì nghèo. Bởi vì nghèo. Bởi vì nghèo. Cho nên phương chính cho tới nay mới có thể móc móc lục soát, tính toán tỉ mỉ tiết kiệm sử dụng, liền rất sợ lãng phí mỗi một lần cơ hội quý báu. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ sợ là muốn không chứa được tiền tiết kiệm. Trừ phi hắn nghĩ cứ như vậy cả một đời keo kiệt, sau đó vĩnh viễn dựa vào phổ thông huyết thực để duy trì mức thấp nhất tu luyện tiêu hao. Phương chính 45 độ do dự góc ngắm chiều cao nhìn trời, thật đúng là đâm tâm đâu. Bốn mùa đường lớn hiệu thuốc. Làm phương chính đi vào cư xá bên ngoài tiệm thuốc lúc, còn chưa tới đóng cửa định chỉ kinh doanh 23 giờ. Lão Dương, Lão Dương, ngươi nơi này có cái gì bổ huyết loại hình thuốc? Làm phương chính hùng hùng hổ hổ chạy vào bốn mùa đường lớn hiệu thuốc lúc, biểu hiện trên mặt sững sờ, nhìn thấy tại trong suốt quầy hàng thủy tinh giật lấy người, không phải tiệm thuốc lão bản, mà là tên mặt học sinh trung học đồng phục 12-13 tuổi tiểu nữ sinh. Một trương thanh tú tinh xảo trên mặt, mang theo một bộ bảo thủ thổ khí thật dày kín đen, sau đầu ghim hai đầu song đuôi ngựa, lần đầu tiên cho người ta giống như là cô gái ngoan ngoãn, bé ngoan. Lúc này chính một bên trong tiệm, một bên tại làm làm việc. T. Phương Chính dọa đến lá gan rung động xuống, lập tức cảm thấy đau đầu, tại thời gian này điểm thế mà lại còn đụng phải cái này nha đầu phiến tử. Hít vào ngụm khí lạnh, sau răng rảnh thật đúng là lạnh quá đây này. Ha ha, tiệm thuốc lão bản nữ nhi. Phương Chính khóe mắt cơ bắp rung rẩy mấy lần, tiểu tuyết, cha ngươi đâu? Tiệm thuốc lão bản nữ nhi nhìn xem Phương Chính, lạnh lùng không có mở miệng nói chuyện, nhưng này xong tại thật dày quê mùa khung kính hạ con mắt, Rõ ràng chính là tại ha ha cười lạnh. Xem đi, đây chính là phương chính vì cái gì đau đầu nhìn thấy tiệm thuốc lão bản nữ nhi, thần mẹ nó ngay cả một ánh mắt, cũng có thể làm cho ngươi nhìn ra nàng ngay tại trào phúng ngươi. Tiệm thuốc lão bản nữ nhi ha ha mắt lạnh nhìn ngươi. Cũng đối ngươi triển khai trào phúng dết ánh mắt. Ngươi bị một cái học sinh cấp hai ánh mắt dễu cợt. Thế là ngươi thổ huyết. Tốt. Phương chính mặt dạng mày dày, không nhìn thẳng tiệm thuốc lão bản nữ nhi trào phúng dết ánh mắt, nói, tiểu tuyết, có cái gì dưỡng huyết, bổ huyết hiệu quả tốt thuốc. A à, giao, dao, lư dao bổ huyết khỏa lạp, ok bạch phượng hoàng, thái thái nhạc dưỡng huyết khẩu phục dịch, khí huyết khang khẩu phục dịch, mỹ viện huyết hồng tố, ít mẫu thảo, tiệm thuốc lão bản nữ nhi báo ra một chuỗi danh tự. Phương chính sửng sốt một chút. Hắn một đại nam nhân thật đúng là không có mua những này kinh nghiệm, mấu chốt là bình thường cũng không cần đến chuyên môn bổ huyết a à, nghĩ không ra thuận miệng hỏi một chút lại có nhiều như vậy bổ huyết dưỡng huyết tiệm thuốc lão bản nữ nhi suy nghĩ đều không cần lập tức báo ra mười mấy loại tên thuốc có bảy tám trồng thuốc tên thậm chí còn là khó đọc hẻo lánh chữ chuyên nghiệp hóa tên khoa học hắn nghe đều không nghe thấy qua những chữ này nhìn xem học sinh cấp hai dưới giáo phục tiệm thuốc lão bản nữ nhi trong nháy mắt lên cao đến lau mắt mà nhìn thế nhưng là vì sao lại đột nhiên cảm giác thật xấu hổ a à? một đại nam nhân nửa đêm chạy tiệm thuốc mua a dao lư dao ít mẫu thảo sau đó thỉnh giáo một tên sơ trung tiểu nữ sinh cái nào khoản dược hiệu tốt hơn emma hòa phong không thích hợp phương chính kiên trì hiện tại chỉ muốn nhanh lấy lòng mau mau rời đi nói ra tiểu tuyết ngoại trừ kia cái gì thái thái nhạc dưỡng huyết khẩu phục dịch cái khác bổ huyết dược phẩm toàn bộ đều đóng gói một phần cho ta thái thái nhạc nghe xong chính là cùng hắn dương cương khí chất không tương xứng a à. đã không biết cái nào khoản dược hiệu tốt dứt khoát nguyên bộ mua đủ sau khi về nhà sẽ chậm chậm từng cái nếm thử a à. vì cái gì luôn cảm giác chỗ nào hòa phong lại không đúng tiệm thuốc lão bản nữ nhi nhìn xem phương chính đáng yêu trắng nõn như đồ sứ trên mặt ha ha nói ít mẫu thảo lại tên thôi tu sung cờ quý hoài, vì mô hình khoa ít mẫu thảo thuộc thực vật dược hiệu lưu thông máu điều kinh trị liệu phụ nữ kinh nguyệt không đều đau bụng kinh tắc kinh thai để lọc khó sinh hậu sản vết bầm máu lợi niệu tiêu sưng co vào tử cung trị liệu phụ khoa bệnh chuyên môn chủ dược lại xưng người bạn đường của phụ nữ tiệm thuốc lão bản nữ nhi đọc ngược như chảy một hơi rất quen nói học bá phương chính sắc mặt tối sầm nam nhân không có thuốc này bên trong tất cả đều có. Ít mẫu thảo, nghĩ không ra ngươi sẽ là dạng này không đứng đáng thuốc. Ai nói ta mua được cho mình dùng? Ta lúc nào nói qua sao? Làm sao có thể là mua được cho chính ta sử dụng đây? Phương Chính Giới cười giải thích, ta mua được cho bạn gái không được sao? Ha ha cười lạnh ánh mắt, tiệm thuốc lão bản nữ nhi bình tĩnh nói ra, cho nên đây chính là ngươi lần trước mua lục vị địa hoàng hoàng nguyên nhân. Phốc, Độc thân cậu nhận 10 vạn điểm bạo kích tổn thương. Phương Chính lúc ấy mặt liền đen, ta đây là đêm mộng mồ hôi trộm, là thể hư, không phải thận hư. Còn có, lần trước rõ ràng là ngươi đưa cho ta lục vị địa hoàng hoàng. Phương Chính ý đồ cố gắng vãn hồi hình tượng của mình. Cho nên nói, hắn một mực rất không nguyện ý cùng tiệm thuốc lão bản nữ nhi liên hệ. kia lạnh lùng biểu lộ, ha ha cười lạnh ánh mắt, lại phối hợp cái này chủy độc, những nơi đi qua trong phạm vi ba dặm không có một ngọn cỏ. Sau đó, phương chính tại tiệm thuốc lão bản nữ nhi ha ha cười lạnh ánh mắt dưới, ông lấy A dao, Lư dao, ô kê bạch phượng hoàng, tích mẫu thảo thủy độc lan bôn, chật vật chạy ra tiệm thuốc. Mau về nhà thử một chút dược hiệu, có thể hay không cường hóa ra bổ huyết đại dược. Có thể hay không đột phá tu luyện bình cảnh liền toàn bộ nhờ bọn chúng. Phương chính ông A dao, Lư dao, Ít Mẫu Thảo. Một đường từ bốn mùa đường lớn hiệu thuốc, một lát không có chậm trễ về đến trong nhà. Sau đó lấy ra kinh văn gia người. Nhìn xem kinh văn gia người bên trên, rải rác ba cái thắp sáng phù văn, giống lóe lên lóe lên tiểu tinh tinh, phương chính chịu đựng đau lòng, chuẩn bị vận dụng một lần cường hóa. Cái này, tiền tiết kiệm, chỉ tiêu mà không kiếm, là lấy khoảng một lần thiếu một lần, nhập không đủ suất. Nhưng tiếp xuống, có lựa chọn khó khăn hội chứng phương chính, Đối mặt với xếp thành một hàng mười mấy loại bổ huyết, dưỡng huyết dược phẩm, nghĩ đến não nhân rất đau. Từng cái cẩn thận đọc sách hướng dẫn sử dụng, dược hiệu một cục, đều ghi chú có bổ huyết, dưỡng huyết công hiệu, cho nên nhất thời có chút khó mà lựa chọn. A à, giao bổ huyết hạt tròn. Công năng chủ trị, ích khí bổ huyết, dùng cho bệnh lâu người yếu, khí hư bệnh thiếu máu, quy cách, mỗi túi chứa 4 gram, cách dùng dùng lượng, nước sôi hòa thuốc vào nước, một lần một túi một ngày hai lần. Kim chi đường lưu giao khối, hợp thuốc bổ huyết, ích khí, điều kinh. Dùng cho bệnh lâu khí huyết hai hư đưa đến thể hư không còn chút sức lực nào, xanh xao vàng vọt, đầu ván mắt hoa, kinh nguyệt quá ít. Ok bạch phượng hoàng. Công năng chủ trị bổ khí dưỡng huyết, điều kinh dừng mang. Dùng cho khí huyết hai thua thiệt, người yếu không còn chút sức lực nào, xương sống thắt lưng rung chân. chú Kinh nguyệt quá nhiều người không thích hợp phục dụng bản phẩm. Phương Chính lúc ấy mặt liền đen. Hắn mặc dù biết những này thuốc bổ cũng biết dược hiệu, nhưng khi giấy trắng mực đen tận mắt thấy lúc, lại là một chuyện khác. Thần mẹ nó điều kinh. Thần mẹ nó kinh nguyệt quá nhiều người không thích hợp phục dụng. Ta một cái nam nhân có chức năng này sao? Phương Chính ngẫm lại ở giữa hiện ra vẻ trâu bò. Tráng rủ xuống mấy đạo hát tuyến Phương Chính, thế là vội vàng cầm điện thoại di động lên, lên mạng lục soát lệ mục, a à dao, lưu dao, nam nhân có thể ăn được hay không? Kết quả tìm tòi ra tới kết quả biểu hiện, ban đầu ăn a à dao người lại là nam nhân. Liền giống với ngươi hỏi nam nhân có thể mặc váy sao? Sau đó đáp trả là, nam nhân mặc váy so nữ nhân còn sớm, nam nhân tại thương triều liền bắt đầu mặc váy, nữ tính thẳng đến hán triều mới mặc váy đồng dạng đạo lý. Trên mạng tìm ra tới nói, có can đảm cái thứ nhất ăn a à dao con của nam nhân, lại là Tào Tháo nhi tử Tào Thực. Tào Thực từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, gầy như que củi, mặt không huyết sắc. Về sau nhậm chức, Đông A Vương, đến Đông A sau khi được thường phục dùng A Dao bổ dưỡng, chưa tới nửa năm liền sắc mặt hồng nhuận, mặt mày tỏa sáng. Thế mà còn lục soát, A Dao, lưu dao có tư âm bổ thận tác dụng, nam nhân ăn có thể đề cao kia cái gì cùng cái gì chất lượng, cố bản bồi nguyên. T. Thật đúng là kinh khủng như vậy đây này. Tư âm bổ thận, âm dương điều hòa, đây quả thực là không chỗ nào mà không bao lấy, chữa khỏi trăm bệnh thần dược, phương chính hít vào ngụm khí lạnh. Cuối cùng, nhìn xem trong chén đã ngâm nở, mang theo đặt dính một đống đen sĩ A dao, phương chính sầu mi khổ kiểm, trong lòng của hắn vẫn là có một tia khúc mắt. Nam nhân uống A dao. Muốn trào phúng liền cứ việc trào phúng đi. Vì tu luyện đại nghiệp, vì tìm kiếm đột phá bình cảnh, ta ngay cả da mặt cũng không cần thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư người vậy trước phải khổ nó tâm trí làm chén này a giao nước tư âm tráng dương không ho khan cường hóa năm giây mười giây mười lăm giây quá khứ trong chén a giao một mực không hề có động tĩnh gì chẳng lẽ là cường hóa thất bại rồi kinh văn gia người không cách nào đối dược vật loại cường hóa phương chính vội vàng xem xét kinh văn gia người ba cái đã thắp sáng phù văn đích thật là chỉ còn lại hai miếng phù văn đích đích xác xác là đã cường hóa mới đúng a à? bỗng nhiên một cổ nồng đầm đến cực điểm cam khổ mùi thuốc như là cuồng hồ bạo tạc hỗn hợp có không khí lưu động tràn lan mà ra gần trong gan tất phương chính mũi thở kích động hút vào một ngụm dược khí thế mà lập tức cảm giác được có một dòng nước nóng tại thể nội nhanh chóng lưu chuyển một vòng tinh thần phấn chấn thể nội tinh nguyên sự sống chi khí tăng một đoạn nhỏ lại lập tức bị đói khát trạng thái tế bào chia cắt sạch sẽ Phương Chính mừng rỡ. Trực tiếp uống một hớp làm. Lại lặp đi lặp lại dùng nước nóng cọ rửa mấy chục lần, tất cả đều uống vào bụng, không lãng phí một tia một điểm dược lực. Âm âm. Thân thể như muốn bạo tạc, khí huyết cùng bạo bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, như lại nhấc lên phế phủ phong bạo, Phương Chính tùy tiện thở ra một hơi, đều là huyết khí sôi trào, đập vào mặt nóng trực khí lãng. Không tốt, khí huyết nhiều lắm, thế mà tại không bị khống chế không ngừng nghĩ điên cuồng phát ra. Phương Chính cảm giác thân thể của mình, giờ phút này giống như sung khí cầu, đang không ngừng bành trướng, thân thể xương cốt, huyết nhục, truyền ra như là không chịu nổi gánh nặng đè ép thanh âm, từng đầu trong mạch máu, khí huyết tăng vọt đến vô cùng kinh khủng trình độ. Phương Chính lập tức tu luyện phục ma kim cương ấn. Từng lần một tu luyện. Một đêm trôi qua. Phương Chính tu luyện suốt cả đêm, nhưng thể nội khí huyết vẫn như cũ hừng hực bành trướng, người tự như uống rượu say đồng dạng khí huyết điên cuồng cấp trên, xây dưỡng. Lại là trong máu dưỡng khí hàm lượng, sinh vật năng lượng quá cao sinh cơ bành trướng phồng lên. Đột nhiên, một cổ cực nóng vô cùng khí tức, từ phương chính thể nội truyền vang mà ra, như là một tòa cháy hừng hực lò lửa lớn. Tới đồng thời, phương chính thể nội khí huyết bành trướng như sông dạo chơi đánh ra con đề, đón mới lên mặt trời mới mọc mạnh mẽ sinh cơ, hắn thế mà trực tiếp đột phá bình cảnh. Phương Chính cũng không buông lỏng, tiếp tục không ngừng tu luyện. Một đường tu luyện tới giữa trưa. Sau đó lập tức đổi tu luyện kim cương bất hoại la hán. Âm âm. 306 tư thế vừa mới triển khai thứ nhất thế, Phương Chính huyết nhục thân thế bên trong, thế mà như đất bằng tiếng sấm truyền ra một tiếng oanh minh trầm đục. Thể nội bạo tẩu bàn bạc khí huyết, thế mà tùy tiện vỡ ra bình cảnh, giờ khắc này, toàn thân xương cốt nhói nhói. Đây là kim cương bất hoại la hán bước vào hậu kỳ dấu hiệu, luyện xương như thép, sau đó thay máu cải thiện thể chất. Một bước này, hết thảy thay máu 9 lần, sau đó công pháp viên mãn đại thành. Giữa trưa 3 giờ kết thúc. Phương Chính Kinh Hỷ phát hiện, một mực quấy nhiễu hắn điên cuồng cảm giác đói bụng, lần này thế mà không còn lại xuất hiện. Lập tức cao hứng mặt mày hớn hở trời mới biết hắn mấy ngày này đến tột cùng kinh lịch như thế nào một cái tra tấn mỗi ngày đói đến dạ dày điên cuồng run rẩy toàn thân tế bào đều tại đói khác nhưng phương chính rất nhanh lại sầu mi khổ kiểm chính là đại giới có chút lớn một sợi xám trắng chi khí mới có thể đổi lấy lần này hiệu quả mà xám trắng chi khí lại là như thế quý giá không dễ có phương chính cảm giác chính mình cũng nhanh sầu bạch đầu hắn tu luyện khắp nơi không thể rời đi thần bí xám trắng chi khí nhưng xám trắng chi khí lại hết lần này tới lần khác cực kỳ thưa thớt nói trắng ra là hay là bởi vì nghèo bởi vì nghèo bởi vì nghèo sau đó hai ngày phương chính đại môn không ra nhị môn không bước toàn tâm toàn ý bế quan hai ngày chỉ còn lại hai miếng phù văn toàn bộ dùng để cường hóa thành bổ huyết đại dược bổ sung một thân khí huyết ích lợi tu hành nhiều như vậy tài nguyên đập xuống, hiệu quả cũng là cực kỳ lớn. Kim cương bất hoại la hán, bí tịch, thành công thay máu 9 lần, đại viên mãn. Phục ma kim cương ấn, bí tịch, cũng thành công hậu kỳ đại viên mãn. Đại nhật kim chung tráo, bí tịch, cũng đi vào hậu kỳ tầng thứ 10, khoảng cách cuối cùng đại viên mãn cũng đã không xa. Phương chính cảm giác được tràn đầy nhân sinh cảm giác thành tựu. Đây chính là cái gọi là thần công đại thành, bế quan xuất quan A mặc dù còn có chút đau lòng kia ba cái phù văn. Hiện tại hắn lại một khi rút lui về số không tích xúc. Bế quan xuất quan phương chính, hiếu kỳ hắn lực lượng đã đạt tới nhiều ít kg. Mặt khác, thực lực của hắn, tại kịch biến quỷ dị hậu thế giới, lại xếp tại cái nào thê đội, có thể hay không tự vệ. Là thê đội thứ nhất, vẫn là thê đội thứ hai, hay là ở cuối xe thê đội. Tuy nói trước sau ba lần gặp được sự kiện linh dị, nhưng ngoại trừ lần thứ ba sự kiện linh dị, ác linh chiến xa, cơm người chết, phương chính toàn bộ hành trình đều không phải là ác chuyển vận, mà là toàn bộ hành trình đều dựa vào sáu lộ hố quỷ A, em. Mà căn cứ Kim Cương Bất Hoại La Hán trong sách quý giới thiệu, viên mãn đại thành chi cảnh, nhưng có được một đầu cổ tượng chi lực. Tại thích già trong Phật giáo, mười phần tôn sùng rồng giữ tượng. Đại bàn Niết Bàn Kinh, Thế Tôn ta này đã cùng lớn long tượng Bồ Tát Ma Ha Tát, đoạn chưa kết để lọt, văn thù sư lợi pháp vương tử chờ. Cựu hoa nghiêm kinh, uy nghi xảo diệu nhất vô cùng, là tên long tượng tự tại lực. Đường triều vương bột, bốn phần luật tông nhớ tự, hai bên cạnh mây triệt, mới biết thực tướng chi tôn, mười sát phong hành, chính là biết đúng như chi quý. Khiến cho long tượng truy phục, duy minh khắc đồng ý. Thanh triều tiền khiêm ích tự, tự bách đại sư lấy pháp môn long tượng, hát đạo đông nam. Bởi vậy có thể nhìn thấy, long tượng tại thích già bên trong bị tôn sùng vì thần lực, phạn ngữ Naga, dịch âm Naga, có vô thường, trên nhất ý tướng. Bình thường bị lấy ra ví von chư là hán bên trong, tu hành dũng mãnh có lớn nhất lực người. Nhưng là, phương chính là thân là chủ nghĩa xã hội thiết quyền hạ người hiện đại A. À? Ngươi cùng hắn giảng cân, kg, tấn, hắn còn có thể rõ ràng mình có bao nhiêu cân lượng. Một đầu cổ tượng chi lực. Như thế đốt não hư vô mờ mịt đồ vật, để phương chính trực tiếp hai mắt lúng cuốn. Một đầu trưởng thành voi đực cái mũi, có thể dơ lên 1.5 tấn ô tô, phẫn nộ hạ có thể đụng ngã một gốc trưởng thành cây dông. Như vậy vấn đề tới, cổ giống lại là từ đâu xuất hiện mới giống loài. Sau đó, phương chính xuất ra hắn hàng nội địa trí năng cơ, tìm kiếm tôn ngọc thụ dãy số. Bất kể như thế nào, làm sao càng nhiều thu tập được xám trắng chi khí, một lần nữa để tiền tiết kiệm, giàu có, mới là lập tức quan trọng nhất sự tình. Phương Chính đã nếm đến tu luyện mang đến ngon ngọt. Đây là Phương Chính lần thứ nhất chủ động liên hệ Tôn Ngọc Thụ, bên kia điện thoại rất nhanh kết nối. Phương Chính muốn tìm hiểu, linh dị cục điều tra, tình báo, nhất là cứ điểm hoặc là tại trụ thị tổng bộ địa chỉ. Lần trước Tôn Ngọc Thụ chỗ đơn vị, liên tục có năm tên Pháp y chết thảm, linh dị cục điều tra, phái trú nhân sĩ chuyên nghiệp phụ trách bảo hộ những này tay trói gà không chặt pháp y an nguy. Đây là phương chính trong tay, trước mắt duy nhất có thể tiếp xúc đến đầu mối. Chỉ là, Tôn Ngọc Thụ không có cung cấp đến cái gì đầu mối hữu dụng, những người này kỷ luật quản lý cùng quân đội đồng dạng nghiêm ngặt, chưa từng đề cập qua liên quan tới tổ chức hoặc tình báo nội bộ đôi câu vài lời. Đúng rồi. Ta vừa nghĩ ra một cái chi tiết nhỏ, đây là ta trong lúc vô tình nghe thấy, không biết đối phương huynh đệ có hay không trợ giúp Tôn Ngọc Thụ chợt nhớ tới cái gì nói. Phương Chính lập tức tinh thần tỉnh táo, cái gì chi tiết? Ngay tại hôm qua, ta mơ hồ nghe được bọn hắn giống như nói ngay tại kế hoạch cưỡng ép thanh lý thông gian cầu lớn, Tôn Ngọc Thụ cố gắng nghĩ lại nói. Nghe vậy, Phương Chính lập tức truy vấn, có nói đến thời gian cụ thể sao? Nhưng mà Tôn Ngọc Thụ chỉ là ngoài ý muốn nghe được một chút đôi câu vài lời, lại không hỏi ra có giá trị manh mối. Có phải hay không chuyện này rất trọng yếu? thật xin lỗi, lần này không có thể giúp đến ngươi, ta vẫn muốn báo đáp ngươi lần trước cứu mạng ân tình. Tôn Ngọc Thụ có chút hối hận, sớm biết lúc ấy liền lưu ý nhiều. Phương Chính cảm ơn Tôn Ngọc Thụ, nói không nên cưỡng cầu, cũng để Tôn Ngọc Thụ sau này giúp hắn lưu ý thêm dưới, có thể hay không biết thời gian cụ thể, sau đó hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Thông gian cầu lớn. Vừa kết thúc trò chuyện, Phương Chính lập tức cầm điện thoại di động lên, lục soát gần đây liên quan tới thông gian cầu lớn tin tức kết quả cũng không có tìm thấy được có giá trị tin tức manh mối đều là một chút cũ tin tức thông gian cầu lớn thông xe cùng ngày đại thiên bức đưa tin cùng về sau liên hoàn rơi xe sự kiện thông gian cầu lớn một mực phong bế đến nay người bình thường căn bản là không có cách tới gần nhưng căn cứ tôn ngọc thụ nói thông gian cầu lớn trên thực tế mỗi ngày đều tại người chết tại hạ du vị trí mỗi ngày đều có thi thể mới vớt đi lên, chỉ là tin tức bị phong tỏa. Chỉ là hai điểm này, cũng có chút tự mâu thuẫn, phong tỏa sau còn mỗi ngày người chết. Đến tột cùng là thế nào ngộ hại? Phương chính lần nữa tại điện thoại khóa nhập văn tự, lần này dựa theo chữ máu chốt, lục soát thông gian cầu lớn xung quanh một vùng tương quan tin tức. Cái này vừa tìm tác, quả nhiên có phát hiện mới. Đoạn sông Thượng Du ngăn nước Thanh lý sông đạo trầm tích bùng cát phương chính sắc mặt ngưng tụ. Thế mà đoạn sông ngăn nước như thế đại thủ bút, kính trăm lãnh khốc nam bọn hắn tổ chức này, xem ra lần này là thật quyết tâm, muốn giải quyết triệt để rơi thông gian cầu lớn sự tình. Phương chính hơi cảm thấy tê cả da đầu, cái này thông gian cầu lớn, đến tột cùng có đồ vật gì thế mà cần hao phí như thế lớn nhân lực vật lực đến cưỡng ép thanh lý. Nhất là ngay cả phong tỏa cầu lớn đều vô dụng, mỗi ngày vẫn như cũ còn tại người chết còn có tôn ngọc thụ nâng lên cưỡng ép thanh lý có phải hay không lại có cái gì cái khác hàm nghĩa ý là dở bỏ rơi tòa này vượt sông cầu lớn vẫn là dự định muốn cùng thông gian cầu lớn bên trong đồ vật trực tiếp chính diện khai chiến phương chính trong miệng lặp đi lặp lại nhắc tới thông gian cầu lớn một mực tại suy nghĩ cái nào khả năng lớn hơn có quan hệ với thông gian cầu lớn trình độ kinh khủng phương chính sớm đã tiếp xúc qua cơm người chết kinh lịch còn vẫn như cũ để Phương Chính ký ức vẫn còn mới mẻ vừa nghĩ tới cơm người chết, Phương Chính dạ dày liền lại bắt đầu mãnh liệt buồn nôn, co quắc, khô khốc một hồi quẹ. Nếu thật là chính diện khai chiến có lẽ còn có thể cọ đến giờ sám trắng chi khí, dù sao sám trắng chi khí đối những người khác lại vô dụng. Mà lại đến lúc đó chắc hẳn kính trăm lãnh khốc nam bọn hắn những này nhân sĩ chuyên nghiệp cũng đều sẽ xuất hiện tại thông gian cầu lớn, còn có thể tiện thể hao đến lông dê nhất định phải lấy tới thời gian chính xác, đến tột cùng muốn từ lúc nào cưỡng ép thanh lý thông gian cầu lớn, không chỉ có là vì lấy tới sám trắng chi khí, vẫn là vì mượn nhờ cơ hội lần này, hiểu rõ hơn đến kính trăm lãnh khốc nam tình báo của bọn hắn. Phương Chính dự định qua tối nay, chờ ngày mai ban ngày, tự mình tiến về thông gian cầu lớn phụ cận, thực địa quan sát tình huống thực tế. Mà đúng lúc này, Phương Chính điện thoại điện báo vang lên, thời gian 19 giờ 17 phút phút dãy số biểu hiện lại là sát vách nữ hàng xóm nhưng không phải ngụy cảnh sát mà là kia hai tên nữ sinh viên uy là là phương chính sao phương phương chính ngươi hiện tại có thời gian hay không có thể tới hay không tiếp tiếp ta cùng lâm gia bảo hiện tại ta cùng lâm gia bảo không dám về về nhà phương chính ta là lâm lâm gia bảo xin nhờ xin nhờ hiện tại ta cùng đồng đồng dọa đến cũng không dám tại bên ngoài đi hai nữ thanh âm một mực tại trong điện thoại run rẩy các nàng tựa hồ nhận lấy cái gì kinh hãi trời tối không dám một mình trở về hy vọng phương chính có thế quá khứ tiếp các nàng hai người nhận được kinh hãi rất lớn trong điện thoại một mực nói không rõ ràng đó cũng không phải cái gì quá phận yêu cầu đi ra ngoài bên ngoài hàng xóm ở giữa khả năng giúp đỡ liền giúp dưới phương chính để cho hai người nguyên địa chờ hắn hắn lập tức đi tới tiếp người rất nhanh phương chính thu được định vị tin tức nhưng khi nhìn thấy địa chỉ lúc, Phương Chính giật mình, thế mà ngay tại thông gian cầu lớn phụ cận. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Mèo Một con màu đen mèo hoang phát ra bén nhọn thê lương tiếng kêu, đi ngang qua một đầu hắt ám đầu hẻm nhỏ lúc xù lông chạy đi. Phương Chính ngẩng đầu. Đưa mắt nhìn sẽ đường đối diện hắt ám vắng vẻ hẻm nhỏ, sau đó lại tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại. Một bên chờ đường 115 xe buýt, một bên thẩm tra cưỡi xe buýt làm sao đến cùng hưởng vị trí bản đồ. Căn cứ hướng dẫn biểu hiện, cần đổi xe hai lần mới có thể đến thông gian cầu lớn bên kia. Muốn trước ngồi 31 đường xe buýt, lại chuyển đường 115 xe buýt, Phương Chính lúc này liền đang chờ đường 115 xe buýt. Mà ở trong đó đã là tới gần trụ thị vùng ngoại thành, trời vừa tối cơ hội rất khó nhìn thấy vài bóng người. Nguyên bản Phương Chính là muốn gọi lưới hẹn xe, trực tiếp đi qua thuận tiện chút, Kết quả đêm hôm khuya khoác thế mà đánh không đến một cổ đi thông gian cầu lớn phụ cận lưới hẹn xe. Phương Chính nghĩ đến, trước đó trong nhà lục soát cùng thông gian cầu lớn có quan hệ tin tức lúc, từng quét đến một chút một đầu tiểu thiên bức đưa tin. Đưa tin nói là thông gian cầu lớn phát sinh liên hoàn rơi xong sự kiện, cũng đều là không ai sống sót, huyên náo lòng người bàn hoàng, hiện tại trời vừa tối, lưới hẹn xe cũng không dám hướng bên kia chạy. Phương Chính lúc này mới không thể không bầu lại hiệu suất chậm nhất xe buýt ngươi biết một phần tử sơn đi như thế nào sao? Bỗng nhiên một thanh âm tại phương chính bên người vang lên. Đây là tên mặt quê mùa, giống như là những năm sáu không bảy không lão đầu, có chút bẩn thỉu, nhìn qua giống như là tựa hồ đã lạc đường lạc đường thật lâu kẻ lang thang, chưa hồi phục. Kia quái lão đầu lại một lần lặp lại, cúi đầu, thanh âm cứng nhắc, chất phát nói, ngươi biết một phần tử sơn đi như thế nào sao? Vẫn không có hồi phục. Lạc, lạc lão đầu động tác cứng nhắc bắt đầu chậm rãi nâng lên một mực cuối thấp xuống đầu lâu, cổ phát ra xương cốt cứng nhắc vặn vẹo lạc, lạc thanh âm, đây là cặp mắt trống rỗng, không có tập trung điểm hai mắt, bình tĩnh nhìn xem trước người phương chính, hơi còng xuống thân thể không nhúc nhích. Ngươi biết một phần tử sơn đi như thế nào sao, quái lão đầu lần thứ ba lặp lại hỏi, mà lần này, hắn là âm u đầy tử khí nhìn thẳng phương chính. Đúng lúc này, đường cái đối diện đầu ngõ, không biết lúc nào, đứng đấy một tên 20 tuổi tuổi trẻ thanh niên. Thanh niên nhìn xem đường cái đối diện phương chính, một mặt cao thâm mạc trắc nói ra, người chết chạm đất, người sống cưới thi, lão cẩu đào mộ phần, ăn người sống cơm, âm người hỏi đường, biết đụng tới trong đó một cái đều ý vị như thế nào sao? Không đợi phương chính đáp trả, kia tiểu ca đã thiện ý mỉm cười nói, mượn một ngụm dương khí. Năm tạo Phương chính tự hồ quả nhiên bị kinh hãi đến, mặt hốt khoảng chạy hướng đối diện thanh niên, nửa đường dưới chân lão đảo, suýt nửa ngã sắp xuống, càng lộ vẻ hắn chật vật phi thường. Làm Phương Chính chạy đến thanh niên phía sau người, thanh niên an ủi Phương Chính nói, yên tâm, người có ba cây đuốc, chỉ cần ngươi không chủ động trả lời vấn đề của hắn, không mình chủ động thổi tắt rơi tự thân ba cây đuốc, những này quỷ vật liền đối ngươi không có cách nào. Quỷ Phương Chính vội vàng nói, đại, đại sư, cứu ta. Thôi, thôi, đã đụng phải cũng là một trận định số, ta hết sức giúp ngươi một chút đi. Nhưng trước đó nói xong, ta không có trăm phần trăm nắm chắc, ta về trước trong tiệm mang tới trừ tà pháp khí, mới có thể đối phó được cái này quỷ vật. Theo thanh niên ngón tay nhìn lại, hắn nói tới cửa hàng ngay tại 5-6 mét bên ngoài, là một nhà 24 giờ kinh doanh cửa hàng giá rẻ. Cái này hiển nhiên là đụng phải ẩn thế cao thủ. Chân chính ẩn sĩ, cao nhân tự hồ cũng nóng lòng ẩn vào thị. Phương chính không nghi ngờ gì vội vàng đuổi theo, tiến về cửa hàng giá rẻ bắt chước khí, trên đường lại hiếu kỳ dò hỏi, đại sư, nếu như không cẩn thận bị quỷ cuốn lên, như thế nào mới có thể hàng quỷ trừ tà? Thanh niên nói, âm ti. Âm ti. Vì sao lại nâng lên hai chữ này? Phương Chính nhíu mày. Đúng vào lúc này, thanh niên đã đến cửa hàng giá rẻ cổng. Lúc này, thanh niên đưa lưng về phía Phương Chính, hai tay đỡ lấy chốt cửa, đang muốn đẩy mở cửa hàng giá rẻ cửa thủy tinh. Đại sư, không biết ngươi có nghe hay không qua một câu, Phương Chính bỗng nhiên nói nam nhân cái gì cứng rắn Liền phải muốn lo lắng Ngay tại hai tay mở cửa thanh niên Đang muốn nghi hoặc xoay đầu lại Đột nhiên Phốc Thanh niên đầu bị chảy dọc làm hai nửa Hàng quang lẫm liệt Hóa thành dài một mét sát khí đau mang quỷ đầu đau Một mực trùng điệp phát trảm đến lồng ngực vị trí Cuối cùng kẹt tại thanh niên nửa cái lồng ngực chỗ Nhưng mà Không có máu me tung tóe, Không có máu chảy một chỗ Bị đánh mở huyết nhục chỗ Không có một chút xíu máu tươi chảy ra là cánh phương chính thay đổi trước đó hoảng sợ sợ hãi giờ phút này sắc mặt bình thản tới đồng thời tay trái thi triển quyền ấn phục ma kim cương ấn oanh sát hướng thanh niên đã bị bổ ra phía sau lưng thời khắc này phương chính thể nội khí huyết sôi trào phồng lên truyền ra giống như triều tịch bành trướng thanh âm toàn thân đều đang tản ra cực nóng nhiệt độ cao như là gần sát một tòa hỏa lô sóng nhiệt cuồn cuộn đây là huyết khí dương cương âm một quyền này Quyết khí phương cương bá liệt, thanh niên tại chỗ bị phục ma kim cương ấn oanh sát đến chia năm sẽ bảy. Không, thanh niên đến chết cũng không dám tin đối phương đến tột cùng là thế nào nhìn thấu hắn ngụy trang. Ngay tại phương chính oanh sát rơi thanh niên lúc sau lưng âm phong điên cuồng phát ra âm tà hàng phong thấu xương, nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống mười mấy độ. Phía sau còn có một cái quỷ vật là cái kia quái lão đâu. Nói cái gì ba cây đuốc không tắt liền có thể an toàn quả nhiên là lừa gạt quỷ đâu. Âm phong đã gần đến tại gan tất, phương chính đã tới không kịp quay người chém ra quỷ đầu đao, chỉ có thể về sau lưng ngành kháng lần này tập kích. Ken Kim thiết âm vang chói tai cắt đứt thanh âm, phương chính phía sau lưng thế mà bắn ra như kim loại hỏa tinh, to lớn lực đạo, khiến phương chính thân thể hướng về phía trước một nghiêng, kém chút lão đảo ngã sắp xuống. Tập kích hắn chính là cái kia quỷ vật lão đâu. Giờ phút này nó toàn thân quỷ khí âm trầm, đèn nhánh móng tay dài ra mười mấy cm, diện mục dữ tận muốn xé nát phương chính. Móa. Cảm nhận được phía sau lưng hơi tê tê, thể nội khí huyết phồng lên, phương chính kém chút bị to lớn lực đạo chấn động đến phun ra một ngụm máu tới. Cũng may kim chung tráo cuối cùng đỡ được phía sau lưng đánh lén, bên ngoài thân trên da mười tầng hộ thể màng mỏng, tại bị vỡ ra sáu tầng về sau, còn lại cuối cùng bốn tầng lúc, quỷ trảo rốt cục lại không cách nào tiến thêm một bước, bị cản lại mà quỷ vật kia lão đầu cũng không dễ chịu. Cùng phương chính hộ thể kim chung tráo cùng sôi trào huyết khí cứng đối cứng một lần, giống như một khối trăm năm hàng băng đụng vào một đỉnh đá kim cương lò lửa lớn, đen nhánh bén nhọn móng tay từng khúc bạo liệt. Phương chính không kịp vui sướng, rốt cuộc tranh thủ đến thở dốc cơ hội hắn, lập tức triển khai tấn mảnh công kích. Mà lúc này, quỷ vật lão đầu móng tay lại lần nữa dài ra mà ra. Nhưng phương chính không sợ hãi, khí thế uy mảnh, nghênh tiếp quỷ vật, tay trái phục ma kim cương ấn, tay phải sát khí cuồn cùng, cùng quỷ đầu đao. Đã không phải ta chết liền nhất định là ngươi chết. Không có đường lui. Phốc xích. Khoảng cách gần như vậy hạ phản công, quỷ vật lão đầu một đầu cánh tay, trực tiếp bị sắc bén quỷ đầu đao cho tháo xuống tới. Phương chính một thân huyết khí thiêu đốt như hừng hực hỏa lô, chuyên khắc âm hồn, tay trái quyền ấn bên trên màu vàng quan diễm bành trướng, mãnh liệt chói lọi như thần quang, kia là hắn mấy ngày nay lại góp nhặt tại thể nội thái dương thần hỏa phối hợp với phục ma kim cương ấn cùng quỷ vật lão đầu còn lại duy nhất cánh tay cứng đối cứng quyền trảo đối oanh một cái oanh phương chính cảm giác giống như là đánh trúng một đoàn khối băng hộ thể kim cương tráo trong nháy mắt vỡ tan ba tầng bốn tầng năm tầng nhưng hắn không có tránh né thể nội huyết khí sôi trào phòng lên phối hợp với thái dương thần hỏa trực tiếp đem quỷ vật lão đầu toàn thân đốt lên đốt cháy thành chói mắt ngọn đuốc quỷ vật lão đầu khàn giọng gào thét, thống khổ mở ra miệng bên trong tối đen không có đầu lưỡi, không có răng, đen thẳm một mảnh. Phương Chính không chút do dự. Một đao chém đứt đầu, lại một quyền đánh nổ nửa bên lòng ngực, thể nội chí cương chí dương thái dương thần hỏa, như dốc vốn điên cùng trút xuống tiếng quỷ vật lão đầu thể nội. Âm. Phu phu. Quỷ vật lão đầu bạo tạc, cuối cùng biến thành một đoạn nửa đoạn thi thể, rơi xuống mặt đất. Lại là người nửa người dưới dường như bị chém ngang lưng, phần eo trở xuống chỉ còn lại nửa người. Cũng liền lúc này, Phương Chính trước mắt lần nữa nhìn thấy thế giới hiện thực, cảnh đường phố như trước vẫn là cái kia cảnh đường phố, xác thực có một nhà 24 giờ kinh doanh cửa hàng giá rẻ, nhưng hắn cũng không phải là đứng tại cửa hàng giá rẻ cổng, mà là một mực liền đứng tại đầu kia đen nhánh xăm nhiên đầu hẻm nhỏ. Chỉ thiếu một chút, hắn liền muốn tiến vào hắc ám trong hẻm nhỏ. Là quỷ đã tường. Phương Chính tỉnh táo. Người không có khả năng tại cùng một cái gài bẫy ngược lại hai lần. Từ khi từng có lần trước quỷ đã tường, đã để phương chính nhiều một cái tâm nhãn, khi hắn phát hiện từ trạm xe buýt điểm đi đến đường cái đối diện khoảng cách không đối lúc, đã phát hiện mình lần nữa bị quỷ che mắt. Tiến vào quỷ đã tường. Phương chính ánh mắt đảo mắt, tại đầu hẻm nhỏ lại phát hiện đến một cổ thi thể. Lại là kia đoạn thiếu thốn nửa người trên. Trên dưới hai khúc thi thể thể, lần này toàn bộ gom góp nhưng nhìn trên mặt đất, nhưng không có một điểm huyết kế, nhất là càng quái dị hơn chính là, cái này hai khúc thi thể thể, dường như đã chết thời gian rất lâu, thân thể đã héo rút nghiêm trọng, biến thành đen thành thay khô. Hai khúc thi thể, chém ngang lưng. Phương Chính biến sắc, hắn lập tức nhận ra đây là cái gì? Gần nhất hắn không ít bù lại tương quan tri thức, vì chính là ứng đối cái này ngay tại quỷ dị biến hóa thế giới. Bỗng nhiên, thượng thả hai khúc thi thể thể bên trên đồng thời dâng lên một sợi xám trắng chi khí kinh văn gia người một cái lại bị điểm sáng lên hai miếng phù văn lại là dựa theo hai cái quỷ vật mà tính sao phương chính kinh hỉ cái này có thể nói là thu hoạch ngoài ý muốn hắn nguyên bản còn tưởng rằng là dựa theo một cái quỷ vật đến tính toán đâu đây coi như là lấy không đến một cái tiện nghi bất quá cẩn thận hồi tưởng chiến đấu mới vừa rồi phương chính lại không khỏi kinh hãi ra mồ hôi lạnh May mắn những này quỷ vật sẽ không lên lưới, không biết cái gì gọi là dân mạng thiếp mời. Đồng thời hắn không có ngay từ đầu nhiệt huyết xông lên đầu, cùng vọng đến đồng thời cùng hai cái quỷ vật chính diện giao chiến, nếu không sau đó chết như thế nào cũng còn không biết. Phải biết liền ngay cả hắn 10 tầng kim chung tráo, đều bị quỷ vật lão đầu một cái phá vỡ 6 tầng. Nếu như đồng thời cùng hai cái quỷ vật giao chiến, cơ hồ chính là cùng tự sát không khác, nghĩ tới đây, phương chính nhịn không được có chút lòng còn sợ hãi bất quá hôm nay một trận chiến này cũng làm cho phương chính sinh lòng cảnh giác hai khúc thi thể loại vật này oán khí quá nặng sau so bình thường quỷ vật còn muốn càng thêm hung tàn sau này nếu như gặp lại hai khúc thi thể lúc nhất định phải cẩn thận vạn phần cái đồ chơi này cùng phổ thông quỷ vật khác biệt trên dưới hai khúc thi thể thân thế mà có thể kết xuất song sát quỷ vật chỉ sợ là so lệ quỷ còn hung tàn ra mấy phần Phương Chính âm thầm quyết định, sau này lại đụng phải loại này hai khúc thi thể, tuyệt đối phải cẩn thận. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Sau đó, Phương Chính đem trên mặt đất hai khúc thi thể thể, tùy tiện đá tiếng trong hẻm nhỏ, sau đó lập tức vội vàng rời đi nguyên địa. Nghĩ không ra một đêm này ra, thế mà lại ngoại ý muốn đụng tới hai khúc thi thể loại này hung vật, Phương Chính mừng rỡ tại thu hoạch đến hai sợi xám trắng chi khí đồng thời, lại sợ bại lộ tự thân, tiếp xuống liên tục đổi thừa mấy ban xe buýt, cuối cùng mới lại lần nữa ngồi lên đường 115 xe buýt. Làm phương chính rốt cục đuổi tới mục đích lúc, đã là 21 giờ hơn. Làm phương chính vội vàng đuổi tới bên ngoài bãi sân chơi lúc, đã là 21 giờ hơn. Nửa đường, phương chính tìm nhà nam trang cửa hàng, đặc địa một lần nữa đổi thân mới áo khoác. Trước đó áo khoác cùng áo trong, đều trong chiến đấu bị xé rách. Trụ thị bên ngoài bãi, vùng ven sông xây lên. Phương Chính tự nhiên hết sức rõ ràng nơi này. Nơi này là trụ thị chính phủ một mực cường điều chế tạo thành thị tiêu chí tính khu vực, tập trung vùng đất ngập nước cảnh khu, ăn uống mỹ thực, mua sắm tiêu phí, quán ba các loại giải trí. Đồng thời thỉnh thoảng sẽ còn tổ chức đồ nướng tiệc tùng, cỡ lớn khói lửa tiệc tùng, bia tiệc tùng chờ người tuổi trẻ chủ đề giải trí hạng mục, tụ tập đại lượng nhân khí. Trụ thị bên ngoài bãi, cách xa nhau thông gian cầu lớn bất quá hai cây số, thậm chí còn có thể thấy rõ vừa làm xong không lâu thông gian cầu lớn. Tại u ám, tối đen màn đêm phía dưới, thông gian cầu lớn giống như một đầu tài hoa xuất chúng giao lông nối tiếp nhau, như ẩn như hiện. Làm phương chính đuổi tới bên ngoài bãi sân chơi lúc, chỉ gặp sân chơi ngoài cửa tụ tập đại lượng du khách, ba tầng trong ba tầng ngoại đều là người. Đang có cảnh sát tại duy trì du khách trật tự, phòng ngừa phát sinh dẫm đạp sự kiện. Mặt khác Phương Chính còn chứng kiến mấy chiếc 120 xe cứu thương. Tại âm ý trò chuyện hoàn cảnh dưới, Phương Chính rốt cục thật vất vả tìm tới hai nữ lúc, chỉ gặp Trần Đồng Đồng cùng Lâm Gia Bảo ngay tại trong đám người dọa đến trung lẫy bẩy sắc mặt hơi có chút trắng bệt. Phương Chính Phương Chính Chúng ta ở chỗ này. Trần Đồng Đồng cùng Lâm Gia Bảo kinh hỉ nhìn xem Phương Chính, vội vàng bước nhỏ thở gấp chạy hướng Phương Chính phương hướng. Lúc này cái này hai tên nữ sinh viên, tại rét lạnh gió sông bên trong cống đến rung lẩy bẫy, bờ môi tím xanh màn trên mặt mấy phần nhu nhược tái nhợt nhìn xem điềm đạm đáng yêu giống như liễu rủ trong gió các ngươi không có sao chứ nơi này chuyện gì xảy ra ta nhìn thấy sân chơi ngừng rất nhiều xe cảnh sát cùng xe cứu thương ta nghe cổng tụ tập du khách giảng tự như là trong sân chơi người chết phương chính quan tâm hỏi thăm hai người gặp trần đồng đồng cùng lâm gia bảo cũng không có thụ thương chỉ là nhất thời có chút kinh hãi quá độ lúc này mới buông xuống nguyên bản lo lắng một trái tim phương chính một bên an ủi hai nữ một bên cũng biết đến tình huống cụ thể trong sân chơi hôm nay người chết lại có ba tên du khách chết tại nhà ma đại mạo hiểm bên trong lâm gia bảo cùng trần đồng đồng vốn là đáp lấy cuối tuần chuyện này đối với tốt khuê mật kết bạn đến sân chơi du ngoạn kết quả làm chơi đến nhà ma đại mạo hiểm lúc cùng cái khác du khách cùng một chỗ phát hiện có ba người giống làm thịt như heo, bị bén nhọn móc sắt xuyên thấu ít hầu dán tại giữa không trung. Ba người trồng mắt trống trừng, tự như là chết không nhắm mắt, trực câu câu nhìn chầm chầm tiến vào nhà ma du khách, tinh hồng máu tươi thuận phiêu đảng thân thể, tích táp như thác nước nhỏ không ngừng nhỏ xuống mặt đất, người tự như là bị chém vết da súc đồng dạng treo. Mới đầu, các du khách cho rằng đây là đạo cụ, nhưng vẫn là bị cái này rất thật hiệu quả hù đến tê cả da đầu, nơm nớp lo sợ không dám tiến lên về sau có gan lớn du khách tới gần làm chạm đến ba người kia thân thể về sau mọi người lúc này mới hoảng sợ phát hiện đây không phải đạo cụ người đây là ba cái chân nhân người chết á các du khách hoảng sợ giẫm đạp kêu khóc rối loạn điên cuồng chạy ra nhà ma rất nhanh liền kinh động đến sân chơi bảo an cùng người phụ trách lại sau đó chính là cảnh sát cùng xe cứu thương đuổi tới phong khóa cùng khẩn cấp qua ngừng toàn bộ sân chơi, từ xế chiều hai điểm trái phải đối các du khách hỏi thăm ghi chép mãi cho đến ban đêm. Hai nữ gọi điện thoại liên hệ phương chính lúc, vừa vặn chính là hỏi thăm xong ghi chép thời gian. Bởi vì Trần Đồng Đồng cùng Lâm Gia Bảo thấy sắc trời đã đen, tối, lại thêm lần đầu nhìn thấy người chết, còn lại là khủng bố như thế máu tanh hung sát án hiện trường, hai nữ quả thực bị dọa không nhẹ, thế là lúc này mới tìm phương chính xin giúp đỡ, hy vọng Phương Chính có thể tới đón các nàng. Trải qua như thế dày vò, đoán chừng cái này sân chơi trong tương lai một hai tháng, khả năng đều kinh doanh không được nữa. Phương Chính ánh mắt nghi hoặc, ngóng nhìn hướng hắc ám màn đêm bao phủ xuống sân chơi, không biết vì cái gì, lại có loại quỷ khí âm trầm âm trầm cảm giác. Thật chẳng lẽ chỉ là hung sát án đơn giản như vậy? Phương Chính trầm tư. Hiện tại cái giờ này, cuối cùng ban một xe buýt tự nhiên là đã sớm không có, buổi tối thông gian cầu lớn phụ cận xe taxi cũng nhất thời có chút khó tìm bất quá cũng may trụ thì chính phủ khẩn cấp điều động mấy chiếc xe buýt du lịch xe buýt miễn phí đưa đón ngưng lại du khách ngay tại ba người chờ đợi một chuyến xe buýt lúc lúc này từ trong sân chơi đi ra một đoàn người là mấy tên cảnh sát hình sự cùng pháp y nhưng chân chính gây nên phương chính chú ý là đoàn người này bên trong đi cùng một chỗ một nam một nữ nam trên mặt có một đạo kinh khủng vết sẹo nhìn qua không giống như là mặt sẹo, ngược lại càng giống là bị cùng loại với giả thú sắc bén móng vuốt, hung hăng xé mở huyết nhục, từ đầu lông mày một mực chụp vào cái cằm. Nữ tướng mạo thường thường, tuổi tác ước chừng tại chừng 30, lộ ra thành thục phong vận. Nhưng đây không phải máu chốt. Một sợi xám trắng chi khí, từ tên kia tư sắc thường thường nữ nhân trên người dân lên, sau đó bị phương chính mang theo người kinh văn gia người thôn phệ. Phương chính trên mặt vui mừng đáp án đã vô cùng sống động. Đây cũng là cùng một chỗ sự kiện linh dị. Cái này mặc thẹo nam cùng tướng mạo thường thường nữ nhân, đều là đến từ linh dị cục điều tra ngành đặc biệt. Tăng thêm lãnh khốc kính trăm nam, cùng cái trước trong miệng đầu, phương chính trước mắt đã hết thảy gặp được cái này ngành đặc biệt bốn người. Trong đám người cách xa trăm mét, tự hồ cảm ứng được phương chính ánh mắt, tên kia tướng mạo thường thường nữ nhân, thế mà quay đầu nhìn về phía phương hướng bên này, ánh mắt dừng lại một giây sau lại lần nữa quay đầu trở lại đi. Phương Chính vội vàng làm bộ cùng bên người hai nữ nói chuyện trời đất bộ dáng. Sắc mặt lại có chút ngưng trọng, hắn có dự cảm, nữ nhân này thực lực tuyệt đối mạnh hơn hắn. Làm đối phương ánh mắt nhìn về phía hắn lúc, toàn thân hắn tóc gáy dựng lên, lại có loại cảm giác nguy hiểm. Có lẽ liền ngay cả kia mặt thẹo nam thực lực, cũng tương tự rất mạnh. Phương Chính ngươi thế nào? Tỷ Mỹ Trần Đồng Đồng, phát hiện đến Phương Chính sắc mặt bỗng nhiên có chút không đúng, quan tâm hỏi. Phương Chính lắc đầu nói không có việc gì. Sau đó, Phương Chính lặng lẽ chú ý tới, kia mặt thẹo nam cùng tướng mạo thường thường nữ nhân, cuối cùng đều lên một cổ màu đen xe việt giả rời đi. Mười phút sau, tới đón ngưng lại du khách xe buýt, du lịch xe buýt, đâm trách mông lung hắc ám, lái vào sân chơi. Trên đường trở về, Phương Chính rốt cục gặp được tại tin tức bên trên nhìn thấy đoạn sông ngăn nước công trình chỉ gặp trên mặt sông đèn đuốc chỉ lên trời từng đài cỡ lớn thi công thiết bị đột ngột từ mặt đất mọc lên máy móc tiếng oanh minh như cự thú gào thét cho dù là đến ban đêm thế mà cũng tại tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ trình trắng đêm không ngủ ngồi tại xe buýt tầng thứ hai phương chính vừa vặn có thể nhìn thấy đoạn sông công trình cơ hồ đã toàn bộ hoàn thành nghĩ không ra công trình tiến triển thế mà nhanh như vậy bởi vậy cũng có thể nhìn ra ban ngành liên quan đối với giải quyết thông gian cầu lớn sự kiện, trên thái độ kiên quyết cùng quả quyết. Đây là muốn nhổ cây lục soát rễ. Triệt để vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Phương Chính cảm thấy, Tôn Ngọc Thụ ở trong điện thoại nâng lên, cưỡng ép thanh lý, kế hoạch, có lẽ chỉ còn lại không có nhiều ngày. Nhìn công trình này tiến độ, cơ hồ chính là lúc nào cũng có thể bắt đầu ngăn nước. Bóng đêm tịch mịch dưới, cổ xe tại trên đường lớn chạy chậm rãi. Làm ba người trở lại trụ sở lúc, đêm đã khuya 22 điểm sau sắp 23 giờ, lúc này, ba người đều có chút bụng đói kêu vang, Trần Đồng Đồng cùng Lâm Gia Bảo Vi biểu bày ra lòng biết ơn, mời Phương Chính ăn một bữa xuyên cây nồi lẩu, đuổi đi đêm khuya hàng ý. Bất quá Phương Chính mượn đi nhà xí thời gian, vùng trọng kết hết nợ. Uy, người tốt, xin hỏi là Phương Tiên sinh sao? Ta là thông, thông cái gì ấy nhỉ, không có ý tứ ta lần thứ nhất đưa chuyển phát nhanh, ta trước nhìn xem ta là thông cái gì chuyển phát nhanh công ty. Phương Chính xuống lầu, thuận lợi vào tay mình hàng chuyển phát nhanh. Phương Chính có chút hưng phấn, xem ra chính mình tại nào đó bảo bên trên đại đến bảo bối đã đến, lập tức liền không kịp chờ đợi hủy đi lên bao khỏa tới. Hôm nay là hai đoạn thi thể, bên ngoài bãi sân chơi sự kiện linh dị ngày kế tiếp. Bao khỏa thật nặng, vừa rồi tại cư xá phòng an ninh, Lưu đội trưởng còn hỏi phương chính có phải hay không tại trên mạng mua cục gạch hoặc tạ tay, triệu nặng. Răng rắc, răng rắc, sắc bén cái kéo mở ra từng tầng từng tầng chống nước bộ, sau đó lộ ra một cái giấy da trâu rương. Cắt bỏ giấy da trâu rương, rất nhanh, rốt cục lộ ra bên trong chân dung. Tiên Thiên Khí Công, Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh, Cửu Dương Thần Công, Viêm Dương Kỳ Công. Bốn bản pháp môn tu luyện bí tịch. Nhiên Mộc Đao Pháp, Bá Quái Đao Pháp hai bản đao phổ bí tịch. Lần này, Phương Chính đặc địa tránh đi Phật hệ bí tịch, lần trước tùy tiện ba quyển bí tịch, thế mà tất cả đều là hố cha hàng Phật hệ bí tịch. Võ lâm bí tịch mênh mông như hàng sông chi cát, lại không chỉ Phật môn một nhà, hết lần này tới lần khác tiện tay ba quyển bí tịch lại tất cả đều là Phật hệ bí tịch, đây không phải thành tâm chú hắn cả một đời đều không lấy được cô vợ trẻ. Phương Chính còn không có sống đủ cái này cuồng cuộn hồng trần, mỹ nữ, mỹ thực, trò chơi, phim, xuất gia làm hòa thượng kia là cả một đời cũng không thể. Kiếp sau cũng không có khả năng. Giấy gia trâu rương tiếp tục mở ra, ngũ lôi chú, diệt thần chú, phá tà chú. Ba quyển đạo giáo hàng yêu phục ma pháp thuật. Đạo đức kinh, hoàng đình kinh, kim cương kinh. Ba quyển đạo Phật bảo điển. Hết thảy 12 bản, toàn bộ là nào đó bảo thượng cửu khối chính một bản đại tới, không bao bưu. Nào đó bảo bên trên, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi không mua được. Chỉ cần ngươi có tiền, liền ngay cả máy bay trực thăng đều công khai bán. Bất quá, Đạo Đức Kinh, Hoàng Đình Kinh, Kim Cương Kinh giá cả thoáng hơi đắt, mỗi bộ đều tại hơn 200 nguyên, mấu chốt còn không cho bao bưu, để Phương Chính đau lòng một hồi lâu. Làm Phương Chính triệt để mở ra bao khỏa, nhìn thấy ba bộ kinh thư mỗi bộ đều có thật dày mấy sách lúc, hắn đột nhiên lại có chút hối hận nhiều như vậy lít nha lít nhít văn tự, chỉ nhìn cũng làm người ta trong lòng có chút bỡ ngỡ bất quá nghĩ thì nghĩ phương chính thân không thành thật đã sớm nhìn không được kích động cầm lấy đạo đức kinh khóe miệng đã không tự chủ được vui mở trong đầu huyễn tưởng phù thiên chỉ là sau một tiếng phương chính khẽ thở dài nụ cười trên mặt không còn than thở chỉnh tề phân loại tốt đạo đức kinh hoàng đình kinh kim cương kinh ngũ lôi chú diệt thần chú phá tà chú sau đó thùng đựng hàng cầm băng dáng phong tồn kinh văn gia người thế mà lần thứ nhất cường hóa thất bại trở lên sáu bản từng cái nếm thử đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại kỳ thật cũng không phải tính đúng nghĩa thất bại chỉ là tại cường hóa lúc kinh văn gia người thế mà không phản ứng chút nào phương chính không nghĩ ra đạo đức kinh hoàng đình kinh kim cương kinh không cách nào cường hóa còn còn tại hợp tình lý dù sao cũng là thuộc về đạo giáo phật giáo kinh văn cũng không thuộc về bí tịch loại hình hắn mới đầu cũng chỉ là ông thử một lần ý nghĩ cũng không chân chính ông lấy quá lớn kỳ vọng cho nên thất bại cũng là bình thường nhưng ngũ lôi chú diệt thần chú phá tà chú cũng đều cường hóa thất bại phương chính ngưng lông mày suy nghĩ chẳng lẽ là bởi vì đạo giáo pháp thuật cao hơn thế giới võ hiệp bí tịch liền giống với một cái trung võ một cái đê võ một cái tu chân vị diện một cái võ hiệp vị diện có lẽ phải chờ tới tương lai, thu tập được càng nhiều sám trắng chi khí về sau, mới có thể cường hóa những này đạo giáo pháp thuật, nói tới nói lui, còn không phải bởi vì nghèo. Bởi vì nghèo. Bởi vì nghèo. Phương Chính nhìn qua một đầu tiết mục ngắn. Một cái phú nhị đại vừa giao một cái xinh đẹp bạn gái, nhưng hắn sợ hắn bạn gái là vì tiền của hắn, mà đi cùng với hắn. Thế là đối với hắn bạn gái nói láo hắn chỉ có một cổ Audi A6, một bộ hơn 100 bình phương phòng ở, tăng thêm thẻ ngân hàng bên trong mấy chục vạn tiền tiết kiệm. Ngô! Hắn nghĩ một người lại nghèo hẳn là cũng liền nghèo thành dạng này. Phốc! Phương chính tâm tình bây giờ, giống như như vậy hung hăng đâm tâm. Cho nên nói, khắc kim mới là vương đạo. Phương chính 45 độ do dự góc ngắm chiều cao nhìn trời trần nhà, trong lòng cảm khái đã sinh nghèo gì sinh khắc kim. than thở bên trong, Phương Chính đưa ánh mắt thành thành thật thật một lần nữa nhìn về phía chỉnh tệ xếp thành một hàng võ hiệp bí tịch tiên thiên khí công dịch cân tẩy tủy kinh cửu dương thần công viêm dương kỳ công nhiên mộc đao phát bát quái đao phát rộng rã sáu bản bí tịch có kim dung hệ cũng có huỳnh dịch hệ hắn là dựa theo xếp hạng tuần tự dựa theo đám dân mạng liệt ra bí tịch bản xếp hạng đến quét bản chuyên môn càng quét xếp hạng cao nhất hệ liệt tiên thiên khí công kim dung hệ đỉnh cấp công pháp một trong thiên hạ võ học chiên nguyên, có được sinh sôi không ngừng, kéo dài không dứt chân khí, khử bách bệnh, điều hư thực, âm dương điều hòa, trị liệu nặng nề nội thương các loại, tập chân khí cùng dưỡng khí làm một thể. Dịch cân tẩy tuỷ kinh, cũng là kim dung hệ đỉnh cấp công pháp một trong, cũng là tam đại thần công một trong. Cửu dương thần công, kim dung hệ đỉnh cấp công pháp một trong, phương chính sở dĩ từ nào đó bảo đại tới này bản bí tịch, chính là nhìn trúng nó chí dương chân khí vừa vặn có thể cùng hắn, kim cương bất hoại la hán hỗ trợ lẫn nhau. Viêm dương kỳ công, thuộc về huỳnh dịch hệ đỉnh cấp công pháp một trong, đồng dạng là thuộc về chí dương chân khí, lựa chọn lý do cùng cửu dương thần công đồng lý. Nhưng là, trở lên đều là bí tịch giả. Giả, giả, chuyện quan trọng nói ba lần. Nhìn xem xếp thành một hàng, như gian rộng ra chân chờ đợi hắn ân sủng bốn bản pháp môn tu luyện phương chính cảm giác mình lại bắt đầu mệt trả rời khó chọn chọn hội chứng nếu là hắn hiện tại tiền tiết kiệm có bốn cái phù văn cũng sẽ không cần như thế phát sâu hắn hiện tại mới ba cái phù văn tiền tiết kiệm trong lòng nhã rảnh dưới phương chính chỉ có thể là triển khai phương pháp bài trừ dịch cân tẩy tủy kinh là nhất định phải lựa chọn đây là pháp môn tu luyện danh xưng tam đại thần công một trong cửu dương thần công cũng là nhất định phải lựa chọn vẻn vẹn là nó chí dương chân khí có thể cùng kim cương bất hoại la hán á hỗ trợ lẫn nhau lại thêm chân khí cùng cùng không dứt chân khí thuần hậu không hề tầm thường đặc tính đều là nội công pháp môn không hai lựa chọn riêng là dạng này hắn liền chỉ còn lại cuối cùng một viên phù văn nhưng trước mắt còn có bốn bản bí tịch tiên thiên khí công viêm dương kỳ công nhiên mộc đao pháp bát quái đao pháp đau đầu a à. phương chính có lòng muốn học nội công bí tịch nhưng lại không bỏ nổi đao phổ bí tịch. Không luyện đao phổ bí tịch, quỷ đầu đao chẳng khác nào bạch bạch cường hóa. Như vậy cũng tốt so, mua một đôi màu trắng dày, còn phải lại bỏ tiền mua một đầu màu trắng quần nhất cả trứng. Khẽ cắn môi. Phương chính cuối cùng tuyển nhiên một đao pháp, muốn công pháp mau chống đại thành, hắn nhất định phải muốn săn giết được càng nhiều xám trắng chi khí, nếu như bởi vì tham thì thâm, mà liên lụy tiến độ tu luyện, còn không bằng không luyện trước luyện thành một môn đao phổ bí tịch, tăng lên sức chiến đấu mới là thượng sách. Cũng không biết dịch cân tẩy tủy kinh, cửu dương thần công có thể hay không cường hóa. Phương chính ánh mắt chắc chắn. Không chần chờ lựa chọn cường hóa. Dịch cân tẩy tủy kinh. Cửu dương thần công. Nhiên mộc đao phát. Đây chính là phương chính, cuối cùng quyết định ra đến mạnh hơn hóa ba quyển bí tịch giả. Dịch cân tẩy tủy kinh, tẩy tủy phạt kinh cửu dương thần công nội lực chân khí tu luyện nhiên một đao pháp đao phổ bí tịch vừa lúc là ba loại phát dục lẫn nhau không trùng điệp không ảnh hưởng lẫn nhau nhưng lại giữa lẫn nhau phụ trợ lẫn nhau bổ sung lẫn nhau thành phương chính cầm lấy dịch cân tẩy tủy kinh trong lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi trong lòng nóng hổi dịch cân tẩy tủy kinh dù sao cũng là danh xưng kim dung hệ tam đại thần công một trong mà có quan hệ với dịch cân tẩy tủy kinh đến cùng là thuộc về phật giáo võ học vẫn là đạo giáo võ học kỳ thật một mực tranh luận không ngừng có một loại truyền ngôn là đạt ma tổ sư sáng tạo tăng nhân thiếu lâm tự tại tu sửa đạt ma tổ sư diện bích chỗ ngẫu nhiên đạt được cũng có một loại thuyết pháp là dịch cân tẩy tuỷ hai từ đều là xuất từ đạo giáo thuật ngữ tại phật giáo cổ ấn độ đều chưa hề có dịch cân tẩy tuỷ hai cái này từ ngữ tựa hồ đạo giáo phật giáo hai nhà đều riêng phần mình có lý có cứ từ xưa tranh luận không ngừng. Cũng có một loại khác ít truyền ra thuyết pháp, dịch cân tẩy tủy kinh là đạo giáo cùng Phật giáo cộng đồng sáng tạo, dạng này đã có thể nói tới thông vì cái gì trong đó có đại lượng đạo giáo thuật ngữ, lại đào được vu đạt ma tổ sư diện bích chỗ tu hành. Bất quá phương chính chỉ là người bình thường, hắn dưới mắt quan tâm hơn là dịch cân tẩy tủy kinh có thể hay không có thể cường hóa ra bí tịch thật đến. Phương chính một tay kinh văn gia người, một tay dịch cân tẩy tủy kinh tập trung tư duy, cường hóa. Chớp mắt, quang hoa lấp lánh, màu vàng thần hy bao phủ lên dịch cân tẩy tủy kinh, trang sách bắt đầu nhanh chóng lật qua lật lại, quen thuộc một màn xuất hiện lần nữa. Từng trương trang giấy tự như giác lên một tầng màu vàng lưu quang, trên đó văn tự, đoạn, đồ phổ bắt đầu cực tốc biến hóa, giống như tại thôi diễn thiên cơ, diễn biến chiêu thiên kinh văn, người mắt thường hoàn toàn theo không kịp biến hóa tốc độ. Mà tới đồng thời, kim văn gia người bên trên ba cái phù văn, dần dần ảm đạm xuống một viên. Cuối cùng, làm chỉ còn lại hai miếng phù văn vẫn sáng lúc, dịch cân tẩy tủy kinh, biến hóa cũng cuối cùng kết thúc. Dịch cân tẩy tủy kinh Cường hóa thành công Dịch cân tẩy tủy kinh tầng thứ nhất Quắc Thang bùn A, à, đồ ta bóp Phương Chính nhìn xem bí tịch bìa, tràn đầy nét cổ xưa, như thương long nằm sổng tám chữ to lúc, nhất thời có chút mộng bức mắt trợn tròn ở hắn trước sau cường hóa ba lần bí tịch giả đây là lần đầu đụng phải tình huống này tầng thứ nhất ý là đến tiếp sau còn có tầng thứ hai tầng thứ ba phương chính phản ứng đầu tiên không phải hưng phấn tại số tầng càng cao cho thấy bí tịch uy lực càng ngưu bức hắn phản ứng đầu tiên là nằm tạo thiệt thòi lớn trong lòng đang không ngừng nhỏ máu quý giá vô cùng một viên phụ văn thế mà chỉ cường hóa ra bản không trọn vẹn bí tịch thật mang thủng trăm ngàn lỗ đâm tâm cảm giác, phương chính hai tay run run rẩy rẩy lật ra bí tịch. Căn cứ khúc dạo đầu giới thiệu, bí tịch cùng chia chín tầng. Tầng thứ nhất dễ khí, tầng thứ hai dễ máu, tầng thứ ba dễ tinh, tầng thứ tư dễ mạch, tầng thứ năm dễ tủy, tầng thứ sáu dịch cốt, tầng thứ bảy dịch cân, tầng thứ tám dễ thần, tầng thứ chín dễ mệnh. Trong tay hán bản này, dịch cân tẩy tủy kinh tầng thứ nhất, đúng là một bản không trọn vẹn bí tịch, chỉ có tầng thứ nhất dễ khí pháp môn tu luyện Mơ mờ pơ Phương chính nhất cả trứng Kém chút liền muốn quảng trong tay bí tịch Cuối cùng vẫn là không có bỏ được cẩn thận Từng ly từng tí cất kỹ Rất sợ đập đến bí tịch chỗ nào bên cạnh cạnh góc sừng Lãng phí hết một viên hắn lấy mạng đổi lấy phù văn Sau đó, Phương chính cầm lấy một quyển khác bí tịch giả Cửu dương thần công Cái này đồng dạng là một bản có tranh cãi bí tịch Có nói là thiếu lâm công pháp lại có nói Pháp là toàn chân giáo Vương Trùng Dương, một ngày cùng kỳ sĩ đấu rượu lúc, Vương Trùng Dương thua sau liền đem cửu âm chân kinh, mượn cùng vị này kỳ sĩ quan sát, sau đó vị này kỳ sĩ cảm thấy cửu âm chân kinh âm khí quá nặng, sau ẩn thân thiếu lâm sáng chế, cửu dương chân kinh. Mạng lưới phiên bản chúng thuyết phân vân. Vì nghiệm chứng trong lòng một cái phỏng đoán, phương chính do dự mãi, cuối cùng vẫn đối cửu dương thần công, cường hóa cửu dương thần công làm kim dung hệ máy lớn cao cấp nhất công pháp một trong tự nhiên có chỗ độc đáo của nó chân khí tinh thuần cuồn cuộn không dứt có thể nhanh chóng hồi phục chân khí bản thân lại có rèn thể rèn luyện kinh mạch hiệu quả càng là chuyên môn khắc phá tất cả lạnh tính cùng âm độc công pháp phương chính sở dĩ lựa chọn cửu dương thần công ngoại trừ cùng kim cương bất hoại la hán môn này chí cương chí dương bí tịch hỗ trợ lẫn nhau bên ngoài đương nhiên cũng có hắn giấc mộng võ hiệp nhưng càng quan trọng hơn là nhìn chúng nó chuyên phá lạnh tính cùng âm độc công pháp thuộc tính, không phải là quỷ vật khắc tinh sao. Đây mới là phương chính coi trọng, cửu dương thần công, chân chính nguyên nhân. Một tay nắm cử nhân nhai kinh văn, một tay nắm nâng, cửu dương thần công, lại một lần nữa cường hóa. Như trước vẫn là quen thuộc tràn cảnh, như trước vẫn là thần hy giáng lâm. Bí tịch bên trên các loại ký tự bắt đầu nhanh chóng một lần nữa thôi diễn, diễn biến, như phim tiếng nhanh ống kính, bừng đến thần kỳ phi phạm, giống như thần tích giáng lâm. Cửu dương thần công, cường hóa thành công. Cửu dương thần công tầng thứ nhất. Nhìn xem trong tay lại một bản không trọn vẹn bí tịch, phương chính tráng rủ xuống mấy đạo hắc tuyến, thần mẹ nó tầng thứ nhất. Tên như ý nghĩa, quyển bí tịch này cùng chia 12 tầng, công pháp cảnh giới càng cao, chân khí hồi phục tốc độ, rèn thể rèn luyện kinh mạch hiệu quả, đối lạnh tính cùng âm độc công pháp lực sát thương lớn hơn. Phương chính 45 độ do dự gốc ngắm chiều cao nhìn trời, trong tay im ắng dùng sức nắm thật chặt, cửu dương thần công tầng thứ nhất, bí tịch. Hắn đã phỏng đoán đến, vì cái gì liên tục hai lần cường hóa bí tịch, đều chỉ là đạt được không trọn vẹn bí tịch. Liền cùng hắn không cách nào cường hóa, ngũ lôi chú, diệt thần chú, phá tà chú, một cái đạo lý, Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh cùng Cửu Dương Thần Công thuộc về võ hiệp trong bí tịch Kim Tự Tháp tầng cao nhất, tu luyện hiệu quả xa xa cường thịnh tại bình thường bí tịch, mà cường hóa cần thiết tiêu hao, tự nhiên cũng chính là nước lên thì thuyền lên. Kinh văn gia người trước mắt thu tập được xám trắng chi khí không đủ, cưỡng ép thôi diễn hậu quả, chính là chỉ có thể đạt được tầng thứ nhất không trọng vẹn bí tịch. Mà bởi vì không cách nào thôi diễn ra hoàn chỉnh bí tịch, thậm chí liền ngay cả bí tịch danh tự cũng không phát sinh cải biến vẫn như cũ là dịch cân tẩy tủy kinh, cửu dương thần công. Nếu như muốn đến tiếp sau công pháp hoàn chỉnh, rất đơn giản, hắn phải không ngừng bạo lá gan, không ngừng đi thu thập xám trắng chi khí. Mặc dù cái này nhìn như tương lai tươi sáng một mảnh, dù sao cũng là cao cấp nhất bí tịch, nhưng vì cái gì luôn có một loại rơi vào tiền sử hố to nhất cả trứng cảm giác. Phương chính giờ phút này chỉ còn lại tâm lực tiêu tụy, đã bất lực nhã rảnh. Lần này hoàn toàn là bệnh thiếu máu mua bán a rồng rã 12 tầng cảnh giới, cường hóa đủ một bộ bí tịch, quỷ mới biết đến tột cùng muốn ngày tháng năm nào. Tại bây giờ tài nguyên thư thất phát dục sơ kỳ, còn không bằng một môn bản đầy đủ phổ thông bí tịch tới hiệu quả nhanh. Lòng có một câu mờ mờ pờ không biết có nên nói hay không. Sau đó, Phương Chính ánh mắt vô lực nhìn sang một bên, nhiên một đao pháp. Thoáng chần chờ, Phương Chính liền từ bỏ tìm cái khác dự bị đao phổ bí tịch ý nghĩ, đao phổ cùng công pháp khác biệt, dù là thật lại cường hóa ra không trọn vẹn bí tịch, nhưng tinh diệu võ học chiêu thức đủ để thắng qua 100 người xài phu, đồ tể. Cường hóa. Nhưng mộc đao pháp thượng bộ. Quả nhiên lại là một bản không trọn vẹn bí tịch, tổng cộng chia làm thượng trung hạ ba bộ. Dịch cân tẩy tủy kinh tầng thứ nhất. Cửu dương thần công tầng thứ nhất. Nhưng một đao pháp thượng bộ. Nhìn xem trong tay ba quyển sau khi cường hóa bí tịch thật, phương chính ánh mắt có chút phức tạp, Hắn lần này tại nào đó bảo mua được các loại bí tịch 12 bản lúc, đặc địa nhiều lựa chọn cái khác bè cánh bí tịch, chỉ là trải rác trộn lẫn mấy quyển Phật học cao cấp nhất bí tịch. Nhưng kết quả, cuối cùng sàng chọn xuống tới ba quyển bí tịch, toàn bộ là hoặc nhiều hoặc ít mang một ít Phật giáo huyết thống, cái này có chút nhất cả trứng ưu thương. Chẳng lẽ ta là Phật hệ nam nhân? Cùng Phật hữu duyên. Càng nghĩ càng là nhất cả trứng, Như xoắn nát nhất cả trứng. Nhưng một đao pháp, thiếu lâm 72 tuyệt kỹ một trong, hết thảy có 9981 chiêu đao quyết, làm lấy khoái đao mà nghe tiếng. Bởi vì xuất đao tốc độ quá nhanh, từ đó ma sát không khí sinh ra nhiệt độ nóng bỏng, tạo thành to lớn sát thương hiệu quả, lúc này mới có nhiên một đao pháp chi danh. Đồng dạng là thuộc về chí cương chí dương loại bí tịch. Nhiên một đao pháp thuộc về khoái đao. 9981 đao, một đao tiếp một đao, một đao nhanh hơn một đao, vòng vòng đang xen, liên miên bất tuyệt, đao chiêu dính liền càng dài, quy lực càng bá đạo, thể như núi đá băng liệt, đao chiêu sơ hở càng ít. Sau khi cường hóa nhiên mộc đao pháp, thượng bộ, trung bộ, phần dưới, các là 27 chiêu đao quyết. Làm tu luyện cái này ba môn đỉnh tim võ học bí tịch lúc, phương chính kia từ khi ăn tám khỏa thận lục vị địa hoàng hoàng về sau, không biết náo ra cái gì yêu thiêu thân thể chất, lại một lần nữa thể hiện ra kinh khủng tốc độ tu luyện. Cho dù là đỉnh tim bí tịch, đến trong tay hắn, vẫn như cũ là tu luyện tấn mảnh, một đường thế như trẻ tre. Tốn hao nửa giờ, luyện thành anh nhiên một đao pháp thượng bộ, chung 27 chiêu đao quyết. Tu luyện, cửu dương thần công lúc, đồng dạng là rất nhanh liền luyện được khí cảm. Nhưng mà, khi hắn luyện thêm xuống dưới lúc, rốt cục lần đầu nếm đến vấp phải trắc trở tư vị. Cửu dương thần công làm đỉnh tim bí tịch, đối với thân thể khí huyết tiêu hao càng là cực lớn đến trình độ kinh khủng luyện võ như luyện mệnh. Thông qua mấy ngày nay tu luyện, Phương Chính sớm đã đạt được độc thuộc về mình một chút tâm đắc. Cái này luyện võ đầu nguồn, kỳ thật chính là đến từ tự thân khí huyết bên trong sinh vật có thế. Tế bào càng mạnh, thay cũ đổi mới tốc độ càng nhanh. Có thế dung nạp sinh vật có thế thì càng nhiều. Càng có lợi tại võ học tu luyện. Đây cũng chính là vì cái gì, từ xưa đến nay hàng cường giả luyện võ hàng mạnh, hàng kẻ yếu luyện võ hàng yếu đạo lý. Trời sinh người yếu nhiều bệnh người cưỡng ép luyện võ, kỳ thật chính là đang không ngừng hao tổn tự thân khí huyết, đem mình luyện tổn thương luyện tàn. Khí huyết không mạnh, thì toàn thân trầm tích, tu luyện như là vũng bùng tập tỉnh, thần quan bị long đông, luyện đến cuối cùng ngay cả tính mạng đều vứt bỏ. Hàng cường giả luyện võ hằng mạnh, có thể phương chính bây giờ thân thể khí huyết cường độ, thế mà ngay cả tầng thứ nhất chân khí tuần hoàng đều không thể hoàn chỉnh hoàn thành, chỉ có thể miễn cưỡng tuần hoàng một phần năm nếu như gượng ép tu luyện xuống dưới sẽ chỉ nghiền ép tự thân sinh mệnh lực luyện sụp đổ thân thể hắn cần bổ huyết đại dược để đền bù khí huyết không đủ phương chính nước mắt giàn giụa hắn cảm giác mình lên một chuyến thuyền hải tặc hơn nữa còn không cách nào xuống thuyền chỉ có thể kiên trì một đường đi đến đen phương chính phiền muộn cau mày thề lần sau không còn lòng tham thành thành thật thật trước từ nhập môn bắt đầu hôm nay cái này một đợt hoàn toàn là bệnh thiếu máu khóc không ra nước mắt. Sau đó, Phương Chính không thể không trước bất đắc dĩ từ bỏ cửu dương thần công, ngược lại đổi luyện dịch cân tẩy tủy kinh. Cửu dương thần công đối với khí huyết thuần hậu yêu cầu quá mức hà khắc. Dịch cân tẩy tủy kinh, tầng thứ nhất dễ khí, nhưng thật ra là một loại đặc thù phương pháp hô hấp thổ nạp. Người luyện võ, lấy một loại đặc thù hô hấp quy luật, cùng thể nội tạng phủ sinh ra đặc thù cộng hưởng, liền giống với một đài điện từ xoay tròn khí, Thông qua đặc thù hô hấp phương pháp thổ nạp, đạt tới điều chỉnh nhân thể ngũ tạng lục phủ sinh vật từ trường tác dụng, từ đó kích phát ra nhân thể tự thân tiềm năng. Làm được tẩy tủy phạt kinh, chải vuốt gân cốt. Dù sao bí tịch bên trên là như thế giới thiệu, nói đến dị thường mơ hồ. Lần đầu lúc tu luyện, phương chính chưa quen thuộc nắm giữ đến chính xác hô hấp phương pháp thổ nạp, nửa đường còn bị ngay cả hát mấy lần nước bọt. Nhưng hắn bây giờ thể chất mặc kệ học cái gì đều có thể nhanh chóng vào tay. Rất nhanh, thân thể liền quen thuộc loại này hô hấp phương pháp thổ nạp, càng luyện càng quen nhẫm, phương chính bắt đầu toàn thân tâm đều đắm chìm nhập trong tu luyện. Dịch cân tẩy tuỷ kinh, quả nhiên không hổ là tam đại thần công một trong, phương chính vừa mới quen thuộc vào tay, liền lập tức cảm nhận được đến từ ngũ tạng lục phủ ngạc thở nhói nhói cảm giác. Nhưng phương chính cũng không từ bỏ tiếp tục tu luyện. Căn cứ bí tịch chỗ giới thiệu, đây chính là ngũ tạng lục phủ sinh vật từ trường, ngay tại phát sinh đặc thù chuyển biến, ngay tại kích thích tạng phủ bên trong tinh nguyên sự sống chi khí, tẩy cân phạt tủy, chải vuốt toàn thân dấu hiệu. Phương Chính rất nhanh mừng rỡ phát hiện, từ khi hắn đem kim cương bất hoại la hán luyện tới cảnh giới viên mãn về sau, cơ hội đã trì trệ không tiến thân thể lực lượng, thế mà lại một lần nữa thân thể lực lượng tăng lên. Trong thân thể có bồng bột tinh nguyên sự sống chi khí đang sôi trào, toàn thân tràn ngập lực lượng. Phương Chính kinh hỉ. Quả nhiên như hắn dự liệu, một môn bí tịch luyện đến viên mãn về sau, đổi luyện cái khác chưa luyện qua bí tịch, có thể tương hỗ lợi khuyết để lọt, bổ sung thừa và thiếu, tiếp tục cải thiện, cường hóa thân thể. Nửa giờ, Phương Chính nháy mấy lần con mắt. Cho nên nói, ta lại nhiều người khác bảy tám năm công lực. Dựa theo dịch cân tẩy tủy kinh thuật, dễ khí tuy là làm cơ sở nhất tầng thứ nhất, nhưng này cũng chỉ là so với cái khác độ khó cao hơn đến tiếp sau 8 tầng cảnh giới mà nói. Người bình thường tu luyện tầng thứ nhất dễ khí, cần 7-8 năm khổ tu kiên trì, mới có thể nắm giữ đến đặc thù hô hấp cùng ngũ tạng lục phủ cộng minh tần suất. Mà đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất giai đoạn khởi đầu. Nếu như muốn luyện đến tầng thứ nhất hậu kỳ, còn cần lại khổ tu một cái 7-8 năm. Ung ục ục. Đau bụng khổ có giật kịch liệt cảm giác đói bụng, lần nữa lan khắp phương chính toàn thân mỗi một cái đói khác tế bào đói thật đói phương chính đói đến hai mắt bốc lên kim tinh đầu ván mắt hoa kém chút đứng không vững lại là khí huyết không đủ trụ thị thông gian cầu lớn màn đêm tiêu điều lạnh lẽo dưới tòa này vượt sông cầu lớn bởi vì thời gian dài phong tỏa âm u đầy tử khí như lâu không có người ở thăm sơn nhà ma lộ ra cổ âm lạnh khí tức mà nguyên bản tiếng phóng đã cùng cùng mặt sông, vào hôm nay, cũng quá yên tĩnh. Chỉ còn lại ban đêm gió sông một mình trống rỗng tiếng nghẹn ngào. Đêm hè dị thường hoàn toàn không chỉ như thế, đêm này bóng đêm phá lệ yên tĩnh, an tĩnh ngay cả vốn nên tại cái giờ này náo nhiệt nhất bên ngoài bãi quán bar, mỹ thực đường phố, rạp chiếu phim các loại, giờ phút này cũng đều là tối sầm, độc còn lại trống rỗng đường đi, cùng từng nhà sớm liền đóng cửa cửa hàng. Thinh linh, chỉ gặp tại bóng đêm bao phủ xuống mặt sông, nước sông biến mất, lộ ra đen thẳm đáy sông, như một trương mượn bóng đêm yểm hộ, xâm nhiên mở ra ác quỷ miệng lớn. Thế mà thật đoạn sông tiệt lưu. Tới đồng thời, từng chiếc công trình xa, từng người từng người nhân viên thi công, bắt đầu toàn diện rút lui. Giờ phút này, tại thông gian cầu lớn phụ cận, tất cả giao thông yếu đạo, thế mà đậu đầy từng chiếc xe vận binh, kéo cảnh giới tuyến phong tỏa con đường, súng ống đầy đủ, cấm chỉ thị dân thông hành. từng người từng người quân nhân sắc mặt nghiêm túc trận địa sẵn sàng đón quân địch. từng đôi mắt cảnh giác ngắm nhìn bốn phía nói là ba bước một tốt năm bước một trạm đều không đủ. loại chiến trận này là sẽ phải có đại sự phát sinh. nước sông thượng du coi như từng chiếc công trình xa một tên thi công nhân viên toàn diện rút lui thời điểm. thông gian cầu lớn phụ cận nhưng như cũ ánh đèn sáng rực. mấy tổ trực lóa mắt đèn pha chính tất cả đều dò xét chiếu hướng thông gian cầu lớn phía dưới sông đoạn sông ngăn nước về sau dưới sông dần dần lộ ra như hát sắt vỏ cây già một dạng hát sắt ứ động tầng theo nước sông hoàn toàn thối lui dưới sông dần dần hiển lộ ra một mảnh công trình kiến trúc tại sông thế mà thật không thể tin có nhất phiến quần thể kiến trúc thạch ốc bất quá tuyệt đại bộ phận chịu đựng nước sông ngâm cùng cọ rửa đã sụp đổ tổn hại nghiêm trọng mọc đầy thật dày rêu xanh tựa hồ đã tồn tại rất nhiều cái tết Bất quá tại nhất phiến thạch phòng kiến trúc trung ương, lẽ loi trơ trọi đến lập vài tòa thấp bé nhà đá, lại vẫn vẫn như cũ hoàn hảo. Tự hồ là bởi vì chung quanh nó nhà đá chia sẻ chảy xiết dòng chảy, lúc này mới làm cho trung gian này vài tòa hơi thấp thấp nhà đá may mắn bảo lưu lại tới. Xong phát hiện, lập tức dẫn phát trên bờ một đám người bạo động. Trên bờ, từng chiếc cánh tay dài máy xúc, 10 tấn lên trọng cần cẩu, 2 năm tấn lên trọng cần cẩu, khối đất xe chuyển vận các loại công trình xa loại chính chỉnh tề sắp xếp tại ven đường tùy thời chờ tiền tuyến điều khiển mà tại những này công trình xa loại trước lại có một đám khí chất rõ ràng cùng người bình thường khác biệt trên thân túc sát khí hơi thở sát bén người vây tụ tại con đê một bên chính tất cả đều sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú dưới sông quỷ dị xuất hiện nhà đá khuôn nhà không cần phân phó mấy tổ đèn pha đâm nhãn quan buộc đã chiếu xạ hướng sông này phiến nhà đá khuôn nhà cho ta đào ra lệnh một tiếng. Âm âm, công trình xe cộ động cơ bắt đầu oanh minh, dầu diesel chuyển hóa làm động năng, bốc lên một cổ khói đen thúc đẩy, mấy chục tấn thể tích máy xúc, khối đất xe, bắt đầu tất cả đều theo ngủ say bên trong khôi phục. Hai đoạn thi bên trong một đoạn thi thể, nên liền chôn ở đây là một mảnh sông. Tại ban đêm 10 điểm trước, nhất định phải trước đào ra thi thể. Máy móc quanh minh, từng đài cánh tay dài máy xúc, bắt đầu xoay tròn cánh tay dài khai cuộc sông ứ động. Từng chiếc khối đất xe chuyển vận gạt ra trường xà đội ngũ, ngay ngắn trật tự vận chuyển ra xe xe ứ động. Trong nhất thời, một phái nhiệt hỏa hướng lên trời bận rộn cảnh tượng. Đây là tên một đôi đen đặt lông mày chữ nhất như kiếm tích bay vào tóc mai, khuôn mặt chính trực trung niên nam nhân, nhìn hừng hực khí thế khai cuộc sông ứ động công trình xe cộ, chỉ là tại trên mặt hắn, lại là vô cùng lo lắng, ẩn ẩn có một vệt nhàn nhạt vẻ sầu lo. Lúc này, có nhân thủ cầm bộ đàm đối lông mày chữ nhất trung niên nam nhân thân đội yến đội trưởng bên kia vừa truyền đến tin tức bọn họ cũng cùng chúng ta bên này một dạng tại bờ bên kia sông đồng dạng phát hiện nhà đá khu nhà lông mày chữ nhất trung niên nam nhân trầm ngâm xuống lý hanh ngươi nhắc nhở hắn một chút người nhiều hơn chú ý cẩn thận ta có chút bận tâm đây là hai đoạn thi địa vị khả năng không hề giống chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy có lẽ tại đây là dưới sông khả năng còn có khác hai tòa cổ nhân tu kiến lăng mộ, nhất đầu nhất vĩ, tất cả mai táng một đoạn thi thể. Những này thạch đầu phòng trọ, rất có thể cũng là lúc trước tu kiến lăng mộ những người đó rút đi sau lưu lại. Thân đội ý là, đây là rất có thể không phải phổ thông hai đoạn thi, tên là Lý Hanh Người, biến sắc. Lông mày chữ nhất trung niên nam nhân, mi đầu hơi có chút vặn lên, nói cổ nhân phong kiến mê tín cho rằng, bị cực hình chém ngang lưng thành hai đoạn người, lúc còn sống chậm chạp vô pháp nuốt xuống sau cùng một hơi, thường thường lại là oán khí nặng nhất, sau khi chết dễ dàng nhất thành sát hung vật. Vì ngăn ngừa thành sát, cổ nhân bình thường sẽ không đem hai đoạn thi mai tán cùng một chỗ, sẽ chọn tại có dòng sông, nước suối địa phương, mai tán tại nước hai đầu, mượn nhờ tuôn trào không ngừng nước chảy, ngụ ý sinh sôi không ngừng, chặt đứt oán khí, trấn áp thi thể, phòng ngừa sau khi chết thành sát. Nhưng nếu như người chết, lúc còn sống oán khí càng sâu, càng là lớn thời gian không tắt thở, thân phận vị càng là hiển hách, lúc còn sống khí vận càng là bất phàm, đây là chém ngang lưng sau khi chết thi thể sát khí lại càng nặng. Tỷ như tướng quân, vương triều thay đổi chết bởi chém ngang lưng dưới vương hầu quý tộc những người kia. Nhân loại mấy cái từ ngàn năm nay đau cày hỏa chủng, nằm bắt di chuyển, tại thần châu sông núi lớn, sớm đã biến hài cốt. Phàm là có dòng sông, nước suối địa phương, phần lớn đều là phong thủy bảo bối, đã sớm lấp đầy các loại hài cốt, mộ trũng. Trăm người hố, vạn nhân khanh, đồ sát, chôn sống, mấy ngàn năm tuế nguyệt lắng động xuống, mai không thắng nâng. Cho nên, cổ nhân lớn nhất kiên kỵ tại dòng sông, nước suối lên giá cầu. Bởi vì có lẽ tại nhà ngươi cửa nước sông hai bên bờ, liền có cổ nhân chôn xuống hai đoạn thi. Mà một khi bắt cầu, liền ý vị đem hai đoạn thi kết nối, để nguyên bản một mực trấn áp quán khí, có một lần nữa kết nối cùng một chỗ thông, thời điểm này, thường thường liền lớn nhất dung dịch phát sinh một chút tài dị quái sự. Tỷ như người rơi vào dìm nước chết, không nhất định tất cả đều là thủy quỷ quấy phá. Dần già, đụng phải quái sự nhiều, cổ nhân liền càng ngày càng tin quỷ thần, về sau theo lỗ ban chỗ lưu truyền ra đã sinh thung, hoặc nhân thung. Ý tứ cũng là chôn sống người đến đánh ra hoặc nhân thung, dùng chôn sống hướng nhân oán khí đến thay thế hai đoạn thi oán khí, lấy sát cản sát. Bởi vậy có thể thấy được, tạo cầu cao hơn bình khởi lầu càng nhiều kiên kỵ. Bất quá lấy bên trên là phong kiến mê tín cổ nhân truyền ngôn, quốc gia phá phong xây, trừ tứ cựu, cải cách giải phóng đã nhanh một cái thế kỷ, hiện tại là chủ nghĩa xã hội thiết quyền dưới quốc phú dân an. Mà trước mắt đầu này sông, nước sông cuồn cuộn, ác thủy chảy xiết, đây là một đầu chặn ngang trảm hiểm ác hướng, tại phong thủy bên trên đây là đại hung hướng. Riêng là tại dưới sông, càng là xuất hiện cổ nhân tu kiến lăng mộ thời lưu lại nhà đá di tích tại không có hiện đại trọng công cơ giới cổ đại muốn đoạn sông ngăn nước lại tại sông tu kiến lăng mộ cần thiết nhân lực vật lực công trình lượng hướng hạo đại to lớn tuyệt không phải đồng dạng phú hào sĩ tộc có thể gánh chịu nổi nhất định là có thân phận cực cao tập quyền người thống trị tham dự bên trong vừa là chặn ngang trạm ác thủy hướng vừa là công trình hạo đại lăng mộ tu kiến đủ loại đều cho thấy đây là dưới sông mai táng không được hai đoạn thi thông gian cầu lớn cũng là kết nối chúng nó đúng lúc này công trình đội ngũ bỗng nhiên truyền ra một trận tiểu bạo động sau đó có một người phụ trách người vội vàng chạy tới nguyên lai là công trình đội tại sông đào ra một đầu đá xanh hành lang có thể nối thẳng hướng nhà đá khu nhà sau một tiếng đá xanh trên hành lang ứ động dọn dẹp sạch sẽ tiến về nhà đá khu nhà đường đã đã thông sau đó lông mày chữ nhất trung niên nam nhân chỉ huy một nhóm người bắt đầu lần lượt hạ nhập sông, thăm dò nhà đá bay. Tới đồng thời, sông sở hữu đội thi công, tiếp tục khai quật ứ động, tìm kiếm thi thể. Thân đội, Yến đội trưởng bọn họ cũng cùng chúng ta một dạng, tìm tới một đầu thạch đường, Yến đội trưởng bọn họ đã so với chúng ta sớm 10 phút đồng hồ hạ nhập sông, là tên kia gọi Lý Hanh Người, tay cầm bộ đàm đối lông mày chữ nhất trung niên nam nhân nói. Lông mày chữ nhất trung niên nam nhân như có điều suy nghĩ điểm gật đầu. Thầy ta hỏi thăm Yến đội trưởng, bọn họ bên kia có không có cái gì tân tiến triển, có không có phát hiện đến hai đoạn thi bên trong một đoạn. Đội ngũ hạ nhập đáy sông về sau, nhanh chóng tới gần hướng thạch ốc khu kiến trúc. Trong không khí có cổ tanh tanh tạo biển nê tinh vị. Dưới chân bàn đá xanh đường, cũng là mọc đầy thật dày rêu xanh, một cước xuống dưới trần ướt khó đi. Những người này kỷ luật nghiêm minh, không có phát ra tiếng ồn ào, cũng không có người tự mình giao lưu tất cả đều theo sát theo tại bị gọi thân đội lông mày chữ nhất trung niên nằm nhân sau lưng, cảnh giác bốn phía. Làm bước vào thạch ốc khu kiến trúc phạm vi, chỉ thấy chung quanh tất cả đều là sụp đổ phế tích, thạch ốc cơ hồ đều đã tổn hại xong, chỉ có cô lẽ hai tòa còn vẫn như cũ đến đứng ở ở giữa. Lục soát Tất cả mọi người tứ tán ra, bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ lên mảnh này cổ nhân lưu lại công trình kiến trúc. Mà thân đội mang theo bên người mấy người, hết thảy mười mấy người, thì là tự mình lục soát thạch ốc quần trung ương duy nhất hoàn hảo kia hai tòa tảng đá phòng ở. Làm đến gần cái này hai tòa thạch ốc lúc, phát hiện thạch ốc thiết kế rất cổ quái, cũng không có cửa sổ, chỉ có lưu một cái hai trang mở thanh cửa đồng. Mà trải qua thời gian dài như vậy nước sông ngâm, ăn mòn, thanh cửa đồng bên trên sớm đã mọc đầy một tầng màu xanh đồng lục. Giờ phút này, hai tòa thạch ốc, một tòa thanh cửa đồng hoàn hảo, nhưng mặt khác một tòa thạch ốc thanh cửa đồng bởi vì tại lâu năm ngâm dưới, tổn hại sụp đổ, từ bên ngoài nhìn về phía trong phòng, sơn đen mà hắt, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có thể mơ hồ có thể thấy được cổng trầm tích lấy không ít đáy sông bùn cát. Lý Hành, người mang mấy người quá khứ thanh lý hạ tòa kia thạch ốc, nhìn có thể hay không có cái gì phát hiện, ta đến tiếp tục lục soát trước mắt tòa này thạch ốc. Tầm 10 người đội ngũ, một phân thành hai. Thân đội mang theo còn thừa nhân thủ, bắt đầu thanh lý lên hoàn hảo thanh cửa đồng bên trên bùn cát nhìn phải chăng có cái gì manh mối phát hiện hắn bình tĩnh cầu ổn cũng không có tại không hiểu rõ tình huống dưới tùy tiện đẩy cửa ra tiến vào bất quá những người này cuối cùng không phải nhà khảo cổ học thanh lý động tác khó tránh khỏi có chút thô bạo nhưng thắng ở tốc độ rất nhanh thanh lý hoàn tất quả nhiên tại thanh cửa đồng bên trên phát hiện đến manh mối cổ nhân một mực tôn sùng thanh đồng khí văn hóa thường lấy thanh đồng khí làm tế tự dụng cụ, tỷ như vương hầu tướng lĩnh hạ tán thời điểm, vật bồi tán bên trong liền có thật nhiều thanh đồng khí, thích tại thanh đồng khí bên trên khắc vẽ lên nó cuộc đời chuyện cũ, ca tụng cả đời. Mà trước mắt tòa này thanh cửa đồng bên trên, liền điêu khắc hư hư thực thực một người cuộc đời chuyện cũ. Chỉ là, thời gian dài bại lộ tại ác liệt ẩm ướt hoàn cảnh dưới, thanh đồng mặt ngoài đã rỉ sét nghiêm trọng, điêu khắc đã lớn diện tích hủy hoại, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mở đầu tựa hồ là lấy một cái nam nhân vì triển khai. Nhưng ở giữa lại là mảng lớn mơ hồ. Thế là ánh mắt trực tiếp nhảy đến cuối cùng, lúc này mới rốt cục có phát hiện mới. Điêu khắc lên xuất hiện hai đoạn bị chém ngang lưng thân thể, miệng vết thương lại ngoài định mức điêu khắc mấy đầu dây nhỏ, tựa hồ là nghĩ cho thấy, chém ngang lưng người khi đó còn sống, còn không có tắt thở, dây nhỏ đại biểu máu tươi. Tiếp lấy xuất hiện hai cái quan tài, một đám người bắt đầu nhất động còn tại đổ máu hai khúc thi thể thể. Về sau hình tượng tổn hại. Lần nữa nhìn thấy hình tượng lúc là điêu khắc ra có người dơ lên thiết chú y, ngay tại đóng đinh nắp quan tài. Lại phía sau hình tượng hoàn toàn tổn hại, đã hoàn toàn thấy không rõ đằng sau miêu tả lại là cái gì. Cũng không có thấy kia hai cái quan tài, cuối cùng bị mai táng ở nơi nào. Nếu như mở đầu năm nhân kia, chính là cái này điêu khắc lên nói bị chém ngang lưng người, tự hồ là cái này nam nhân vừa bị chém ngang lưng, người còn không có tắt thở, còn tại máu tươi chảy rồng, liền lập tức lại bị tàn nhẫn phong nhập hai cái quan tài, đóng đinh nắp quan tài, sống sờ sờ chết ngạt ở trong quan tài. Đây là chém ngang lưng thêm chôn sống, thân đội lông mày chữ nhất, đã gấp vặn cùng một chỗ, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Mặc kệ là chém ngang lưng, vẫn là chôn sống, đều là tàn nhẫn đến cực điểm cực hình. Nam nhân này đến tột cùng là ai, đến cùng đắc tội cái dạng gì người có quyền thế, thế mà đồng thời gặp hai loại tàn nhẫn cực hình, có thể nghĩ hắn trước khi chết oán khí lớn bao nhiêu. Khó trách sẽ bị chôn ở đáy sông, vĩnh thế trầm luân âm u. Những người khác rất có kỷ luật, cũng không có người nào mở miệng nói tiếp, thân đội nghĩ nghĩ, sau đó cầm lấy bộ đàm nói, lão Yến, ta tại những này thạch ốc bên trên, phát hiện một chút có ý tứ manh mối, người bên kia có cái gì phát hiện. Bộ đàm bên kia, rất nhanh truyền đến trả lời chắc chắn, có phải hay không là ngươi bên kia cũng phát hiện đến thanh cửa đồng bên trên điêu khắc. Xem ra ngươi cũng có phát hiện, thân đội vừa nói, vừa bắt đầu sai người, chuẩn bị mở ra thanh cửa đồng. Lúc này, yến đội trưởng thần bí nói, "Ta cho ngươi thêm cung cấp một đầu manh mối, nhìn kỹ những này thạch ốc hướng, có phát hiện hay không? Những này thạch ốc không phải tỏa Bắc Triều Nam, tất cả đều là ngồi đông về phía Tây phương vị." Nghe vậy, thân đội sắc mặt đại biến, vội vàng ngẩng đầu cẩn thận xem xét mặc kệ là sụp đổ vẫn là chưa sụp đổ thạch ốc, quả nhiên tất cả đều là ngồi đông về phía tây phương vị. Tại dân gian có một câu tục ngữ, đại môn hướng nam, con cháu không lạnh, đại môn về phía tây, xảo nháo khóc thế. Ý tứ chính là, đại môn về phía tây, lấy ánh sáng cực kém, cả ngày không thấy ánh mặt trời, trong phòng âm lãnh, hàng khí cực nặng. Dân gian lại có truyền ngôn, vừa ra đời trẻ nhỏ, có thể trông thấy thường nhân không cách nào nhìn thấy đồ vật, cho nên khi còn bé thường xuyên khóc nỉ non không ngừng, chính là bởi vì thấy được đáng sợ đồ vật, nhận lấy kinh hãi. Đại môn về phía tây, xảo nháo khóc thế, chính là ngụ ý ở đây. Thân đội sở dĩ sắc mặt đại biến, là bởi vì hắn nghĩ tới, cái này đáy sông hạ thạch ốc khu kiến trúc, rất có thể cũng không phải là lưu cho lúc trước tu kiến lăng mộ người ở. Rất có thể là có khác cách dùng khác. Theo xâm nhập đào móc, thân đội bắt đầu cảm thấy cái này đáy sông hạ chôn lấy đồ vật, Nước thực sự quá sâu, ngay tại dần dần vượt qua dự đoán của tất cả mọi người. Ngay tại hắn lo lắng lúc, bộ đàm bên trong truyền ra yến đội trưởng một tiếng ồn ngạc nhiên. a à, đây là lão hỏa kế, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, ta bên này có phát hiện trọng đại. Phát hiện gì, thân đội mừng rỡ. Nhưng mà, tiếp xuống bộ đàm bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, phản phất một cái tín hiệu gián đoạn. Thân đội lập tức sinh lòng dự cảm không tốt nhưng hắn ánh mắt tỉnh táo, không có đối bộ đàm la to, mà là ngừng thở yên lặng chờ đối diện trả lời chắc chắn. Tới đồng thời, hắn để bên người tất cả mọi người giữ yên lặng. 10 giây 20 giây một phút, hô, hô, bộ đàm bên trong tĩnh mịch như một đầm nước động, chỉ còn lại thân đội tiếng hít thở âm. Lạc, lạc lạc, bỗng nhiên. Bộ đàm bên trong truyền ra quỷ dị thanh âm, giống như là xương cốt từng đoạn từng đoạn vặn vẹo thanh âm. Lạc, lạc thanh âm còn tại tiếp tục không ngừng truyền đến, lập tức, thân đội đổi sắc mặt. Chạy. Bộ đàm bên trong đột nhiên truyền đến yến đội trưởng hư nhược thanh âm, nhưng mới nói được một nửa lập tức im bặt mà dừng, hắn là tại đối thân đội hô chạy, là tại để thân đội tranh thủ thời gian dẫn người rút lui. Thân đội hai mắt dân lên thống khổ cùng thương cảm, nhưng hắn quả quyết hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người lập tức rút khỏi đáy sông, lập tức lên bờ. Ngay tại lúc cái này trong lúc máu chốt, có người phát hiện, tiến về một tòa khác thạch ốc lục sát đầu mối lý hanh bọn người, từ khi tiến vào thạch ốc về sau, vẫn luôn không có động tĩnh. Thân đội lập tức dẫn người tới tìm kiếm. Kết quả cũng không có tìm được lý hanh bọn người tung tích, hỏi thăm phụ cận những người khác lúc, cũng đều xưng lý hanh bọn người tiến vào trong nhà đá về sau, liền rốt cuộc không có gặp bọn họ ra qua. Trong lúc nhất thời sống không thấy người, chết không thấy xác, Năm sáu cái người sống sờ sờ thế mà tại bọn hắn tất cả mọi người ngay dưới mắt biến mất không thấy. Ngay tại tất cả mọi người đang tìm mất tích mấy người lúc, có người hoảng sợ nói, đấy xong lúc nào xuất hiện những sương mù này. Bóng đêm vắng vẻ. Mượn nhờ tối đen xâm nhiên bóng đêm, thông gian cầu lớn phụ cận con đường phong tỏa, cũng không gây nên quá nhiều chú ý. Thứ nhất là bởi vì vừa vặn ở vào vùng ngoại thành, kiến trúc chung quanh lâu bầy cũng không dày đặc. Thứ hai tự thông sông cầu lớn xảy ra chuyện đến nay, liền hiếm có người dám ban đêm một mình tới đây, dù sao người đều là tiếc mệnh. Cho nên chợt có người đi ngang qua phụ cận lúc, cũng đều bị ngăn lại khuyên cách, nói là đường đi phía trước thi công, lánh hành cải đạo. Bóng đêm dần dần sâu. Đột nhiên. Âm âm. Âm âm. Tiếng động cơ nổ âm thanh, cao su lốp xe cao tốc đột nhiên thay đổi lúc chói tai vang thai thanh âm, sáng loáng xa ánh sáng đèn, từng chiếc phong cách thô khoáng xe việt giả như sắt thép cự thú gào thét đánh vỡ đêm hạ yên tĩnh gầm nhẹ gầm thét cao tốc hành sự hướng thông gian cầu lớn năm chiếc mười chiếc mười mấy chiếc từng cái giao lộ có càng ngày càng nhiều sắt thép giả thú xé rách bình tĩnh bóng đêm tất cả đều đều không ngoại lệ lao vùng vụt hướng thông gian cầu lớn phương hướng tới đồng thời trụ thị còn vị nguồn gốc từ trợ phòng ăn năm tạo số ba bàn cái kia bụng bự năm nhân quá tham ăn đây là quỷ chết đói đầu thai sao đừng nói nữa bếp sau vừa tới thực tập ngày thứ nhất tiểu trương đều trực tiếp bị hù chạy bò nướng sắp xếp mới bên trên một bàn một phút bên trong lập tức không thấy thực tập công tiểu trương từ xế chiều bắt đầu vẫn tại thịt nướng sắp xếp trực tiếp mệt mỏi hư thoát đến hai con cánh tay không nhấc lên nổi tiệc đứng sảnh các phục vụ viên cầm bộ đàm điên cuồng nhả rảnh kêu ca kể khổ giờ phút này liền ngay cả tiệc đứng sảnh quản lý đại sảnh, cũng đồng dạng là sắc mặt hắc như đấy nồi. Vị này số ba bàn quỷ chết đói, dĩ nhiên chính là phương chính. Ban ngày tu luyện, tẩy tủy dịch cân kinh, để hắn khí huyết hao tổn nghiêm trọng, lần nữa tiến vào cực độ đói khát điên cùng ăn trạng thái, lấy huyết thực đến bồi bổ hao tổn rơi khí huyết. Lúc này, phương chính lại từ quầy hàng bưng tới bảy tám chồng đĩa, quản lý đại sảnh lại chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng vừa đúng lúc này, phương chính điện thoại bỗng nhiên truyền đến chấn động điện báo biểu hiện người là tôn ngọc thụ điện thoại vừa tiếp thông lập tức truyền đến tôn ngọc thụ mang theo khẩn trương thanh âm nói phương chính huynh đệ cưỡng ép thanh lý thông gian cầu lớn thời gian ta đã biết bọn hắn ngay hôm nay ban đêm hành động phương chính trong tay động tác bỗng nhiên dừng lại căn cứ tôn ngọc thụ chỗ nghe lén đến hiện tại linh dị cục điều tra những người kia đã tiến vào khẩn cấp tình thế Tự hồ là lần thứ nhất cưỡng ép thanh lý thông gian cầu lớn kết quả thất bại, tự như là đoạn sông ngăn nước, hạ nhập đáy sông người toàn bộ mất tích. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Căn cứ Tôn Ngọc Thụ nghe lén đến tình huống, hiện tại Linh Dị Cục Điều Tra đã khẩn cấp tăng phái tiếp viện, chạy tới thông gian cầu lớn bên kia. Liền ngay cả trú đóng ở hắn đơn vị mấy vị kia, Linh Dị Cục Điều Tra nhân viên cũng đều bắt đầu không giữ được bình tĩnh, đem tất cả mọi người triệu tập cùng một chỗ, tập trung bảo hộ, một bộ như lâm đại địch khẩn trương trận thế. Chính là gặp phải tình huống như thế này, Tôn Ngọc Thụ mới có thể nghe lén đến những này trọng yếu tình báo. Tôn Ngọc Thụ là vùng trộm liên lạc Phương Chính, vội vàng sau khi nói xong lập tức cúp điện thoại, Phương Chính lâm vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ. Lần này đến cùng muốn hay không tiến về thông gian cầu lớn, nhóm người thứ nhất ngựa cái này xem xét chính là tập thể lật thuyền, vây quét không thành bị hố. Rất hiển nhiên, Thông gian cầu lớn đã thành hung hiểm chi địa, liền ngay cả linh dị cục điều tra, những này nhân viên chuyên nghiệp đều không thể giải quyết sự kiện linh dị. Mà hắn mới lẻ loi một mình, lần này hung hiểm quá lớn. Nhưng là phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, xám trắng chi khí. Hắn cần đại lượng xám trắng chi khí đến thắp sáng kinh văn gia người phụ văn. Phương chính lại không cam tâm bỏ lỡ lần này cơ hội khó được. Ta cũng chỉ ở bên ngoài từ từ không đi vào vừa có tiếng gió không đúng lập tức trời đi nơi đó sẽ không có nguy hiểm a à? cát cát góc áo ma sát thanh âm phùng nữ yến cưỡi xe đạp cho thuê khô héo đèn đường chỉ có một mình nàng trống rỗng đường đi phùng nữ yến là một tên huấn luyện viên thể hình vì muộn ban tan tầm có thể mau mau về đến nhà nàng thế là lựa chọn một đầu gần đường từ đầu này tới gần thông gian cầu lớn phụ cận đường về nhà từ khi thông gian cầu lớn liên tiếp phát sinh rơi sông người chết sự tình, hiện tại kề bên này một vùng, trời vừa tối, trên đường cơ hồ không gặp được bóng người. Nhưng làm huấn luyện viên thể hình phùng nữ yến, cá tính độc lập thật mạnh, đối với những này lại cũng không kiên kỵ. Không biết có phải hay không bởi vì gió đêm rét lạnh, phùng nữ yến cảm giác thân thể không hiểu có chút lạnh, sau lưng mọc lên thấy lạnh cả người, phía sau lưng chỗ cổ lạnh sưu sưu. Phùng nữ yến quay đầu nhìn sau lưng, kết quả không có cái gì. Ta thật sự là mình dọa mình Xe đạp cho thuê cũng không có chỗ ngồi phía sau Ở đâu ra có người từ phía sau đối cổ thổi hơi Phùng ngữ yến tự dễu cười cười Ngay tại nàng quay đầu tiếp tục xem phía trước lúc Phùng ngữ yến chợt thấy Bên lề đường có một đứa bé trai Ngay tại chơi bóng da Đông, đông, đông tiểu nam hài một cái một cái Hướng trên tường đá lấy bóng da nhỏ Cạch, bóng da nhỏ bắn ngược về tiểu nam hài dưới chân Tiểu nam hài lại tiếp tục đá lấy bóng da nhỏ Phùng nữ Yến Hiếu Kỳ, đêm hôm khuya khoắt tại sao có thể có một đứa bé trai, tại trên đường cái chơi bóng da. Tiểu băng hữu, ngươi ban đêm làm sao một người tại ven đường chơi? Mụn mụn ngươi đâu, trong nhà người người đâu? Có phải hay không lạc đường, phùng nữ Yến cưỡi xe đạp cho thuê, sắp tiếp cận tiểu nam hài lúc, tiểu nam hài không nói một lời, bỗng nhiên ông lấy bóng da nhỏ, chạy vào góc tối trong hẻm nhỏ. Phùng nữ Yến nghi hoặc, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, coi là tiểu nam hài chính là ở tại phụ cận thế là phùng ngữ yến tiếp tục cưỡi xe đạp cho thuê đông 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 phùng ngữ yến nhìn thấy trước đó chạy mất tiểu nam hài thế mà không biết lúc nào chạy đến phía trước tiếp tục đối với tường đá lấy bóng da nhỏ cạch bóng da nhỏ bắn ngược về tiểu nam hài dưới chân tiểu nam hài lại đem bóng da nhỏ đá hướng vách tường lần lượt lặp lại tiểu bằng hữu ngươi phùng ngữ yến còn chưa có nói xong tiểu nam hài không nói một lời lần nữa ông lấy bóng da nhỏ, chạy vào hắc ám trong bóng tối. Lúc này, Phùng Nữ Yến có chút ánh mắt xuất hiện hoảng loạn rồi, tay chân rét run, chỉ muốn mau rời khỏi con đường này. Nhưng mà... Đông, đông, đông bóng da từng cái đá phải trên tường thanh âm, nàng lại tại phía trước thấy được cái kia tiểu nam hài, vẫn là không nói một lời, ngay tại lần lượt đem bóng da nhỏ đá phải trên tường. Lần này, Phùng Nữ Yến phía sau lưng lông tơ dựng đứng mà lên, nàng không có dừng lại, chỉ muốn mau rời khỏi nơi này. Phùng ngữ yến trực tiếp trải qua tiểu nam hài, tiểu nam hài cũng không nhìn về phía nàng, cũng không có nói chuyện, vẫn như cũ còn tại vùi đầu lần lượt đá lấy bóng da nhỏ. Phùng ngữ yến vừa định nhẹ nhõm một hơi, bỗng nhiên, nàng cảm thấy phía sau cái cổ lạnh lẽo, tự hồ có người đang đứng ở sau lưng nàng, không ngừng đối nàng gáy thổi khí lạnh. Đại tỷ tỷ, lưu lại cùng nhau chơi đùa bóng da nhỏ đi, một đứa bé trai thanh âm, liền dán tại phùng ngữ yến phía sau lưng truyền đến nhưng xe đạp cho thuê rõ ràng liền không có chỗ ngồi phía sau lấy ở đâu có thế ngồi người phùng ngữ yến hoảng sợ trận to hai mắt cứu khô héo đèn đường sáng tối chập chờn chiếu vào trống rỗng đường đi lần nữa khôi phục lại trống vắng thanh lãnh trên đường không ai chỉ có một cỗ xe đạp cho thuê ngã sắp xuống tại ven đường tay lái trên tay còn mang theo một con nữ sĩ bao da thẳng đến mấy phút Phương Chính cưỡi xe đạp cho thuê cưỡi thân ảnh, dần dần tiến vào con đường này. Đồng, đồng, đồng. Một đứa bé trai tại bên lề đường, đối vách tường lần lượt đã lấy bóng da nhỏ. Thông gian cầu lớn nơi này, gần nhất trời vừa tối, cơ hồ liền không thấy bóng dáng. Ngay cả lưới hẹn xe ban đêm cũng không chịu tới đây. Làm Phương Chính rời đi tiệc đứng sau phòng, hắn đầu tiên là cưỡi xe buýt đến gần nhất trạm điểm, sau đó quét mã cưỡi lên xe đạp cho thuê, một đường thẳng thẳng hướng thông gian cầu lớn phương hướng. Bỗng nhiên, Phương Chính nhìn thấy phía trước trên đường cái, ngã lật lấy một cổ xe đạp cho thuê. Hắn khẽ chau mày, tư, xe đạp phanh lại thanh âm. Vắng vẻ tĩnh mịch trên đường cái, ngã lật lấy một cổ xe đạp cho thuê. Tay lái trên tay còn mang theo một con nữ sĩ cặp da. Lại duy chỉ có không thấy một người. Phương Chính cái mũi nhẹ nhàng vỗ, hắn trong không khí, ngửi thấy một cổ không giống mùi lại là bùng các khí ẩm hỗn hợp có cá chết mùi hôi thối. Đông, đông, đông. U tỉnh không người trên đường, đột nhiên truyền đến bóng da đàn hồi âm thanh, một cái mơ hồ không rõ tiểu nam hài bóng đen, một thân một mình chơi đùa, ngay tại phía trước 7-8 mét bên ngoài bên lệ đường, đối ven đường tường, không ngừng đã lấy bóng da nhỏ chơi. Cạch, bóng da nhỏ bắn ngược về tiểu nam hài dưới chân, tiểu nam hài lại đem bóng da nhỏ đá hướng vách tường, lần lượt lặp lại, đã lấy bóng da nhỏ. Phương Chính đỡ dậy ngã lật ở trên đường xe đạp cho thuê, động tác ôn nhu, giống như là đối đại cái gì trọng yếu chi vật, cẩn thận từng ly từng tí đặt đến ven đường lối đi bộ bên trên. Sau đó lại nhặt lên rơi xuống đất nữ sĩ cặp da, cẩn thận phủi đi cặp da bên trên cho bụi, đồng dạng động tác ôn nhu, giống như là đối đại trọng yếu chi vật, cẩn thận từng ly từng tí treo trở lại tay lái bên trên. Từ đầu đến cuối, Phương chính đều phản phất chưa nhìn thấy cái kia một thân một mình đá bóng tiểu nam hài, sau đó đi hướng bên người một đầu không có đèn đường hẻm nhỏ. Chỉ gặp một bộ nữ thi, đổ vào chướng mắt vũng máu bên trong, biểu hiện trên mặt hoảng sợ, vặn vẹo, tự hồ khi còn sống thấy được phi thường đáng sợ đồ vật. Nàng hai mắt chết không nhắm mắt trợn to, khóe mắt còn mang theo mấy giọt chưa khô thấu nước mắt kia là đối với sinh mạng khát vọng lưu luyến. Máu tanh khí tức tại trong hẻm nhỏ dần dần phiêu tán ra đùng, đùng đùng, đùng một con bóng da nhỏ, trên mặt đất nhẹ nhàng bật lên mấy lần, từ âm u nơi hẻo lánh bên trong chậm rãi lan ra, cho đến đụng phải phương chính chân lúc này mới dừng lại. Lưu lại cùng nhau chơi đùa bóng da nhỏ đi. Một cổ khí tức âm lãnh, chảy ngược tiếng không có đèn đường trong hẻm nhỏ, nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, đồng thời, bùng các khí ẩm hỗn hợp có cá chết mùi hôi thối hôi thối, xông vào mũi. Trong bóng tối, một đôi màu nâu xanh tiểu hài bàn tay duỗi ra, đẩy hướng phương chính phía sau lưng. Ta chơi ngươi mã bức Phương Chính một cước giảm bạo bên chân bóng da, sau đó, phốc. Hắn trở lại một đau bổ về phía sau lưng Tiểu Nam Hài, trong hai mắt có lửa giận đang nhảy nhót. Một đau trực tiếp từ vai phải nghiêng bổ đến phần bụng, kém chút một đau bổ ra thành hai nửa. A. À, tiểu Nam Hài thống khổ. Hắn muốn trốn, nhưng vào lúc này, Phương Chính tay trái phục ma kim cương ấn đã thi triển ra, người như trận mắt kim cương đã giận không kềm được một quyền oanh sát tiếng tiểu nam hài thể nội, oanh. Bành trướng kim quang hỏa diễm, thuận nắm đấm trút xuống tiếng tiểu nam hài thể nội. A. À. Âm. Tiểu nam hài hình thể vặn vẹo, cuối cùng nổ tung, hồn phi phách tán. Ngay sau đó liền có một sợi xám trắng chi khí, tung bay tiếng phương chính thể nội, kinh văn gia người lần nữa thắp sáng một viên phù văn. Lúc này, phương chính trong tay dài một mét sát khí đao, trên đó sát khí bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, co vào, cuối cùng toàn bộ lui trở về trong thân đao, lộ ra một thanh chỉ có dài 30, 40 cm phổ thông đoạn đao. Phương Chính đem quỷ đầu đao một lần nữa vào vỏ. Vỏ đao liền cột vào hắn sau thắt lưng, vừa vặn bị ngoại bộ che kín. Đã tại thông gian cầu lớn phụ cận, lại có buồn các khí ẩm hỗn hợp có cá chết mùi hôi thối, Phương Chính đã phỏng đoán đến cái này tiểu nam hài quỷ vật lai lịch là thông gian cầu lớn rơi sông người gặp nạn nhưng lại không biết vì cái gì sẽ xuất hiện ở phụ cận đây có lẽ là bởi vì thi thể cũng không có bị đánh mò được cho nên mới sẽ xuất hiện ở phụ cận đây quay người mắt nhìn trên mặt đất chết thảm nữ nhân ai phương chính khẽ thở dài một cái sau đó hắn tìm tới trên người người chết điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh không đành lòng nạn cứ như vậy phơi thay đầu đường nhưng mà đúng vào lúc này Phương Chính chợt nghe có rất nhỏ tiếng bước chân, chính từ xa mà đến gần tiếp cận, mà lại tới gần tốc độ còn thật nhanh. Tốc độ thực sự quá nhanh, Phương Chính vừa định muốn rời khỏi, tiếng bước chân liền đã xuất hiện tại hẻm nhỏ lối vào. Điện quang lóe lên, một cái giống DC bên trong the Flash 20 tuổi thanh niên, toàn thân cao thấp đều có điện quang lượng lờ, chân sinh điện mang xuất hiện tại Phương Chính trước mắt. Phương Chính ngẩn người. Nhìn xem trước mặt giống the Flash, toàn thân điện quan thanh niên, nhất thời có chút không kịp phản ứng, trong tay còn cầm đang chuẩn bị báo cảnh điện thoại. Mà giống theo flash thanh niên, tự hồ cũng bị trong hẻm nhỏ đột nhiên thêm ra tới một cái người sống sờ sờ, lớn giật mình, hai người cứ như vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhất thời đều quên phản ứng. Đúng lúc này, động cơ oanh minh thanh âm, đâm trách bóng đêm, tại trên đường cái cấp tốc lao vùng vụt, mấy giây sau, cao su lốp xe chói tai tiếng thắng xe đứng tại chỗ gần. Ba tên nam nữ trẻ tuổi, hai nam một nữ, xuất hiện tại giống the Flash thanh niên sau lưng. Nhạc thiên. Ngươi có biết hay không cái gì gọi là phục tùng mệnh lệnh, cái gì gọi là đoàn đội phối hợp, ta mới là cái tiểu tổ này bên trong đội trưởng. Trong ba người, một tên mang theo mắt kiến không gọng nam nhân, vừa lên đến chính là nổi giận đùng đùng chất vấn hướng sững sờ bất động theo flash thanh niên. Nhưng mà, ba người khẽ dựa gần, lần đầu tiên liền nhìn thấy xuất hiện tại ngõ hẻm trong khuôn mặt xa lạ phương chính, cùng trên mặt đất ngã trong vũng máu nữ nhân thi thể. Nhân sinh sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh, sợ nhất bằng hữu đột nhiên quan tâm. Không phải bằng hữu muốn tìm ngươi vay tiền. Chính là nhân sinh muốn bị lục. Lúc này, bầu không khí liền quỷ dị đột nhiên yên tĩnh. Nhìn trước mắt bốn người, phương chính giờ phút này huyệt thái dương thình thịch cuồng loạn, dưới chân một cổ thi thể, trong hẻm nhỏ lại vừa vặn chỉ có một mình hắn, hắn chỉ sợ là muốn nhảy vào hoàng hà nước cũng rửa không sạch. Chạy trốn, biến thành tội phạm giết người, sau đó bị cả nước truy nã. Cảnh sát dán ra treo thưởng 10 vạn, hoặc là 20 vạn. Nếu như không muốn nhận cả nước truy nã, dứt khoát đến cái giết người diệt khẩu. Như thế liền không ai biết chuyện này. Phương chính nhất cả trứng, nhưng hắn rõ ràng cũng không phải là tội phạm giết người a, à, oan uổng a. À thậm chí hắn vẫn là thấy việc nghĩa hăng hái làm dũng đọ sức lưu manh ba tốt thị dân mới đúng đúng lúc này một cái nghe vào phương chính trong tay dường như thiên sứ dễ nghe nữ hài thanh âm vang lên la bàn biểu hiện lúc trước khóa chặt lại quỷ khí phản ứng ngay ở chỗ này quỷ khí cấp bậc là thiên cẩu một ô trên mặt đất ngộ hại trên thân người có yếu ớt quỷ khí phản ứng chúng ta tới trễ một bước nàng tại chúng ta đến trước đó liền đã ngộ hại là chết bởi quỷ vật Phương Chính nghe được cô gái này thanh âm, đơn giản như tiếng trời thanh âm dễ nghe, hắn cảm kích nhìn một chút đối diện nữ hài, thấy thế nào làm sao thuận mắt, quả nhiên là người Mỹ tâm linh cũng đẹp. Nữ hài thanh âm, giống như phá vỡ không khí yên tĩnh, theo Flash thanh niên giật mình nói, huynh đệ, chẳng lẽ ngươi cũng là bị chính phủ chiêu an, tại vài ngày trước màu lam huyết nguyệt đêm đó đã thức tỉnh huyết mạch thể chất người mới. Huynh đệ ngươi là trại huấn luyện thứ mấy lớp huấn luyện, có lẽ chúng ta vẫn là lớp bên cạnh cũng khó nói. Huynh đệ ngươi ngưu bức đại phát, lẽ loi một mình hành động, thế mà một thân một mình liền có thể diệt sát một con thiên cẩu nhất giai quỷ vật. Phương Chính có chút phản ứng không kịp. Trong chấp nhoáng này lượng tin tức thực sự quá lớn, hắn trước tiên cần phải tại trong đầu vuốt rõ ràng. Huyết mạch thể chất. Chẳng lẽ chính là lý giải bên trong dị năng giả? Người đột biến. Mà cái gọi là dị năng giả, trên thực tế chính là đã thức tỉnh huyết mạch thể chất. Thức tỉnh thời cơ, tự hồ chính là cùng màu lam huyết nguyệt có quan hệ. Giác tỉnh giả năng lực cũng là thiên biến vạn hóa, có người thức tỉnh hỏa diễm, có người thức tỉnh lôi điện, có người thức tỉnh chính là lực lượng. Về phần chính phủ chiêu an, trại huấn luyện, lớp huấn luyện, tự hồ là chính phủ vì ngăn người những dị năng giả này chạy loạn khắp nơi, không người quản thúc tiếp theo không cẩn thận làm ra cái gì yêu thiêu thân, cho nên toàn bộ đều tập trung cùng một chỗ, quân sự hóa quản lý. Sau đó đứng tại quốc kỳ hạ tuyên thệ, trung với quốc gia trung với nhân dân. Thiên cẩu lại là cái gì quỷ? Tự như là đối quỷ vật năng lực đẳng cấp phân chia. Như vậy thiên cẩu phía trên, có phải hay không còn có lợi hại hơn quỷ vật đâu? Nghe trước mắt cái này theo flash thanh niên giật mình ngữ khí, tự hồ hắn có thế một thân một mình diệt sát một con thiên cẩu nhất giai quỷ vật, tại bọn hắn những này mới thức tỉnh dị năng giả trong mắt, là một kiện đủ để đáng giá thổi ngưu bức chuyện phương chính cũng không biết hắn nhất thời không biết nên trả lời thế nào người đứng tại chỗ không tiếp lời rơi vào đối diện bốn người trong mắt lại là thành lạnh lùng tính cách lúc này phương chính lại có hiếu kỳ nếu như trước mắt bốn người này chính là đã bị chiêu an mới thức tỉnh dị năng giả như vậy bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này nếu như nói thông gian cầu lớn là một cái cao cấp phó bản địa độ có vẻ như mang theo người mới cùng một chỗ vào phó bản đẩy bốt, liền cùng chịu chết không khác biệt a. À. Nhưng là phương chính lại không cách nào ở trước mặt hỏi thăm. Ngay tại phương chính đầu cũng đau nhất, lá gan cũng đau nhất, nghĩ đến làm như thế nào ứng phó trước mắt tràn cảnh lúc, trước mắt bốn người đã một lần nữa trở về bọn hắn phương tiện giao thông, một cổ SUV. Đồng thời, bốn người lòng có không đành lòng, đem trên mặt đất nữ nhân thi thể cũng ôm đến súp bên trên. Bốn người trở lại trên xe về sau, gặp Phương Chính còn một người đứng tại chỗ bất động, tên kia theo flash thanh niên như quen thuộc nói, ca môn, nếu như ngươi tiểu tổ đội viên nhất thời đuổi không trở lại, không ngại, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ về thông gian cầu lớn. Ngươi cũng không phải không biết đám kia huấn luyện viên, mỗi cái đều là mặt đen diêm vương. Nếu như ngươi đến trễ khẩn cấp tập hợp thời gian, mấy cái này mặt đen diêm vương, tuyệt đối có thể nghĩ ra trên trăm cái tra tấn người thủ đoạn, tuyệt đối đủ ngươi uống một bình. Phương Chính Cuối cùng, vì không bị gây nên hoài nghi, Phương Chính đành phải tại bốn cặp ánh mắt cùng nhau nhìn chăm chú, kiên trì lên xe. Trên xe, Phương Chính toàn bộ hành trình không nói lời nào, phát huy đầy đủ cô lạnh, cao thủ tịch mịch tính cách. Không phải hắn không muốn nói, hắn tự như là một con hát si lẫn vào trong bầy sói, chỉ cần mới mở miệng liền tuyệt bức lộ hãm, bộc lộ ra hắn là người ngụy trang thân phận. Phương Chính trên xe như ngồi châm đệm, thân thể cứng nhắc thẳng tắp. Mấy lần ý đồ giao lưu, gặp Phương Chính từ đầu đến cuối đều là trầm mặc ít nói, bốn người cũng dần dần đã mất đi hứng thú, không còn chủ động tìm Phương Chính nói chuyện phím. Gặp bốn người lực chú ý, rốt cục không trên người mình, Phương Chính ở trong lòng thở dài một hơi. SUV một đường thông suốt. Trong lúc đó, cũng gặp phải mấy lần con đường phong tỏa, nhưng đều rất nhanh được cho qua thông qua. Một đoàn người cách thông gian cầu lớn càng ngày càng gần, đã dần dần có thể thấy rõ tại sương mù bao phủ xuống thông gian cầu lớn, làm xe dừng hẳn tắt máy, phương chính lề mà lề mề người cuối cùng lúc xuống xe, hắn sững sờ. Một sợi xám trắng chi khí hướng hắn bay tới. Sau đó là thứ hai sợi xám trắng chi khí trong nháy mắt chính là ba sợi xám trắng chi khí nhập trướng. Xám trắng chi khí i 1 2. Xuống xe trong nháy mắt. Kinh văn gia người liền nhổ lông cừu đến hai sợi xám trắng chi khí. Trong chớp nhoáng này thắp sáng hai miếng phù văn, phương chính trong lòng kinh hỉ. Nhưng hắn còn phải muốn thường xuyên cố gắng duy trì được cao thủ cô lạnh hình tượng, trong lòng từng lần một khuyên bảo mình, tuyệt đối không nên đắc ý quên hình, người bây giờ là hắc si lẫn vào trong bầy sói tuyệt đối không nên gây nên đạn sói lực chú ý. Lúc này phương chính mới chú ý tới, hắn tự hồ là xuất hiện ở một chỗ hậu cần căn cứ, bởi vì khắp nơi có thể thấy được lều vải, vật tư cổ xe, còn có từng người từng người thụ thương thương binh. Trong không khí còn tràn ngập nồng đậm máu tanh mùi vị. Lúc này, một tên thân cao 200 cm, thiết tháp mạnh như nhau tráng chừng 30 tuổi khôi ngô nam nhân, nửa người trên cuốn đầy nhúm máu băng vải từ phương chính chờ năm người bên người đi qua, chỉ là ánh mắt của người đàn ông này có chút lạnh, lạnh lùng liếc một chút phương chính chờ năm người, sau đó sự qua người. Người này tuyệt đối là tên cường giả. Đúng lúc này, kinh văn gia người thế mà sinh ra phản ứng. Xám trắng chi khí y một. Kinh văn gia người thế mà cứ như vậy trần trụi ngay trước mặt nhổ lông cừu, trong nháy mắt hút thu tới một sợi xám trắng chi khí, nhưng phương chính cũng không có vui sướng, ngược lại kinh đến phía sau lưng phát lạnh, ánh mắt có chút chột dạ. Bất quá vạn hạnh, cho dù tại khoảng cách gần như vậy dưới, thiết tháp nam nhân tự hồ cũng không phát giác được dị thường, cùng mấy người sự qua người, tiếp tục tiến về đáy sông phương hướng phương chính ở trong lòng vụn trộm buông lỏng một hơi sau đó là cuồng hỉ hưng phấn cứ như vậy một chút thời gian thế mà đã tích lũy đến xám trắng chi khí ba hắn đột nhiên có một loại sinh lòng hào hùng thổ nhà giàu mới nổi xa xỉ cảm giác vừa rồi người kia ánh mắt thật là khủng khiếp chỉ một cái liếc mắt ta lại có loại toàn thân huyết dịch giống giọt nước ngưng kết trong không khí băng lãnh cảm giác trên người hắn khí thế cùng chúng ta huấn luyện viên rất giống ta cảm thấy hắn hẳn là cùng chúng ta huấn luyện viên thuộc về cùng cái cấp bậc, hẳn là ít nhất cũng là thần tàn 4 tầng, thần tàn 5 tầng trái phải. Hiện tại ta chỉ muốn may mắn ta thức tỉnh về sau, không có bành trướng đến chạy tới cướp ngân hàng hoặc phạm tội. Đây chính là cơ quan quốc gia, tại cơ quan quốc gia trước mặt chúng ta coi như đã thức tỉnh, cũng yên nguyên vẫn là nhỏ bé giống khỏa bụi bặm. Nhạc thiên mấy người tiếng thảo luận âm, lập tức gây nên phương chính chú ý. Thần tàn bốn tầng, năm tầng. Phương Chính bất động thanh sắc dưới đáy lòng suy tư, tự hồ giác tỉnh giả nhóm tiếp tục sử dụng chính là mặt khác bộ năng lực hệ thống. Cùng quỷ vật có rõ ràng khác biệt, quỷ vật là thiên cẩu nhất giai, nhị giai. Như vậy vấn đề tới, hắn lại xếp tại cái nào cấp bậc? Thần tàn tầng hai hẳn là sẽ có A. Hắn cùng trong miệng vài người huấn luyện viên, thế mà chênh lệch hai ba cái cấp bậc thật đúng là áp lực như núi đây này. Mà căn cứ cùng nhạc thiên mấy người, trên xe ngắn ngủi ở chung phương chính cũng mơ hồ nắm giữ đến một chút tình báo không chỉ là bọn hắn cái này mấy tên người mới xuất hiện ở đây trại huấn luyện đại lượng người mới cũng tất cả đều xuất hiện tại thông gian cầu lớn nơi này các huấn luyện viên là muốn cho nhóm này người mới sớm thích ứng cùng quỷ vật giao chiến không khí bồi dưỡng những này người mới tâm lý tố chất không thể một vị dưỡng thành nhà ấm bên trong đóa hoa nếu không tương lai rất khó một mình đảm đương một phía sau đó, nhạc thiên những này người mới đến thông gian cầu lớn nơi này về sau, bị tổ chức thành mấy người một tiểu tổ, phụ trách tại thông gian cầu lớn phụ cận một vùng tuần tra. Kỳ thật những này người mới đều không ngốc, bọn hắn tự nhiên rõ ràng, đây là lão điểu nhóm tại chê bọn họ những này người mới vướng chân vướng tay, không ai chịu cho bọn hắn làm vú em, cũng không chịu mang người mới vào phó bản đẩy bốt. Thế là liền tùy tiện đuổi bọn hắn, phụ trách tại phía ngoài nhất một vòng tuần tra, nói là phòng ngựa đáy sông có cá lọc lưới đi ra ngoài, Hoàng Mỹ kỳ danh viết bồi dưỡng tâm lý tố chất. Nhạc thiên mấy người chính là đang đi tuần lúc, phát hiện đến phụ cận có quỷ vật hoạt động dấu hiệu. Sau đó ngoài ý muốn gặp gỡ phương chính. Mà theo đáy sông giao chiến, dần dần tiến vào gây cấn, hậu cần nhân thủ xuất hiện không đủ, thế là những này bên ngoài những người mới lại lần nữa bị riêng phần mình các huấn luyện viên khẩn cấp triệu tập trở về, lâm thời sung làm hậu cần hỗ trợ nhân thủ lúc này lại có một tên thần sắc mệt mỏi thương binh từ tiền tuyến lui ra làm từ phương chính phụ cận sự qua người lúc xám trắng chi khí một phương chính suýt nữa không có kéo căng ở biểu hiện trên mặt kém chút liền muốn kinh hỉ cười ra cũng may hắn kịp thời cúi đầu xuống nhạc thiên bốn người cũng không phát giác được dị thường của hắn cái này ngắn ngủi thời gian qua một lát phương chính đã toàn bốn cái phù văn làm sao có thể không gọi hắn mừng rỡ đây rõ ràng là hoàng kim soát kinh nghiệm bảo địa a. Sau đó, Phương Chính đuổi theo Nhạc Thiên mấy người, một đường có chút chột dạ, lại có chút vui mừng hướng đi địa điểm tập hợp. Bất quá rất nhanh, Phương Chính liền cao hứng không nổi, ngược lại có chút da đầu tê dại kinh dị tại địa điểm tập hợp, từng người từng người trên thân khí tức đều vô cùng kinh người huấn luyện viên, đang đợi riêng phần mình người mới các học viên trở về, sau đó bắt đầu từng cái điểm danh. Phương Chính lúc này ở những huấn luyện viên kia bên người đã tập kết trên trăm tên người mới học viên lục tục ngon ngoe còn có càng nhiều người tập kết quá khứ nhưng giờ này khắc này phương chính đã hoàn toàn không có tâm tình để ý tới trụ thị tại sao có thể có nhiều như vậy mới giác tỉnh giả hắn hiện tại chỉ còn lại có tật giật mình dưới chân vô ý thức dừng lại phương chính đột nhiên dừng lại để nhạc thiên mấy người không khỏi đều nghi hoặc nhìn về phía phương chính mà bên này năm người đột nhiên tất cả đều dừng lại lập tức có như hạt giữa bầy gà dễ thấy, Phương Chính đã rõ ràng cảm giác được có mấy tên huấn luyện viên ánh mắt, đã hướng hắn bên này trông lại. Phương Chính rất sợ sẽ bại lộ, chỉ có thể kiên trì, tiếp tục đi theo nhạc thiên mấy người đi hướng địa điểm tập hợp. Trong lòng sớm đã có một vạn đầu thần thú đang phi nước đại không thôi. Trên trời quả nhiên liền không có rớt để bánh chuyện tốt, Phương Chính cảm giác mình lần này thật sự là rơi vào hố lửa, nhưng hắn lại không dám thần sắc có gì thường, trên đường đi còn phải cố gắng duy trì được hắn, cao thủ cô lạnh, lạnh như băng biểu lộ. Nhưng dù là phương chính lại thế nào ở trong lòng thành kính cầu nguyện, hy vọng thời gian có thể đi được chậm nửa điểm, nhưng cuối cùng, mấy người vẫn là đi tới địa điểm tập hợp. Ca môn, có tìm tới huấn luyện viên của ngươi sao? Chúng ta đã tìm tới huấn luyện viên của chúng ta, xem ra muốn tạm thời trước tách ra, nhạc thiên như quen thuộc quan tâm hỏi phương chính. Phương chính. Ngay tại phương chính trong lòng mờ mờ thời lúc Đúng vào lúc này, một tên áo khoác da lãnh khốc nam nhân tay cầm khuyết đại âm thanh loa, thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi hướng người mới địa điểm tập hợp. Có ai có thể giết thiên cẩu nhất giai quỷ vật? Nhất định phải có thể một mình giết được thiên cẩu nhất giai quỷ vật người. Nếu có người có thể một thân một mình diệt sát thiên cẩu nhất giai quỷ vật, bây giờ lập tức đến nơi này của ta khẩn cấp tập hợp, ta cần các ngươi hạ lưu đáy trường gian phối hợp chúng ta cứu người. Chỉ cần đến nơi này của ta báo danh, một người ban thưởng 10 vạn nguyên, cùng tại phúc địa 12 giờ thời gian tu luyện. Cảnh cáo các ngươi đừng nghĩ cùng ta chơi tâm nhãn, muốn thừa cơ đục nước béo cò, một khi phát hiện, trực tiếp hủy bỏ năng lực, vĩnh cửu đá ra trại huấn luyện. Loa bên trong truyền ra lạnh khốc, túc sát thanh âm. Có điều kiện phù hợp, mau tới ta chỗ này khẩn cấp tập hợp. Ba phút sau lập tức cùng ta cùng một chỗ hạ lưu đáy trường giang. Hết chương 40, cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha